Lý Vân Tiêu thoáng lộ vẻ kinh ngạc, đóa hoa sen rượu này sợ là do Khương Nhược Băng tiện tay làm ra, chính là mô phỏng theo một kiếm băng liên của hắn lúc trước. Thật không ngờ tiểu nha đầu này có ngộ tính cao như thế, suy một ra ba cũng nhanh như vậy. Nguyễn Tử Lăng thoáng do dự một hồi, sau đó mới nói. Vậy đành làm phiền Trình Vĩnh Huynh, chỉ có điều không thể gây thương tích cho binh đệ. Con người trong mắt công tử kia hơi co lại, cười lớn bước tiến lên, nói. Tử Lăng Huynh yên tâm đi, binh đệ quả nhiên là thiên tư thông tuệ, một chiêu này rất đẹp. Hắn đưa tay chộp về phía đóa hoa sen kia, ở giữa năm ngón tay hình thành mơ hồ có một khí tức màu xanh lục thoáng dao động. Dường như hắn nắm giữ cả một con sống lớn ở trong tay. Thật sự có khí thế giang sơn ở trong tay, chảo lực từ trên không trung vồ xuống, khống chế đóa hoa sen rượu ở trên không trung. Trình Vĩnh, một trong Tây Vực ngũ kiệt, Trình Vĩnh thế lực siêu cấp vạn tinh cốc sao? Nạp Lan Chỉ Tuyền kinh ngạc hô lên, trên mặt lộ vẻ hoảng hốt, nàng thật sự không ngờ công tử đi cùng với Nguyễn Tử Lăng lại có địa vị lớn như vậy. Những người trẻ tuổi tuấn kiệt đang đứng ở cửa mỗi người đều mỉm cười, bộ dạng lười biếng. Hiển nhiên là ở địa vị cao từ lâu mới có thần thái như vậy. Xem ra mỗi người đều có địa vị không tầm thường. Trong lòng Khương Nhược Băng cũng cả kinh, biết thực lực người trước mắt không tầm thường. Một tay nàng đặt ở trước người bắt quyết, quát. Nổ. Đóa hoa sen rượu kia chợt nổ tung, hóa thành vô số mũi châm nhỏ bằng nước, bắn đi bốn phương tám hướng. Vèo vèo vèo. Những kim châm kia dường như sắp đâm thủng bàn tay đang nắm lấy của Trình Vĩnh. Trình Vĩnh cười lớn một tiếng, khí lực trong tay tăng thêm, lập tức khống chế nước rượu kia kia ở một phía của thiên địa bên trong. Trong nháy mắt, hắn hút lấy tất cả. Khương Nhược Băng kinh hãi, trong tay lóe lên ánh sáng, nàng liền lấy trường kiếm ra, muốn lao tới tấn công. Sau lưng nàng, Tiểu Tuyết cũng cầm bảo kiếm ra tay, phối hợp cùng Khương Nhược Băng. Hai người một trái một phải, rốt cuộc tạo thành một bộ kiếm trận đơn giản, xông lên bao vây tấn công. Trình Vĩnh không ngừng cười to, dưới chân thi triển ra thân pháp, dễ dàng xuyên qua thế kiếm của hai người, dễ dàng chạy thoát. Chỉ mấy chiêu, một quang điểm bắn trúng trên vai hai người. Hai thanh trường kiếm tuột tay mà rơi xuống. Hắn cười to nói, minh đệ, vẫn nên ngoan ngoãn theo ta trở về đi thôi. Lúc trước ta đối với đệ cũng không mấy hứng thú, nhưng hiện tại lại cảm thấy đệ rất thú vị. Ha ha, đệ phải nhớ bộ dáng của ta. Trong cuộc chiến trên lôi đài ta nhất định sẽ thắng được. Trình Vĩnh cười đầy vẻ tự tin, chộp về phía người Khương Nhược Băng. Nạp Lan Chỉ Tuyền cả giận nói. Trình Vĩnh người thật lớn mật, dám đả thương binh đệ. Trình Vĩnh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Nạp Lan Chỉ Tuyền, trong con người hiện lên vẻ khác thường, nói. Nàng chính là vị có thân thể nguyên âm trong Ngân Nguyệt Tông đã tu luyện nguyên thai diệu nữ công đến đại thành kia sao? Hắn nhìn giống như nhìn hàng hóa. Không ngừng đánh giá Nạp Lan Chỉ Tuyền từ trên xuống dưới, nhe răng cười, nói. Nàng cũng có thể đi theo ta. Hắn đang muốn phi thân lên, đột nhiên truyền đến tiếng thở dài của Lý Vân Tiêu, nói. La huynh, lần này ta thật sự khâm phục huynh. Không ngờ huynh có thể nhẫn nhịn lâu như vậy. Tính nhẫn nại còn mạnh hơn cả ta. Ta thật sự cam bái hạ phong. Huynh làm như thế nào vậy? Trên mặt La Thanh Vân vẫn thản nhiên. Hình như hoàn toàn không nhìn thấy những chuyện vừa mới phát sinh. Hắn lẳng lặng uống rượu trong chén, nói. Ta đang đợi ngươi ra tay. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Vì sao bản thân huynh lại không ra tay? Giả vờ lãnh khốc sao? La Thanh Vân đặt chén trong tay xuống, trong mắt lóe lên sát khí sau đó lập tức biến mất. Hắn gằn từng chữ nói. Bởi vì ta sợ mình không nhịn được, vừa ra tay đã giết chết tất cả bọn họ. Ta không muốn gây phiền toái, cho nên, Lý Vân Tiêu buồn bực tiếp lời, nói. Cho nên huynh muốn để ta chọc tới chuyện phiền toái này sao? La Thanh Vân gật đầu, nói. Huynh từ trước đến nay đều là một người không sợ phiền phức. Lý Vân Tiêu phiền muộn vô cùng, cười khổ nói. Ai nha, lần này thật sự bị huynh đánh bại, xem ra phiền toái này ta không thể không nhận. Đối thoại của hai người lập tức khiến đám người Trình Vĩnh nhìn chăm chú. Đám người bên trong tửu điếm vốn mang tâm trạng xem kịch vui. Sau khi biết được thân phận của Trình Vĩnh, mỗi người đều hoảng sợ trốn ở một bên, để tránh rước họa vào thân. Một trong Tây Vực ngũ kiệt, Vạn Tinh Cốc, hai gia hỏa này bọn họ chọc không nổi. Ánh mắt Trình Vĩnh tập trung ở trên người hai người, đặc biệt là La Thanh Vân.
người này cho hắn một cảm giác nguy hiểm, còn Lý Vân Tiêu, hắn trực tiếp xem như không nhìn thấy. Vũ Tông Ngũ Tinh, hắn chỉ cần một chưởng có thể đánh chết 100 người. Tử Lăng huynh, quy định của Thành Hồng Nguyệt hình như không thể tùy ý gây chuyện. Trình Vĩnh lạnh lùng nói, ánh mắt cũng không rời khỏi trên người La Thanh Vân. Hình như hắn đối với quy định của Thành Hồng Nguyệt cũng có chút kiêng kỵ. Ánh mắt Nguyễn Tử Lăng chấp hiện hàn quang, nhẹ giọng nói. Cũng có thể có trường hợp đặc biệt, Trình Vĩnh huynh, đây không gọi là gây chuyện, mà gọi là trượng nghĩa ra tay, giải cứu binh đệ. Ha ha, thì ra là thế. Trình Vĩnh cười to nói. Có những lời này của Tử Lăng huynh, vậy ta đã an tâm. Lúc này lão bản của Tửu Điếm đột nhiên chạy tới, vội vàng nói. Các ngươi không thể gây chuyện, bằng không Thành Hồng Nguyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cẩn thận hoa cúc tàn, vừa rồi có người của Lưu Ly Sơn. Nguyễn Tử Lăng không đợi hắn nói xong, lấy ra một tấm lệnh bài ném tới. Lão bản của Tửu Điếm kia đón được tấm lệnh bài, vừa nhìn, toàn thân lập tức run lên một cái, run rẩy nói. Ngươi, ngài, hắn nuốt nuốt nước miếng. Run rẩy đưa lệnh bài kia trở lại, cũng không dám nói thêm một câu. Trong lòng những võ giả đứng ngoài thấy vậy, đều hiểu rõ. Cường giả có thể ở cùng một chỗ với một trong Tây vực ngũ kiệt, lại để cho lão bản của Tửu Điếm nhận ra được thân phận, vậy không thể nghi ngờ chỉ có Thành Hồng Nguyệt. Lần này, tất cả mọi người đều cảm thấy bi ai thay cho mấy người trẻ tuổi Lý Vân Tiêu. Một khi đắc tội với người của Thành Hồng Nguyệt và Vạn Tinh Cốc, đừng nói là đang ở trong Thành Hồng Nguyệt. Cho dù đang ở trong thiên hạ, cũng không có người nào có thể cứu được. Khương Nhược Băng vội la lên. Nguyễn Tử Lăng, ngươi dám động bọn họ dù chỉ một chút, ta nhất định sẽ bảo sư phụ giết ngươi. Nguyễn Tử Lăng hình như nghĩ tới điều gì, sắc mặt chợt biến, vội vàng nói. Trình Vĩnh huynh. Trình Vĩnh đã hành động, lạnh lùng nói. Tử Lăng huynh yên tâm, nếu binh đệ lên tiếng, ta chỉ dạy dỗ cho bọn họ một chút là được. Tránh cho đám cóc như bọn họ không nhận thấy được rõ thân phận của mình. Trong tay hắn có một khí xoáy tụ lại giống như Trường Giang và Hoàng Hà lưu chuyển. Sau khi hắn bước ra một bước, toàn thân hình như là thân ảnh độc lập với thiên địa, hoàn toàn ở ngoài siêu nhiên. Một trường đánh ra đã đi tới trên người La Thanh Vân và Lý Vân Tiêu. La Thanh Vân cho hắn cảm giác giống như là một con rồng đang ẩn mình trong vực sâu, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bay lên trời. Trong lòng hắn không khỏi có chút kiêng kỵ, cho nên khi thủ hạ, hắn không dám lưu tình, vừa ra tay chính là tuyệt học của Vạn Tinh Cốc nhất trưởng kinh đào. La Thanh Vân ngồi yên không động đậy, chỉ lẳng lặng uống say quên buồn. Thần sắc trong mắt không có chút dao động, vẫn yên tĩnh như nước. Con người trong mắt Trình Vĩnh đột nhiên co lại, trong mắt hắn lóe lên một chút phẫn nộ vì bị không để ý tới. Chép bàn tay lại tăng thêm vài phần nguyên lực. Gần như là lực lượng 120%, lúc trước nói chỉ giáo huấn một chút, hiện tại hắn cũng ném ra sau đầu. Hắn hận không thể một chưởng đánh chết hai người này. Từ sau khi nhận được danh hiệu là một trong Tây vực ngũ kiệt, đã không có người nào dám khinh thường hắn như vậy nữa, cho dù là trưởng môn đại phái cũng phải khách khí. Hai chưa thấy qua người nào quê mùa, đại khái còn không biết tới uy danh cùng sự lợi hại của Tây vực ngũ kiệt. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng để chén rượu xuống, trong lúc bất chợt đám võ giả bên trong tửu lâu cảm thấy có chút ớn lạnh. Một trận gió lạnh từ bốn phương tám hướng của tửu lâu vào tới. Mọi người chợt phát hiện tửu lâu vốn vẫn tính là tráng lệ này không ngờ lại cũ nát như vậy. Bốn phía đều có gió lùa. Gió to đột nhiên nổi lên, đám mây tản ra. Trong giây lát Trình Vĩnh phát hiện thân thể mình gần như bị đông cứng lại. Có một loại lực quy tắc đang chảy xung quanh, trong khoảnh khắc. Võ kỹ của hắn giống như lá rụng trong gió, thuyền nhỏ trước sóng dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Hắn kinh hãi mở to hai mắt, chỉ thấy Lý Vân Tiêu đánh ra một chưởng, không có bất kỳ hoa chiêu nào. Một chưởng đầy vẻ phong khinh vân đạm, giống như bằng hữu đang tùy ý trêu đùa, vỗ vào đầu vai của người vậy. Nhưng một chưởng phong khinh vân đạm này ở trong mắt hắn lại không khác gì lưỡi hái của tử thần chém xuống. Một cảm giác lạnh lẽo thấu vào tận xương tủy. Lại xông thẳng vào trong đầu. Lần đầu tiên từ khi chào đời đến nay, hắn cảm thấy được một nỗi sợ hãi tử vong xông lên đầu. Toàn thân hắn run rẩy, muốn hô to cầu cứu, nhưng miệng mở ra, bất kể hắn làm như thế nào cũng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một chưởng đánh xuống, sau đó mất đi chi giác. Mọi người chỉ thấy Lý Vân Tiêu tiện tay đánh ra một chưởng,
rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu. Hình như không có bất kỳ khí thế nào. So sánh với nhất trưởng kinh đào của Trình Vĩnh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Nhưng kết quả lại là suy giảm cực lớn trong mắt mọi người. Chỉ thấy Trình Vĩnh giống như quả bóng cao su bị xì hơi. Trong nháy mắt kinh khí toàn thân suy giảm, trong thân thể bạo phát ra một vài tiếng động nặng nề. Cả người cứ như vậy sụp xuống, bị đánh bay ở cửa, dường như đang nhũn ra, quỳ rạp ở trên mặt đất. Yên tĩnh, tất cả đều yên tĩnh. Trong mắt La Thanh Vân hiện lên vẻ khiếp sợ cực độ. Bàn tay đang cầm chén rượu cũng có chút run rẩy. Tuy rằng hắn cũng không từng để Tây Vực Ngũ Kiệt vào mắt, nhưng tuyệt không có khả năng dễ dàng thoải mái một trưởng đánh gục như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy mình lại đoán sai thực lực Lý Vân Tiêu. Hình như bất kể hắn đánh giá người trước mắt này cao như thế nào, đều không đúng. Thoáng cái hắn có phần đờ đẫn ngồi ngây ra đó, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Trình huynh, Trình Vĩnh huynh, đứng lên đi. Hắc, Trình huynh, đừng làm trò nữa, mau đứng lên đi. Đám công tử trẻ tuổi đang tiến vào tửu lâu, trên trán mỗi người đều lấm tấm mồ hôi lạnh. Bọn họ không thể tiếp nhận được hiện thực trước mắt, tất cả đều la lên gọi Trình Vĩnh, đợi hắn từ dưới đất nhảy lên, sau đó giết chết tất cả đám người Lý Vân Tiêu. Nhưng mà từ trước đến nay nguyện vọng chính là tốt đẹp, hiện thực vĩnh viễn lại lạnh lùng tàn khốc. Thân thể Trình Vĩnh dần dần cứng đờ, mãi đến khi thân thể bắt đầu có chút tím bầm, mọi người mới từ trong ảo tưởng phục hồi lại tinh thần. Sắc mặt mỗi người đều tái nhợt. Nạp Lan Chỉ Tuyền và Khương Nhược Băng cũng hoàn toàn ngây người. Trong đầu bọn họ không có cách nào suy nghĩ được, bọn họ kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu, lại nhìn Trình Vĩnh đang nằm trên mặt đất, trước sau vẫn không có cách nào liên hệ hai người với nhau. Trình huynh, Trình huynh. Sau khi Nguyễn Tử Lăng kinh ngạc một hồi, vẫn chưa tin, đi lên trước ngồi xổm xuống, vỗ vào thân thể Trình Vĩnh vài cái. Cuối cùng hắn vận dụng một chút kình đạo ở trong tay. Không ngờ tới, thoáng cái, hắn đã đánh nổ đầu vai của Trình Vĩnh. Rất nhiều máu tụ đen đặc và thịt vụn đều tuôn ra ngoài. Hóa ra ở dưới lớp da, máu thịt toàn thân Trình Vĩnh đều đã biến thành hồ. A! À, Nguyễn Tử Lăng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa thì ngã ngửa. Hắn hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu, run rẩy nói. Ngươi lại dám giết người của Vạn Tinh Cốc. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Giết thì đã sao? Nguyễn Tử Lăng thoáng trấn tĩnh, hạ quyết tâm, nói. Giết người của Vạn Tinh Cốc, chính là đã bước nửa bước vào quỷ môn quan. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói. Dù sao cũng phải bước vào quỷ môn quan, vậy ngay cả người của Thành Hồng Nguyệt, ta cũng giết. Sát khí trên người hắn chợt bạo phát ra, nhắm thẳng vào Nguyễn Tử Lăng. Trong nháy mắt toàn thân Nguyễn Tử Lăng như rơi vào trong hầm băng, cả người run rẩy, răng trên răng dưới không ngừng run lên. Qua nhiều năm như vậy. Tuy có thời điểm sợ hãi, nhưng hắn chưa bao giờ thấy sợ như ngày hôm nay. Mặc dù không biết thân phận của đối phương, nhưng ít ra hắn biết mình đã đá phải tấm thiết bản. Không chỉ có Nguyễn Tử Lăng, đám người trẻ tuổi Tuấn Kiệt đã cùng hắn tiến vào đây cũng cảm nhận được hàn ý này. Bọn họ hoảng sợ toàn thân run rẩy, có một người lại không có cách nào chống đỡ được, hét to một tiếng liền đẩy cửa lớn, cứ như vậy mà trốn đi. Sát khí của Lý Vân Tiêu chỉ là đối phó với những người này. Các võ giả khác bên trong tửu điếm ngược lại không cảm thấy gì cả. Bọn họ chỉ khiếp sợ khí hắn dùng một chưởng đánh chết Tây Vực Ngũ Kiệt, thật lâu chưa hoàn hồn. Dừng, dừng tay. Nguyễn Tử Lăng run rẩy nói. Nếu như lại giết ta, người thật sự phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại chẳng qua là có chút phiền phức mà thôi. Người mặc dù giết chết Trình Vĩnh, nhưng chỉ là tự vệ. Về tình có thể tha thứ. Tất cả mọi người có thể làm chứng. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía những người đi cùng hắn, nói. Các ngươi nói đúng không? À, đúng, chính là như vậy. Không sai, là tự vệ, chúng ta đều thấy được. Trong chuyện này, người sai ở Trình Vĩnh, không có bản lĩnh lại hiếu chiến. Kết quả thật đáng buồn. Đám bạn đồng hành với hắn đều con cháu đại thế gia. Vừa nhìn thấy Nguyễn Tử Lăng thay đổi hướng, đã biết là có phiền toái. Nếu như phối hợp không tốt, sợ là khó có tính mạng rời khỏi tửu lâu này. Một bạn đồng hành đã chết, cùng với an nguy đối với tính mạng của mình, những người này đều rất dễ dàng đưa ra lựa chọn. Các võ giả bên trong tửu lâu đều muốn hôn mê,
bảy thế lực lớn siêu cấp ở trong lòng mọi người vốn là hình tượng cao không thể leo tới. Sau khi Trình Vĩnh đánh ra một chiêu bỏ mạng, trong nháy mắt Nguyễn Tử Lăng ném đi Thiết Tháo, dần dần trở nên đáng khinh. Hóa ra con cháu thế lực siêu cấp chẳng qua cũng chỉ như vậy. So với chúng ta cũng không có gì khác biệt. Nguyễn Tử Lăng thấy sát khí trên người Lý Vân Tiêu càng lúc càng đậm, hai chân cũng có chút run rẩy. Hắn vội vàng nhìn về phía Khương Nhược Băng đang đứng bên cạnh, cầu xin sự giúp đỡ. Minh đệ, ta là biểu ca của đệ. Đệ mau nói một chút với bằng hữu của đệ đi. Hiểu nhầm, chỉ là một chút hiểu nhầm mà thôi. Trong mắt Khương Nhược Băng không che giấu được vẻ mất mát. Tuy rằng nàng đáng ghét Nguyễn Tử Lăng, nhưng đối phương đại biểu cho Thành Hồng Nguyệt. Không ngờ, Nguyễn Tử Lăng ở trong lòng mình vẫn hành xử nghiêm khắc thận trọng trầm ổn, thực lực so với đám trẻ tuổi tuấn tài, đã xem như không tầm thường, lại không có khí phách như vậy. Nhưng chung quy Nguyễn Tử Lăng vẫn là biểu ca của nàng. Khương Nhược Băng nói, Vân Tiêu đại ca, chuyện này đến đây dừng đi, nếu còn ầm ĩ nữa sợ là khó có thể giải quyết được. Hiện tại phiền phức của Trình Vĩnh. Trong mắt nàng lộ ra vẻ lo lắng buồn bã. Vạn Tinh Cốc và Thành Hồng Nguyệt đều là bảy thế lực lớn siêu cấp, địa vị ngang hàng. Trình Vĩnh thân là Tây Vực Ngũ Kiệt, cho dù không phải là đệ tử ưu tú nhất của Vạn Tinh Cốc, sợ rằng cũng được coi trọng. Phiền toái này đã muốn chọc thủng trời. Nhưng hiện tại nhìn bộ dạng Lý Vân Tiêu vẫn lơ đễnh, cuối cùng nàng đã hiểu rõ lời La Thanh Vân nói. Trong toàn bộ Thành Hồng Nguyệt, người dám cả gan dẫn theo mình chạy trốn, sợ rằng thật sự chỉ có nam tử thần bí trước mắt này. Nguyễn Tử Lăng vội vàng nói lý do. Không có việc gì, không có chuyện gì, có những người như chúng ta làm chứng, đây không tính là phiền toái gì cả. Cho dù là Vạn Tinh Cốc, cũng phải nói đạo lý mới được. Thiên hạ này chuyện gì cũng phải có một chữ lý, mọi người nói đúng không? Hắn vẫn nhìn về phía lão bản của tửu điếm kia nói. Trưởng quỹ, đến lúc đó làm phiền các ngươi cũng đi làm chứng cho vị huynh đệ này. Là do Trình Vĩnh tự mình hành hung không thành, ngược lại bỏ mạng. Điều này coi như là báo ứng. Thành Hồng Nguyệt tuyệt đối không thể để người xấu thực hiện được ý định của mình, còn người tốt bị vu oan. Trưởng quỹ kia gật đầu giống như con gà con mổ thóc. Hắn liều mạng gật đầu, nào dám nói nửa chữ không. Trong lòng Khương Nhược Băng có cảm giác chán ghét trước nay chưa từng thấy. Nàng xua đuổi mấy người kia nói. Các ngươi đều cút đi cho ta, nhìn thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn. Nguyễn Tử Lăng ngượng ngùng cười, vội hỏi. Vậy ta không quấy rầy các vị nữa. Minh đệ từ từ chơi, mấy vị bằng hữu này cũng không tệ. Bọn họ đều là Tuấn Kiệt, là người đáng để kết giao. Hắn vội vàng quay người muốn rời đi, nhưng trong nhát mắt khi hắn vừa xoay người, trong mắt nổ bắn ra lửa giận và oán độc kinh người. Trên khuôn mặt vặn vẹo, hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng trong nháy mắt hắn lại đứng ngây người ra, bởi vì hắn thấy được có một người đột nhiên đứng ở ngoài cửa. Đó chính là nam tử áo đỏ lúc trước, chẳng biết nam tử đó đã đứng ở trước cửa, điều tra tình huống của Trình Vĩnh bao lâu. Nguyễn Tử Lăng trợn to mắt, bỗng nhiên hắn mừng rỡ nói. Hàng Phong thúc thúc, tất cả mọi người bên trong tửu điếm cũng ngẩn người ra. Bọn họ cũng không phát hiện ra nam tử này tới đây lúc nào. Cho dù là người trẻ tuổi tuấn tài cũng vậy. Sắc mặt La Thanh Vân ngưng trọng, quát khẽ. Lý Vân Tiêu, người đi mau. Tên nam tử áo đỏ này chính là người lúc trước đã trấn áp Bùi Cửu Xí. Hiển nhiên là cường giả vũ đế. Hơn nữa không phải là tồn tại giống như vũ đế. Hàn quang trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động. Tên nam tử áo đỏ này tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng nhiều lắm chỉ mạnh hơn so với huyết thần tử một điểm. Đánh không lại hắn còn có thể chạy trốn. Hắn sợ là sợ dẫn tới chấn động lớn, khiến dự định thu Đông Hải Nguyệt Minh Châu của hắn thất bại. Ninh Hàng Phong đối với lời Nguyễn Tử Lăng nói, giống như mắt điếc tai ngơ. Hắn vẫn không ngừng dùng tay xoa nắn kiểm tra trên người Trình Vĩnh. Thần sắc trên mặt hắn càng lúc càng ngưng trọng. Trong lòng Lý Vân Tiêu thầm nghĩ không tốt. Vừa rồi, hắn tùy ý thi triển ra Đại Phong Vân Trường. Mánh khóe này sợ là đã bị Ninh Hàng Phong nhìn thấu. Dù sao năm đó, Thành Hồng Nguyệt đã chết không ít oan hồn. Hàng Phong thúc thúc, người này không để quy định vào mắt, giết Trình Vĩnh huynh. Vẫn mong thúc thúc ra tay ngăn cản người này, giao cho Vạn Tinh Cốc xử lý. Để tránh cho quan hệ giữa hai phái chúng ta nảy sinh sự ngăn cách. Nguyễn Tử Lăng vừa nói, vừa bay nhanh tới trốn ở phía sau Ninh Hàng Phong. Vừa rồi Lý Vân Tiêu tùy ý đánh ra một chưởng đã khiến Trình Vĩnh phải chết. Hình ảnh đó thật sự quá chấn động,
khiến xương cốt hắn đều nảy sinh cảm giác khủng bố. Chỉ có trốn đến phía sau Ninh Hàng Phong, hắn mới cảm thấy vô cùng an toàn. Khương Nhược Băng vội vàng nói. Hàng Phong thúc thúc, là do Trình Vĩnh muốn giết bằng hữu của ta trước, lúc này mới nhận lấy họa sát thân. Nguyễn Tử Lăng ngươi cũng quá vô sỉ đi, vừa rồi là ai nói sẽ làm chứng cho Vân Tiêu đại ca. Sắc mặt Nguyễn Tử Lăng ửng đỏ, nói. Ta làm vậy chính là để hắn trấn tĩnh, để tránh cho hắn trốn thoát. Nếu không, chúng ta làm sao ăn nói được với Vạn Tinh Cốc. Biểu ca cũng là muốn tốt cho Thành Hồng Nguyệt. Về phần an nguy của bản thân, ta từ lâu không để ở trong lòng. Hắn nói một hồi những lời đại nghĩa, bắt đầu giống như hai người hoàn toàn khác biệt. Điều đó khiến cho tất cả mọi người cảm thấy choáng váng hồ đồ. Lúc này Ninh Hàng Phong mới chậm rãi đứng dậy, hai mắt sáng như đao, chăm chú nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói. Chiêu võ kỹ này, người học được từ đâu? Trong lòng Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm nghị, hắn biết hơn phân nửa đã bại lộ. Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng, nói. Võ học trong thiên hạ có nhiều điểm tương đồng. Chẳng lẽ ngươi dựa vào cái chết của một người là có thể chặt sư thừa của ta sao? Ninh Hàng Phong thoáng sửng sốt, những lời Lý Vân Tiêu trả lời khiến hắn không khỏi nhìn đối phương thêm vài lần. Lúc này hắn mới lại nói. Chiêu trưởng pháp này rất giống với tuyệt kỹ của một người. Ngươi đi theo ta muốn kiểm tra suy luận trong lòng. Lý Vân Tiêu nói. Không rảnh. Ninh Hàng Phong mỉm cười, nói. Không phải do ngươi. Thân ảnh hắn chấp động. Muốn bắt lấy Lý Vân Tiêu. Khương Nhược Băng vội vàng đưa trường kiếm trong tay ra, hất lên cao quét ngang qua, vội vàng la lên. Hàng Phong thúc thúc không thể không phân biệt phải trái như vậy được. Rõ ràng là tên Trình Vĩnh này cậy manh hành hung mới đưa tới tai họa bất ngờ. Cho dù chuyện này đến tai cha ta cũng vậy thôi, vậy cũng không có cách nào đổi trắng thay đen. Ninh Hàng Phong bấm tay bắn ra, đập vào trên thân kiếm Khương Nhược Băng. Liền chấn động khiến cả người nàng mang kiếm cùng bay ra ngoài. Thế đi của Lý Vân Tiêu không hề giảm sút, đã chộp tới. Lãnh kiếm băng xương trong tay Lý Vân Tiêu đẩy ra một mảnh kiếm khí, lao tới đâm vào trên người Ninh Hàng Phong. Hắn không dám lại dùng kiếm quyết của mình, mà là Thiên Trinh Hạo Nhiên quyết, muốn đánh ra một con đường để bỏ chạy. Hồng Trần ngóng nhìn ánh trăng sáng. Kiếm quang lạnh như biển, trong nháy mắt Lý Vân Tiêu đâm ra trên trăm kiếm quang. Không ngờ phong tỏa một thoáng đã cắt đế khí xung quanh thành từng mảnh nhỏ. Ninh Hàng Phong kinh hãi mở to hai mắt, hắn không thể tin được có người lại có thể dùng kiếm quang chém nước cửu thiên đế khí của hắn. Hơn nữa cổ hàn ý khuếch tán, toàn bộ tử lâu dường như đặt mình ở trong hầm băng. Lý Vân Tiêu đi mau. La Thanh Vân đột nhiên hét lớn một tiếng rồng ngâm vang vọng. Chỉ thấy thân thể hắn và thương hợp nhất, một thương quang khó có thể địch nổi lướt qua ngang trời. Đáng kinh sợ giống như một con du long. Ninh Hàng Phong lại thất kinh, tên thiếu niên thất tinh vũ tôn này, không ngờ uy lực một thương lại mơ hồ có uy thế của cấp vũ đế khác, khiến hắn khó có thể tin được. Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Những tiểu hài tử mười mấy tuổi này tại sao đều biến thái như vậy? Nhưng hai người công kích chẳng qua chỉ để hắn giật mình mà thôi. Tay trái Ninh Hàng Phong ra quyền, vẽ ở trước người một quyền. Lập tức một lực lượng vô hình giống như mặt nước gợn sóng khuếch tán ra. Trong nháy mắt toàn bộ không gian bị một lực lượng phong ấn xuống. Thân thể hai người Lý Vân Tiêu và La Thanh Vân ở trên không trung trong nháy mắt bị đông cứng lại. Lý Vân Tiêu hình như không lưu tâm, khẽ cười nói. Ngươi không phải sợ phiền phức sao? La Thanh Vân lại không thoải mái giống như Lý Vân Tiêu, dùng toàn lực giãy giụa, nhưng cũng không có tác dụng gì. Một lát sau, hắn lạnh lùng hừ nói. Người tuy là do ngươi giết, nhưng trách nhiệm sao có thể để một mình ngươi gánh vác được? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Một câu nói ra, đã thể hiện ra hết bản sắc nam nhi, khiến mọi người bên trong tử lâu đều âm thầm tán thưởng. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Nguyễn Tử Lăng càng nhiều mấy phần xem thường. Con cháu thế ra gì chứ? So với những thiếu niên không mấy nổi danh kia lại có sự chênh lệch khó tránh khỏi quá lớn đi. Hàng Phong thúc thúc, dừng tay. Khương Nhược Băng khẩn trương, nàng biết thực lực của Ninh Hàng Phong, nếu như hắn thật lòng động thủ, chỉ sợ một chiêu sẽ giết chết cả hai người. Dưới tình thế cấp bách, nàng giơ bảo kiếm lên, gác ở trên cổ mình, uy hiếp. Hàng Phong thúc thúc, nếu như thúc thúc dám đả thương bằng hữu của ta sẽ chết ngay bây giờ ở trước mặt thúc thúc, xem thúc thúc làm sao ăn nói được với phụ thân ta, làm sao ăn nói được với sư phụ của ta.
Ninh Hàng Phong chau mày một cái, khiển trách. Nhược Băng, đây không phải là thời điểm để cháu bướng bỉnh. Mặt Lý Vân Tiêu cũng hơi biến sắc, nói. Minh lão đệ, buông kiếm xuống. Thúc thúc này của đệ muốn tổn thương ta vẫn còn hơi kém một chút. Ninh Hàng Phong khẽ nhíu mày. Lời này mặc dù nói khó nghe, nhưng hắn biết là tâm ý của đối phương, vì vậy im lặng không lên tiếng. Nguyễn Tử Lăng cũng gấp gáp nói. Nhược Băng, nghe Hàng Phong thúc thúc nói đi, không nên tùy hứng. Khương Nhược Băng lộ ra nụ cười sầu thảm nói. Bướng bỉnh, tùy hứng, vậy hôm nay ta bướng bỉnh một lần, tùy hứng một lần. Nàng lạnh lùng nói. Ta muốn kết giao bằng hữu thế nào các ngươi cần gì phải quản chứ? Các ngươi có quyền gì động thủ đối với bằng hữu của ta? Nếu như ngày hôm nay Vân Tiêu đại ca, La đại ca, còn có Chỉ Tuyền tỷ tỷ nhận một chút tổn thương, cho dù hôm nay ta không chết, ngày khác ta cũng phải giết sạch bằng hữu của các ngươi. Ngươi! Nguyễn Tử Lăng nhất thời im lặng, giật mình. Khương Nhược Băng cười lạnh nói. Ngươi có thể giết chết bằng hữu của ta, vì sao ta không thể giết chết bằng hữu của ngươi? Còn có Hàng Phong thúc thúc nữa, nghe nói thúc thúc và trưởng môn Phi Hổ Môn và Không Hoài Cốc đều rất quen thân. Thầm thầm chính là thánh nữ của Không Hoài Cốc, đợi tới khi ta có thực lực tất nhiên sẽ triệu tập một đám người tiêu diệt hai tông môn này trước. Ninh Hàng Phong sắc mặt đại biến, mơ hồ có chút lửa giận. Nhưng thân phận Khương Nhược Băng tôn quý, cho dù là hắn cũng quản giáo không được, hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, thả Lý Vân Tiêu và La Thanh Vân từ trong cấm chế đi ra. Lạnh lùng nói. Ta có thể tha cho bọn họ lần này, nhưng lần sau thì không thể. Còn nữa, cháu phải cùng Nguyễn Tử Lăng trở về. Đây cũng là điều kiện của ta. Khương Nhược Băng do dự một chút, nói. Có thể, nhưng trong vòng 3 ngày các ngươi không được động thủ đối với bọn họ. Chúng ta phải lưu lại đủ thời gian để cho bọn họ rời khỏi thành Hồng Nguyệt. Ninh Hàng Phong trầm tư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, thần sắc biến hóa không ngừng. Một chiêu kia của Lý Vân Tiêu hắn còn chờ đợi xác nhận. Nhưng giờ này khắc này. Sau một hồi suy nghĩ tỉ mỉ, cuối cùng hắn đã thỏa hiệp, nói. Được, ta đáp ứng cháu. Nhưng 3 ngày sau, không bị điều này hạn chế. Được. Khương Nhược Băng gật đầu, nói. Trong khoảng thời gian này mong rằng Hàng Phong thúc thúc chú ý tới đám tiểu nhân vô sỉ nhiều hơn một chút, để tránh cho bọn họ ở sau lưng giở thủ đoạn. Ninh Hàng Phong nói. Cháu yên tâm, toàn bộ cấm quân thành Hồng Nguyệt cũng không sẽ ra tay đối với 3 người bọn họ. Hắn chính là thống lĩnh cấm quân thành Hồng Nguyệt, Nguyễn Tử Lăng cũng nhậm chức ở trong cấm quân, phải phục tùng sự điều động của hắn. Khương Nhược Băng gật đầu nói. Có Hàng Phong thúc thúc đồng ý là ta yên tâm, nếu như dám gạt ta, ta bẩm báo với cha ta sư phụ ta, xem ngươi có mặt mũi thế nào. Tất cả mọi người đều choáng váng, cảm giác thiếu niên này còn là một tiểu hài tử. Bị khi dễ sẽ cáo trạng với gia trưởng. Khương Nhược Băng nhìn về phía 3 người nói. Vân Tiêu đại ca, La đại ca, Chỉ Tuyền tỷ tỷ, ta đi về nhà trước. 2 ngày sau, ta sẽ mang theo vật Vân Tiêu đại ca và La đại ca cần đi tới Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Đến lúc đó các ngươi lại đến đây một lần. Sau đó lập tức sử dụng đại trận truyền tống nhảy qua vực rời khỏi thành Hồng Nguyệt. Ngàn vạn lần không nên ở lại Đông Vực. Trong lòng Nạp Lan Chỉ Tuyền đau xót, nói. Minh đệ, đệ chiếu cố thật tốt bản thân là được. Không cần lo lắng cho chúng ta. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói. Thứ ta cần, bản thân ta sẽ lấy. Không phiền đệ động thủ, cũng không có thói quen để người khác làm giúp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. La Thanh Vân cũng nói. Ta cũng như vậy, vật dựa vào đệ mang tới, cầm ở trong tay đều sẽ bỏng tay. Khương Nhược Băng cười khổ nói. Ta biết 2 vị đại ca đều là người tốt, nhưng ta chỉ muốn làm chút chuyện cho bằng hữu mà thôi. Ta từ nhỏ cũng không có bằng hữu, thời gian qua lại cùng với các ngươi mặc dù ngắn, lại rất vui vẻ. Trong lòng 2 người đều lặng lẽ, nói không nên lời. Chỉ Tuyền tỷ tỷ gặp lại sau. Khương Nhược Băng mỉm cười lên tiếng chào, sau đó xoay người nói. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Nàng cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài cửa. Mọi người đều nhường đường cho nàng, bất kỳ ai cũng không dám tới quá gần. Ninh Hàng Phong liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Ta hy vọng ngươi có thể phối hợp với ta, kiểm chứng suy nghĩ trong lòng ta. Ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không thương tổn tới ngươi. Nếu như ngươi đã suy nghĩ thông suốt,
có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Hắn ném ra một tấm lệnh bài, nói. Cầm tấm lệnh bài này đưa cho bất kỳ một người nào đó của thành Hồng Nguyệt, đều có thể tìm được ta. Hắn cũng xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn vung tay phải lên, thu thi thể của Trình Vĩnh vào, lúc này mới biến mất ở ngoài cửa. Trong mắt Nguyễn Tử Lăng lộ ra hung quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. Ngày hôm nay coi như vận khí các ngươi tốt, hy vọng lần sau còn có thể có vận khí tốt như vậy. Hắn và đám trẻ tuổi tuấn kiệt bên cạnh hắn đều khôi phục lại bộ dạng cao cao tại thượng, đều hừ lạnh không dừng, từng người rời đi. Bên trong tửu điếm lập tức chỉ còn lại ba người Lý Vân Tiêu, còn có đám võ giả đứng ngoài quan sát. Lão bản của tửu điếm run như cầy sấy tiến lên, nói. Ba vị đại nhân, có thể đi nơi khác uống rượu hay không? Không nên ở lại tiểu điếm này nữa. Bản điếm buôn bán nhỏ. Các ngươi làm ầm ĩ như thế, ta không thể gánh chịu nổi. Hắn lấy từ trên người ra một túi nguyên thạch đưa tới, chỉ ra bên ngoài, nói. Đối diện có tửu lâu Duyệt Lai. Chỉ cần ba vị qua bên kia làm ầm ĩ, làm ra chút chuyện, những nguyên thạch coi như là một chút tạ ơn nho nhỏ dành cho ba vị đại nhân. Ba người đều đen mặt. Một túi nguyên thạch này chừng hơn vạn cái, có thể thấy được thương nhân thành Hồng Nguyệt vẫn vô cùng giàu có. Lão bản của tửu điếm kia cười hắc hắc nói. Mấy ngựa vừa nhìn đã biết là không sợ loại phiền phức này. Cái này chỉ là đưa trước một chút thành ý. Nếu như mấy người có thể ở trong Duyệt Lai tửu lâu gây ra chuyện lớn, tốt nhất là khiến cả tửu lâu bên đó đều nổ, vậy ta sẽ có hậu tạ gấp 10 lần. Nạp Lan Chỉ Tuyền chỉ vào đầu, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Giữ lại nguyên thạch để cho ngươi mua chút thuốc bổ bồi bổ chỉ số thông minh đi. Ba người rời khỏi tửu lâu, Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, ta cảm thấy chỉ số thông minh của lão bản này thật cao. Nạp Lan Chỉ Tuyền cười khổ, nói. Nếu La Đại Ca và Vân Tiêu công tử không vứt bỏ, có thể đi tới chỗ nghỉ chân của Ngân Nguyệt Tông nghỉ ngơi vài ngày, chờ tới khi quần anh tụ hội ở Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Ta có chút không yên lòng về Nhược Băng muội muội. Rất sợ nàng làm ra một vài hành động khác người. Tốt nhất là đi tới phủ thành chủ làm bạn với nàng. La Thanh Vân nói. Được, tính cách của Nhược Băng muội muội đơn thuần. Có Chỉ Tuyền cô nương ở cùng nàng, mọi người cũng yên lòng. Nạp Lan Chỉ Tuyền mím môi cáu giận nói. Ý của La Đại Ca là ta không đơn thuần sao? Nàng đưa mặt tới lắc qua lắc lại trước mặt La Thanh Vân, bộ dạng không thuận theo. La Thanh Vân có chút xấu hổ, giải thích. Ý ta là nghĩ Chỉ Tuyền cô nương thành thục hơn, xử sự càng thận trọng hơn. Không giống như Nhược Băng, tính tình còn trẻ con, chỉ biết đùa giỡn. Hừ, như vậy còn được. Lúc này Nạp Lan Chỉ Tuyền mới mặt mày rạng rỡ, mị lực của nàng cực lớn, lập tức khiến cho người đi đường dừng chân nhìn theo. Tỷ lệ những người quay đầu lại cũng cực cao. Lý Vân Tiêu cười nói. Hiện tại, trong thành Hồng Nguyệt đều ngực được nhỏ đang động dục. Nàng làm như vậy sẽ gây phiền toái cho La Huynh. Nạp Lan Chỉ Tuyền cười đầy quyến rũ nói. Thế nào, Vân Tiêu công tử ghen tị sao? Đúng rồi, lấy thực lực của Vân Tiêu công tử hoàn toàn có thể đi tham gia thi đấu lôi đài, một lần hành động đoạt được Mỹ Nhân và Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Như vậy không phải lưỡng toàn hay sao? Nàng thấy Lý Vân Tiêu muốn giải thích rõ ràng, lại tranh nói trước. Công tử cũng nói với ta cái gì không trông mong gì. Vậy mà một trưởng có thể đánh chết một trong Tây vực ngũ kiệt. Toàn bộ những người trẻ tuổi ở Đại Lục Thiên Vũ thật không biết còn ai có thể làm được như vậy. Nếu như Vân Tiêu công tử chịu đi tham gia thi đấu, tỷ lệ phần thắng cực lớn, cũng có thể khiến Nhược Băng muội muội tránh phải phiền não rồi. La Thanh Vân nghiêm mặt nói. Không sai, ta cũng đã gặp qua Nguyễn Tử Mậu, người đứng đầu Đông vực Thất Tinh. Nói thật, ta cảm thấy hắn không bằng huynh. Lý Vân Tiêu cười nói. Các ngươi quá coi thường hào kiệt trong thiên hạ, thật sự mạnh nhất chắc chắn sẽ không phải là mấy danh hiệu rất vang dội kia. Cái đó gọi là người thiện chiến danh không hiển hách, ngoại trừ Thất Tinh, Ngũ Kiệt, Tứ Tú gia, Đại Lục Thiên Vũ thắng được vì bọn họ có thể có nhiều người. Nếu như La Huynh đi ghi tên, cũng có thể lăn lộn tới một vị trí đầu lĩnh. Nạp Lan Chỉ Tuyền nói, nếu Vân Tiêu công tử không có ý, Chỉ Tuyền cũng không ép buộc. Nhưng chỉ cầu mong đến lúc đó. Nhược Băng muội muội không thích người chiến thắng, Vân Tiêu công tử có thể góp vui lấy lệ giúp Nhược Băng muội muội một lần. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Không nói đến chuyện ta không có bản lãnh đó. Cho dù thật sự có,
sau khi chiến thắng làm sao có thể chỉ góp vui lấy lệ được. Ta cũng không muốn bị người của thành Hồng Nguyệt truy sát cả đời. Trong đầu của hắn truyền đến tiếng yêu long đã yên lặng từ lâu, hừ lạnh nói. Cát, ngươi không phải đã bị thành Hồng Nguyệt truy sát cả đời sao, sợ cái gì chứ? Mặt Lý Vân Tiêu đen lại, truyền âm mắng. Ngươi không nói lời nào nói, ta sẽ không xem ngươi đã chết. Yêu long cười hắc hắc nói. Vừa lúc hai vị hồng nhan chi kỷ của ngươi đều không có mặt ở nơi này. Cơ hội tốt trời ban phải nắm chặt, đúng rồi. Yêu long đột nhiên nghiêm mặt nói. La Thanh Vân so với lần trước khi ở trong Tu Di Sơn rất khác. Không biết tại sao máu của hắn lại trở nên thuần hậu hơn rất nhiều. Hình như có dấu hiệu trở về tổ. À, Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Như vậy rất tốt, vậy máu hắn càng có giá trị lớn hơn. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt tham lam nhìn về phía La Thanh Vân, nhìn tới mức người kia toàn thân sợ hãi, tức giận trừng mắt trở về. Nạp Lan Chỉ Tuyền nhìn bộ dạng Lý Vân Tiêu không yên lòng, than thở. Tất cả phải xem số trời, hy vọng Nhược Băng muội muội có thể tìm được một người tốt để gả. Lý Vân Tiêu cười nói. Những nữ hài tử như các nàng kén vợ kén chồng yêu cầu cũng quá cao đi. Hội tụ ở đây đều là trẻ tuổi tài tuấn gần như khắp trong thiên hạ. Các nàng còn không biết đủ, Chỉ Tuyền cô nương nếu như đi tới phủ thành chủ, mong hãy thay ta đưa một vật tới cho nàng béo tuyết cầu. Tay hắn đưa ra một khối ngọc giản, dùng thần thức lạc ấn một vài tin tức, đưa cho Nạp Lan Chỉ Tuyền, nói. Rất khẩn cấp, hy vọng có thể mau chóng đưa đến trong tay Khương Nhược Mai. Nạp Lan Chỉ Tuyền ngẩn ra, lập tức hiểu rõ Lý Vân Tiêu đã biết được thân phận của tuyết cầu, có chút hồ nghi nói. Nàng béo này và Nhược Băng muội muội luôn không hợp mắt, thậm chí đã nhiều lần dùng thủ đoạn không trong sáng đối phó với Nhược Băng muội muội. Nếu như Vân Tiêu công tử xem chúng ta là bằng hữu, vẫn mong không nên đi lại với nàng quá gần. Lý Vân Tiêu cười nói, yên tâm đi, đây là một chút ân oán cá nhân giữa ta cùng Khương Nhược Mai. Làm phiền Chỉ Tuyền cô nương. Nạp Lan Chỉ Tuyền cất ngọc giản xong, nói, như vậy cũng tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền đi tới phủ thành chủ luôn, cáo biệt. Hai người nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, lúc này mới ném ra kim chỉ nam, đi về phía nơi Ngân Nguyệt Tông dừng chân. Nơi dừng chân ở một góc tương đối hẻo lánh, nằm ở trong rừng cây, bên cạnh ánh nước. Hoàn cảnh thật ra vô cùng tốt, dù sao Nạp Lan Chỉ Tuyền qua đó cũng chỉ là ở cùng Khương Nhược Băng mà thôi. Ở một nơi có hơi xa trung tâm của thành, cho nên lúc trước khối băng tới gây chuyện cũng không có người nào phát giác. Hai người nhờ chỉ nam, một trước một sau đi trong một rừng cây. Trong lòng Lý Vân Tiêu đột nhiên thoáng động, hình như có phát giác, quay người lại, nhìn ánh mắt La Thanh Vân dần dần dấy lên chiến ý, khẽ cười nói. Thế nào, muốn đánh nhau sao? Nguyên khí trên người La Thanh Vân chấn động ra, đó là một loại tâm tình đang cố hết sức lực áp chế. Hắn chậm tiếng nói. Sau khi rời khỏi Tu Di Sơn, ta vẫn rất muốn tìm huynh xác minh Tu Vi một chút. Mất đi cơ hội ngày hôm nay, thật không biết tới năm nào tháng nào mới có thể gặp lại lần nữa. Trên người hắn chấp động thanh quang, ở trước người hoàn toàn mở ra, hóa thành một thanh trường thương nắm trong tay. Thương thế trở nên sao động, một uy áp vô hình bao phủ tất cả phạm vi nơi đó. Nguyên lực mỏng manh ở trên thân thương không ngừng chấn động, nhắm thẳng vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tùy ý để uy lực của thương nhắm vào cơ thể, kinh ngạc phát hiện cường thế trong long uy rất mạnh. Mặc dù thân thể mình vô cùng cường hãn, ở nơi này, dưới áp chế của long uy, lực lượng cũng có chút đông cứng. Giống như uy lực của tường tử long ở trên thành Tống Nguyệt Dương. Ngươi thật sự rất ưu tú. Lý Vân Tiêu tán dương. Nếu như có thêm long chi bí bảo trong người, vậy sẽ có thực lực cùng ta đánh một trận. Nhưng bây giờ, còn kém xa. Nếu ngươi muốn thử, ta sẽ mở cho ngươi cửa lớn võ đạo này, để cho ngươi biết cái gì là ngước mặt nhìn núi cao. Cho ngươi hiểu rõ, ở trên con đường đi tới đỉnh phong này, ngươi còn kém xa. Trong mắt hắn chợt lóe lên một tia lệ mang. Hai đời làm người, mặc dù là thân thể thiếu niên, nhưng thời điểm nhìn La Thanh Vân, không tránh được lại lấy thân phận của trưởng bối ra quan sát. Hắn quyết định lấy thực lực tuyệt phách, chôn ở trong lòng thiếu niên này một hạt giống không bao giờ ngừng nghỉ, mọc rễ nảy mầm mặc kệ tất cả. Nguyên khí trên người Lý Vân Tiêu chấn động hiện ra hình thái đinh ốc hình thái. Xua tan long uy này ra khỏi trong cơ thể, đi xung quanh ép trở lại. Khí tức của hai người đè ép lẫn nhau,
cây cối xung quanh từng cây một trực tiếp hóa thành mảnh vụn, nhẹ nhàng tung bay đầy trời, giống như cát bụi khiến cho người ta dùng mắt thường không thể thấy rõ. Con người Lý Vân Tiêu đột nhiên hơi co lại, khẽ thở dài. Vốn định chơi vui một chút, đáng tiếc không có cách nào được như ý nguyện. La Thanh Vân đang tập trung tinh thần chuẩn bị ứng chiến. Từ sau khi ở Tu Di Sơn vẫn bị Lý Vân Tiêu áp chế, hơn một năm được qua bất kỳ thời khắc cũng không quên giả tưởng đối phương là quân địch. Chỉ cần có thể đánh bại Lý Vân Tiêu, là chiến thắng chấp niệm trong lòng mình, ở trên con đường võ đạo cũng sẽ đi xa hơn. Chấp niệm võ đạo của hắn chính là vĩnh viễn không bị đánh bại. Thế nào, ngươi sợ rồi sao, có muốn đánh hay không đã không phải do ngươi quyết định nữa. Sát khí trên người La Thanh Vân vẫn đang không ngừng tăng lên. Hắn đang điều giải lực lượng của chính mình, để đạt được trạng thái mạnh nhất. Lý Vân Tiêu than thở. Hoàn toàn chính xác không phải do ta, nhưng cũng không phải do ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn về một nơi trong hư không, kinh ngạc nói. Văn Lâm huynh, ta rất hiếu kỳ không biết huynh làm sao tìm được ta. Sắc mặt La Thanh Vân chợt thay đổi, lộ vẻ giận dữ. Thương thức bỗng nhiên đâm tới chỗ hư vô kia, nhất thời phá tan không gian. Một tiếng rồng ngâm kinh thiên vang lên. Ầm, một chấn động mạnh truyền đến, chỉ nghe thấy có vài tiếng kêu thảm thiết. Trời cao đẫm máu, từng thi thể rơi xuống. Vì vậy đồng thời có mấy đạo ánh sáng chiếu xuống, hiện ra hơn 10 nhân ảnh. Một tên trong số đó là nam tử mặc trang phục của Thành Hồng Nguyệt cả giận nói. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, đúng là chó lớn gan, không ngờ giết người của Thành Hồng Nguyệt ta. La Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, thương thế lưu chuyển, thu vào. Khí tức trên người mới dần dần thu hồi, lạnh lùng nói. Chỉ giết mấy người. Đã là giới hạn kìm chế tức giận lớn nhất của ta rồi. Cho tới nay, hắn vẫn khao khát được đánh một trận. Nhưng cứ như vậy lại bị phá hỏng. Nếu như những người trước mắt này không phải người của Thành Hồng Nguyệt, sợ hắn đã tiêu diệt sạch, sau đó lại cùng Lý Vân Tiêu chiến đấu. La Thanh Vân. Văn Lâm sửng sốt, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Trong con ngươi, tinh quang không dừng chớp động, hắn khẽ cười nói. Không tệ, thật sự không tệ. Hắn đột nhiên nói ra những lời này khiến mọi người không hiểu nổi. Văn Lâm cũng không giải thích, mà nhìn về phía Lý Vân Tiêu, cười nói. Huynh đệ, nhanh như vậy lại gặp mặt, ngươi làm tờ thân phận tại Thành Hồng Nguyệt, ta chỉ cần tìm được người Thành Hồng Nguyệt nhờ hỗ trợ, tất nhiên có thể xác định được vị trí của ngươi cho dù ngươi ở bất kỳ chỗ nào. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Dối trá như vậy ba mẹ ngươi có biết không, tin tức trên tờ thân phận kia ta đã sửa lại vài lần. Ngươi có thể xác định được vị trí của ta, thứ định vị của Thành Hồng Nguyệt từ bao giờ trở nên tân tiến như vậy chứ? Tự ý sửa chữa tin tức thân phận, tội không thể tha. Người cầm đầu Thành Hồng Nguyệt quát lạnh, sát khí trên người nghiêm nghị. Trong nháy mắt những thủ hạ còn lại tản ra, bao vây xung quanh hai người. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút, chợt tỉnh ngộ nói. Ta hiểu được. Trong tay hắn lóe sáng, xuất hiện ra mấy quyển sách nhỏ. Đó chính là bí tịch tán gái cơ bản mà Văn Lâm bán cho hắn. Hắn cười khổ nói. Hóa ra là phía trên thứ này có dấu vết tọa độ do ngươi hạ. Không ngờ vừa vào thành, ngươi đã có tâm cơ đùa giỡn đối với ta. Trong nháy mắt, mấy quyển tán gái chỉ đường ở trong tay hắn hóa thành giấy vụn. Một luồng ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Đó chính là dấu vết thần thức. Mặt Văn Lâm hơi biến sắc, khẽ cười nói. Chẳng qua là lưu ý mà thôi. Không ngờ thật sự phát huy công dụng, đây là vận khí của ta tốt, hay vận khí của ngươi xấu. Vạn Cổ Chí Tôn quyển thứ ba. Mặt Văn Lâm hơi biến sắc, khẽ cười nói. Chẳng qua là cẩn thận mà thôi, ai cho ngươi xuất chúng không tầm thường như vậy, thật khiến cho vi huynh hâm mộ đố kỵ. Không ngờ thật sự phát huy công dụng, đây là vận khí của ta tốt, hay vận khí của ngươi xấu. Lý Vân Tiêu cười nói. Vận khí tốt hay xấu không phải là thứ luôn luôn không đổi, có thể vì chuyện vì địa điểm vì con người mà thay đổi. Chỉ có điều Văn Lâm huynh, ngươi cũng quá để mắt tới ta rồi. Còn có cả người của thế gia Bắc Minh. Ngón tay hắn ngưng tụ ra một đạo kiếm quyết, lướt qua không trung chém tới. Trong không trung cách chỗ đó vài trăm thước mơ hồ dãy giụa. Mấy đạo ánh sáng từ phía dưới kiếm quang kia tan ra, rơi xuống như bay. Ba gã nam tử xuất hiện ở bên cạnh đám người Văn Lâm. Một người trong đó sắc mặt lạnh lùng, trong tay cầm một cái quạt giấy khẽ phe phẩy, hàn quang trong mắt thoáng hiện.
hai người phía sau mặt mũi đầy bụi bặm dơ bẩn, tóc tai rối bời, diện mạo cực xấu xí. Có một người trên mặt vẫn còn dính đầy nước mũi, quả thực khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tên công tử cầm quạt giấy trong tay nhẹ giọng nói. Quả nhiên có chút bản lĩnh, thậm chí ngay cả chỗ ta ẩn nấp cũng có thể phát hiện ra. Không biết thực lực của ngươi có cường đại giống như thần thức hay không? Người có tướng mạo cực xấu xí đứng phía sau chợt lên tiếng nói. Ngươi làm thế nào biết được chúng ta là người của thế gia Bắc Minh? Lý Vân Tiêu sờ mũi một cái, cười khổ nói. Gia ta đối với Bắc Minh Hàn băng khí có chút mẫn cảm, dễ nổi da gà. Ba người đều có phần sững sờ, chân mày nhíu lại. Bọn họ cũng không biết lời hắn nói là thật hay giả. Văn Lâm nói. Mộ Vân kính kia ta bắt buộc phải có, tất nhiên cần chu toàn một ít. Chỉ cần huynh đệ giao cái kính ra, ta sẽ lập tức dẫn người rời khỏi đây, coi như từ trước tới nay chưa từng tới. Để tránh tổn thương hòa khí. Lý Vân Tiêu thản nhiên cười nói. Chỉ cần ngươi lập tức dẫn người rời khỏi đây, ta coi như ngươi từ trước tới nay chưa từng tới. Chuyện này cũng dừng ở đây. Hừ, không biết tốt xấu. Tên người của Thành Hồng Nguyệt kia lạnh lùng quát. Văn Lâm đại nhân, không cần nói nhiều với hắn làm gì, bắt hai người này mọi chuyện đều được giải quyết. Hắn không đợi Văn Lâm mở miệng, thân ảnh liền chớp động, hóa thành một luồn ánh sáng lao đến công kích. Hơn 10 người của Thành Hồng Nguyệt cũng đồng thời ra tay. Không gian rung động, tất cả lực lượng đều hội tụ về phía hai người. Lý Vân Tiêu nói. Giao tên Vũ Tôn Đỉnh Phong này cho ta, đám lâu la này cho ngươi vui đùa một chút. Hắn dẫm một bước vào khoảng không, thân ảnh lập tức biến mất. Sau một khắc hắn liền xuất hiện sau lưng tên đầu lĩnh Thành Hồng Nguyệt kia. Lãnh kiếm băng xương trong tay hắn quét ngang ra. Cái gì, thuấn gì sao? Tất cả mọi người đều thất kinh. Mặt Văn Lâm hơi biến sắc, thầm nghĩ quả nhiên là thuật luyện sư bát giai. Thảo nào thần thức có thể phản chế ta? Người này chẳng lẽ là từ hóa thần hải tới? Lý Vân Tiêu chợt chém ra một kiếm, khiến người kia tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa trên thân kiếm tự mang theo thuộc tính đông lạnh, khóa không gian một bên lại. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn kiếm kia chém vào chúng cơ thể đối phương. Trên mặt tên đầu lĩnh Thành Hồng Nguyệt hiện ra một nụ cười lạnh. Kiếm quang lướt qua nơi nào, thân thể chỗ đó bắt đầu dần dần tan rã, hóa thành lôi điện màu xanh nhạt. Thân hóa sấm sét. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, lập tức hiểu được. Khương gia tại Thành Hồng Nguyệt từ năm đó Bắc Hà Tông có một chi tách ra, bảo lưu lại công pháp vô thượng này cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Chỉ có điều lần đầu tiên thấy người khác thi triển, vẫn cảm thấy có chút cổ quái. Thân hóa sấm sét của Khương gia quả nhiên là công pháp không tệ. Tên công tử Bắc Minh Huyền Cung kia khẽ phe phẩy cái quạt giấy, không ngừng gật đầu nói. Văn Lâm đại nhân quá mức cẩn thận. Chiêu này dưới Vũ Đế không có địch thủ. Vẻ ngưng trọng trên mặt Văn Lâm chưa giảm, cười khổ nói. Ta luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, đợi lát nữa nói không chừng còn phải làm phiền Quân Cẩm công tử ra tay. A, à, Bắc Minh Quân Cẩm lộ ra vẻ mặt không tin, chiêu thân hóa sấm sét này ngay cả hắn cũng không biện pháp gì tốt có thể đỡ được. Hắn không tin Lý Vân Tiêu có thể ngăn cản. Một phía khác, La Thanh Vân đã cùng hơn 10 đệ tử của Thành Hồng Nguyệt chiến đấu thành một đoàn. Thương quang quét ngang tất cả, áp chế chặt chẽ mọi người, ổn định chiếm thượng phong, đồng thời phân tâm nhìn về phía bên Lý Vân Tiêu. Hắn cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Ha ha, người cũng nhận ra thân hóa sấm sét thuật của Khương gia ta, vậy chắc hẳn là tuyệt vọng nhỉ. Tên đầu lĩnh Thành Hồng Nguyệt bỗng nhiên cười ha hả, nói. Ha ha, không phải cửu thiên đế khí, không có cách nào áp chế thân sấm sét. Chiêu này ở dưới Vũ Đế là vô địch, đi tìm chết cho ta. Hai tay hắn bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú, thân thể chợt bành trướng, giống như trở thành một người béo mập màu xanh. Hắn chợt hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, từ trong miệng hắn phun ra vạn đạo sấm sét, thân thể cũng theo sấm sét phun ra, trong nháy mắt biến thành người gầy gò. Hừ, Lý Vân Tiêu hừ khẽ một tiếng, nói. Lẽ nào người Thành Hồng Nguyệt cũng là ếch ngồi đáy giếng sao? Võ học trong thiên hạ, rộng lớn như biển cả, hễ là người có chút chỉ số thông minh cũng không dám xem thường hai chữ vô địch. Hắn đưa ngang kiếm ở trước người, rót thần dịch lực vào bên trong thân kiếm, không hề suy nghĩ đâm ra một kiếm, trực tiếp nghênh đón sấm sét, quát lớn. Thanh Liên kiếm ca, kinh khí trên thân kiếm chấn động, lập tức nở ra 9 đóa hoa sen. Từng đóa nở rộ,
hoa sen kia thoáng ra kim quang, không ngờ đẩy lùi van đạo sấm sét do đối phương phun ra, hóa thành 9 đạo kiếm khí lướt qua không trung, trực tiếp lao lên cao chém xuống. Cái gì? Trong mắt của tên đầu lĩnh Thành Hồng Nguyệt kia cũng sắp nổ vì kinh ngạc, mở ra giống như quả trứng gà, nhìn 9 đạo kiếm quang kia cũng quên mở phòng ngự, né tránh. Ầm ầm ầm. 9 đạo kiếm khí kia trực tiếp chém vào chúng thân thể sấm sét của hắn. Mỗi kiếm khí chém xuống đều bạo phát ra một đám máu tươi, trực tiếp phá vỡ thân thể hắn. Lúc này tên đầu lĩnh Thành Hồng Nguyệt mới tỉnh ngộ, thân hóa sấm sét của mình đã bị phá, lại không có bất kỳ ưu thế nào. Tại sao có thể như vậy được? Trong lòng hắn đầy kinh hãi. Đã bao nhiêu năm rồi, thân hóa sấm sét chẳng bao giờ thất thủ. Dưới vũ đế chính là chiêu số quét ngang tất cả. Tại sao lại bị phá hủy được? Trên vết thương do 9 đạo kiếm khí gây ra mơ hồ truyền đến cảm giác, không chỉ có thân thể bị phá vỡ, hơn nữa hình như còn ngưng tụ thành từng phù văn, ngăn cản nguyên khí của mình vận chuyển. Võ học có thể phá thân hóa sấm sét này thật sự rất nhiều. Thật buồn cười cho một đám ếch ngồi đáy giếng, không có cách nào hiểu được biển rộng. Lý Vân Tiêu đi về phía trước một bước, bảo kiếm trong tay lại đánh ra. Trên văn phù, ba con nòng nọc màu vàng hiện lên, theo trường kiếm đâm vào bên trong cơ thể. Một công kích linh hồn vô cùng tuyệt phách trực tiếp nhảy vào linh đài thức hải của đối phương, giống như một cơn lốc linh hồn, trong nháy mắt hoàn toàn loại bỏ thần thức của hắn. A! À, tên đầu lĩnh Thành Hồng Nguyệt chỉ kịp kêu thảm một tiếng, thân thể liền chấn động bay ra ngoài, ngã ở cách đó vài trăm thước, ở trên mặt đất không ngừng co quắp. Thân chưa chết, nhưng hồn đã bị diệt, cả cuộc đời còn lại, hắn trở thành kẻ ngu ngốc. Mọi người trong nháy mắt ngây người, chợt kinh sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chỉ trong thời gian nháy mắt, đầu lĩnh Thành Hồng Nguyệt liền từ vị trí chiếm ưu thế tuyệt đối, thoáng cái đã hoàn toàn bị đánh bại, bị đả thương. Hiệu quả thị giác như vậy khó tránh khỏi trùng kích mắt người. Sắc mặt La Thanh Vân trầm xuống, Lý Vân Tiêu đã loại bỏ đối phương, cục diện đã biến thành không chết không dừng, tim hắn chợt chững lại, trường thương trong tay hóa ra hình rồng. Một thương uy vô cùng chấn động đẩy ra, dưới mấy chiêu liền giết chết những người của Thành Hồng Nguyệt. Trong mắt Văn Lâm gia lại lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào cây chiến thương của La Thanh Vân. Trên mặt hắn lộ vẻ ngưng trọng. Ngươi, các ngươi lại dám giết chết toàn bộ người của Thành Hồng Nguyệt sao? Bắc Minh Quân Cẩm đang ngây người chợt hoàn hồn. Nơi này chính là Thành Hồng Nguyệt, có phải hai người này đầu óc đều có vấn đề? Sắc mặt Văn Lâm trầm trọng nói. Quân Cẩm công tử, vẫn mong ra tay trợ giúp ta bắt hai người này. Lúc này Bắc Minh Quân Cẩm mới dần dần bình tĩnh lại, lên tiếng nói. Xem ra Văn Lâm đại nhân lo lắng quả nhiên không phải không nguyên nhân. Nhưng cho dù bọn họ có cường hãn tới mức nào, cũng phải có giới hạn cuối cùng. Hắn nhìn về phía sau nói. Sử Lậu, Thô Bỉ hai vị hộ pháp, vẫn mong ra tay. Lúc này hắn không chỉ suy nghĩ muốn giúp Văn Lâm. Hơn nữa lấy tuổi tác của hai người Lý Vân Tiêu, không thể nghi ngờ tất nhiên sẽ tới tham gia thi đấu lôi đài. Lấy thực lực bọn họ vừa biểu hiện ra khó tránh khỏi quá mức kinh người. Lúc này loại bỏ, cũng bớt đi một kình địch lớn. Hai người này dáng vẻ bề ngoài cực kém, không ngờ một người tên là Sử Lậu, một người tên là Thô Bỉ. Thật ra cũng là tên xứng với người thực. Thô Bỉ lười biếng nói. Hai tên tiểu độc tử này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng nói như thế nào cũng chỉ là con kiến hôi bát hoang cảnh mà thôi. Bảo hai vị vũ đế chúng ta ra tay, như vậy có ổn không? Khó tránh khỏi ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh bắt nạt yếu đi. Văn Lâm nghiêm mặt nói. Hai vị hộ pháp cũng đừng nên xem thường hai người này. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu. Lúc trước tên đệ tử Thành Hồng Nguyệt kia lại là cường giả vũ tôn đỉnh phong, còn từng tu luyện thần thông thân thể hóa sấm sét, lại bị hắn chém một kiếm, chém mất linh hồn. Hừ, theo ta thấy, rõ ràng là thanh kiếm trong tay hắn kia có cổ quái. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là huyền khí cửu giai. Trong mắt Thô Bỉ lóe lên một tia cuồng nhiệt, ngay cả hắn cũng không có huyền khí cửu giai. Vậy một vũ tôn như thế làm sao xứng? Sử Lậu cũng cười gằn nói. Không chỉ có thanh kiếm kia, ta thấy thanh trường thương này cũng có vấn đề. Thời điểm vừa rồi thương phóng ra rồng, đại ẩm đao của ta cũng không tránh khỏi run rẩy. Đây chính là uy áp đẳng cấp huyền khí. Văn Lâm vội nói. Chỉ cần hai vị hộ pháp bắt hai người này giao cho ta, hai thanh huyền khí cửu giai này liền tặng cho nhị vị hộ pháp. Ha ha, như vậy rất tốt. Hai người đều cười ha hả.
Dù sao với thân phận Văn Lâm ở Thánh Vực, nếu như ngay cả người dẫn huyền khí cùng muốn, bọn họ thật sự không tiện trắng trợn cướp lấy. Cho nên tính tích cực cũng sẽ không cao. Lúc này ý chí chiến đấu của hai người đều sục sôi, sĩ khí tăng mạnh. Sắc mặt La Thanh Vân thoáng thay đổi, dần tiến tới bên cạnh Lý Vân Tiêu, khẽ nói. Hai người này là Cửu Thiên Vũ Đế, có chiến đấu hay không? Nếu như hai người cố ý muốn rời đi, hắn tin mấy người trước mắt này tuyệt đối không cản được. Lý Vân Tiêu hờ hững nhìn hắn một cái, nói. Chẳng qua là hai vũ đế nhất tinh mà thôi. Nếu ngay cả võ giả trình độ như vậy, người cũng không chiến thắng nổi, dựa vào cái gì đòi đánh với ta một trận. Toàn thân La Thanh Vân giống như bị sét đánh. Lý Vân Tiêu nói như vậy, không thể nghi ngờ chính là nói cho hắn biết, không có thực lực chiến thắng vũ đế nhất tinh, căn bản không xứng động thủ với hắn. Lẽ nào chiến lực của hắn đã? La Thanh Vân có chút không dám tưởng tượng nhìn Lý Vân Tiêu. Người này vẻ mặt trước sau vẫn vân đạm phong khinh, đang lạnh lùng nhìn hắn. Hắn không khỏi cảm thấy toàn thân chấn động lớn, một hào khí xông lên trời không, cười to nói. Ha ha, ngươi thật đúng là một sát tinh, Cửu Thiên Vũ Đế ta thật sự còn chưa thử qua. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Vũ Đế chẳng qua là có thể hóa quy tắc cho mình sử dụng, cũng không thần kỳ như trong tưởng tượng. Cửu Thiên Đế khí chẳng qua cũng chỉ là một trong thế gian vạn pháp mà thôi. Long uy và cây thương này của ngươi, đủ để phá được. Ha ha, nói khoác không biết ngượng. Sửu Lậu cười lạnh một tiếng, uy lực đế khí trên người tản ra. Hắn lạnh giọng nói. Chỉ là con kiến hôi dưới vũ đế, vậy cứ từ từ ngồi ở đáy giếng quan sát bầu trời này đi. Hai đạo khí tức phá không lao lên, lần lượt đè ép xuống trên người hai người, giống như hai ngọn núi lớn. Mặt đất cũng theo đó rung động, không chỉ có uy áp chân áp này, còn có một hàn ý lạnh thấu xương xuyên qua da thịt. Cả linh hồn cũng có phần bị tổn thương vì giá rét. Sắc mặt La Thanh Vân đại biến, đây là lần đầu tiên hắn khiêu chiến uy nghiêm của vũ đế. Lực lượng huyết mạch trên người kích động, một luồng hơi nóng chảy xuôi ở trong người, ngăn cản hàn khí lạnh như băng kia ở bên ngoài. Thương quang đâm tới, khí tức ẩn chứa trên hoang thần minh nguyệt thương chấn động, đẩy uy áp Cửu Thiên Đế khí này ra, khuếch tán giống như gợn sóng trong nước. La Thanh Vân ngạc nhiên phát hiện, quả nhiên giống như Lý Vân Tiêu nói, khí tức ẩn chứa trong thần thương của hắn có thể chống lại Cửu Thiên Đế khí. Hừ, dựa vào huyền khí cửu giai thì tính là bản lĩnh gì chứ? Tên thô bỉ mặt đầy nước mũi lạnh lùng nhìn một trường xuyên qua không trung đánh xuống, trong mắt đầy vẻ đố kỵ. La Thanh Vân hít một hơi thật sâu, lập tức bình tĩnh xuống. Dù sao mình phải đối mặt chính là cường giả vũ đế. Hắn không dám phần nửa điểm thả lỏng. Chân dẫm mạnh xuống, tránh thế của một trưởng kia, thương uy như rồng, đâm ngang qua, hừ một tiếng nói. Các ngươi lấy thực lực vũ đế khi dễ vũ tôn, chính là bản lãnh sao? Thô bị tức giận quát một tiếng, chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn xuất hiện thêm một cây búa lớn, ở trên không trung quay vòng hai vòng đánh thẳng xuống. Thứ như phá núi chặt biển, bao phủ thiên địa một phương. Giới hạn long chiến của thương. La Thanh Vân hào khí xông lên. Thương quang quét ra một ánh sáng hình rồng, hung hăng đâm tới. Ầm, hai huyền binh cứng rắn va chạm vào nhau, lực lượng vô cùng cường đại khuếch tán ra. Lực lượng còn sót lại bắn ra bốn phía. La Thanh Vân bỗng nhiên đạp chân xuống, bay lên không trung, khiến lực chấn động kia biến mất. Lực lượng còn lại đều được chân long pháp thân của hắn gánh vác. Sau đó thương quang không giảm, hắn lại phi thân lên. Cái gì? Thô bỉ quá sợ hãi. Một búa vừa nãy của hắn, cho dù là vũ tôn đỉnh phong cũng sẽ bị đánh tới gần chết. Nhưng không ngờ đối phương nhìn giống như bình yên vô sự. Hắn xấu hổ và giận dữ cùng lúc, gào thét lại xông tới. Hai người rất nhanh chiến đầu thành một đoàn, đánh tới trời đất tối sầm. Tuy rằng La Thanh Vân trước sau ở thế hạ phong, lại không ngã xuống, càng đánh càng hăng. Các loại võ kỹ trùng kích ra, ngay cả Văn Lâm và Bắc Minh quân cẩm cũng phải liên tục né tránh. Làm sao có thể mạnh như vậy được, lẽ nào long huyết lực của hắn lại có biến hóa? Trong mắt Văn Lâm đầy kinh ngạc không hiểu, không thể nói rõ là khiếp sợ hay mừng rỡ. Hắn chỉ cảm thấy tâm tình khó có thể bình tĩnh. Sắc mặt Bắc Minh quân cẩm ngưng trọng nói. Sử Lậu hộ pháp, nhanh chóng bắt lấy tên Lý Vân Tiêu kia, đi giúp Thô Bỉ hộ pháp. Vâng. Sử Lậu cười lạnh vài tiếng, gằn giọng nói. Mấy ngày qua... Thô Bỉ ở nơi trăng hoa của thành Hồng Nguyệt lưu luyến tới quên đường về.
sợ là Dương Nguyên cạn kiệt hết. Ha ha, ngay cả một vũ tôn thất tinh cũng lâu không bắt được. Thực sự là mất mặt, nếu như ở thêm vài ngày nữa, sợ là trực tiếp chết ở trên giường. Tất cả mọi người nghe được đều cảm thấy buồn nôn, loại khuôn mặt khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, khuôn mặt đầy nước mũi này, trên tóc có trời mới biết có bao nhiêu con giận. Các cô nương phải tiếp hắn đoán chừng là bị ép bất đắc dĩ, xem như tám đời bỏ hoang. Thật khổ cho đại ẩm đao của ta, nhìn thân thể người yếu đuối như vậy, mặc dù có huyền khí cửu giai trợ trận, sợ rằng vẫn không thể chịu được một đao của ta. Thân ảnh Sử Lậu chớp động trên không trung, nhanh chóng vô cùng, lưu lại tàn ảnh khắp bầu trời. Mắt thường khó có thể nắm bắt, giọng nói của cũng đứt quãng xuất hiện ở các phương hướng khác nhau. Hắn đột nhiên từ góc độ khó có thể chém, lại chém ra một đao. Kể cả không gian cũng bị chém nứt ra. Ở trên trời gọi tới gọi lui lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Lý Vân Tiêu thản nhiên thốt ra một tiếng, thân thể đứng thẳng không di chuyển. Tay phải chỉ múa ra một hoa kiếm, tay trái trực tiếp chắp tay ở sau người, đỡ đao quang kia. Hai lực lượng chấn động, khí tức đẩy ra xung quanh. Sử Lậu kinh hãi phát hiện, dưới một kiếm kia của Lý Vân Tiêu không ngờ cũng ẩn chứa quy tắc thiên địa hoàn toàn đỡ lấy thế đao của hắn. Hai người quyết đấu một chiêu này, không ngờ là thế lực ngang nhau. Làm sao có thể, đây là binh khí gì vậy? Không ngờ tự dẫn theo quy tắc thiên địa, cho dù là huyền khí cửu giai, cũng mới nghe lần đầu. Trong lòng Sử Lậu kinh hãi, sau một đao xoay người trở ra. Khi đứng ở cách đó mấy chục thước hắn mới lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thanh lãnh kiếm trong tay Lý Vân Tiêu, ý muốn cướp đoạt lại càng sâu. Đối với một chiêu vừa rồi, thế lực ngang nhau, hắn ngược lại chưa từng để ở trong lòng. Bởi vì hắn chỉ dùng chưa đến một nửa lực lượng. Kiếm này thật sự quá tốt, ngươi không xứng để nắm giữ nó, ta muốn chắc rồi. Sử Lậu hét lớn một tiếng, giơ đại ẩm đao lên, thân thể hợp với đao làm một, lướt qua khoảng không lại công kích. Dưới kiếm thế của Lý Vân Tiêu mang theo quy tắc thiên địa, hoàn toàn là công hiệu thánh kỹ Diệp gia. Hắn đương nhiên lười giải thích với đối phương, tay phải cầm kiếm đứng yên, trong tay trái lóe lên ánh sáng. Hắn đã cầm đại bi mộ vân kính ở trên tay, soi vào phía trên người Sử Lậu. Trong kính, một luồng ánh sáng bắn ra, trực tiếp rơi vào trên người Sử Lậu. Đây là cái gì? Sử Lậu chính là thân đao hợp nhất, bị ánh sáng của tấm kính chiếu một cái. Đột nhiên cảm thấy thân thể chợt ngừng lại. Hắn phát hiện động tác của mình chậm lại, hơn nữa nguyên khí vận chuyển cực kỳ khó khăn. Mọi cử động muốn làm đều phải bỏ ra khí lực cực lớn. Thật giống như rơi vào trong đầm lầy. Thời khắc này, động tác của Sử Lậu ở trong mắt của tất cả mọi người, thật giống như động tác quay chậm. Ngay cả biểu tình trên mặt cũng chậm lại gấp mười mấy lần. Mộ vân kính, quả nhiên là mộ vân bảo kính, có thể phong tỏa không gian. Sắc mặt Văn Lâm đại biến, kinh hãi nói. Quân Cẩm công tử, trên người Lý Vân Tiêu này có rất nhiều pháp bảo. Ta và công tử đồng loạt ra tay, bằng không Sử Lậu hộ pháp sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng trong lòng hắn hiểu rõ về uy lực của mộ vân kính, nhưng bảo kính hiện ra uy lực cũng có liên quan tới thực lực bản thân người thi triển. Lý Vân Tiêu cầm trong tay mặc dù không cách nào vây khốn cường giả vũ đế, lại có thể trì hoãn cực lớn tốc độ hành động của vũ đế. Đây đã là chuyện cực kỳ không bình thường. Ban đầu hắn rất có lòng tin bắt được hai người, hiện tại một chút cũng không còn. Bắc Minh Quân Cẩm sửng sốt, trong lúc nhất thời hắn không kịp phản ứng. Theo lý hai vũ đế ra tay, tất cả mọi chuyện chắc phải dễ như trở bàn tay mới đúng. Hắn lại thoáng nhìn về phía cuộc chiến giữa La Thanh Vân và Thô Bỉ hiện tại đã chẳng phân biệt được ai với ai. Còn có Sử Lậu ở trong không trung giống như đang bơi lội. Cuối cùng tiếp nhận sự thực trước mắt. Nổi giận gầm lên một tiếng xông tới, quát. Dựa vào uy lực của huyền khí, tính là bản lĩnh gì? Hắn ném cái quạt giấy đầy phong nhã trong tay xuống. Trong tay hắn liền xuất hiện một thanh bảo kiếm ngọc bích đâm tới. Hắn cũng là tồn tại vũ tôn cửu tinh. Dưới một đòn toàn lực trên thân kiếm hiện ra một tầng băng xương. Nhiệt độ trong thiên địa chợt giảm xuống. Văn Lâm cũng mất đi khả năng rảnh rỗi quan sát cuộc chiến. Hai tay hắn đều không ngừng bấm tay niệm thần chú. Trên đại địa chấn động run rẩy. Ầm ầm ầm. Dưới mặt đất chui lên ba con rồng đất, bay lượn quanh người hắn. Thoáng cái khắp bầu trời đầy cát vàng đá nhỏ. Rồng của mặt đất, thắt cổ. Văn Lâm khẽ quát một tiếng. Ba gia hỏa hệ thổ dường như được gió cuốn tới. Trong đó một con bay ngang qua trời, đi tới đánh lên trên người Lý Vân Tiêu.
hai con còn lại hóa thành lốc xoáy, cuốn về phía Sử Lậu, muốn cứu hắn ra khỏi hoàn cảnh bị nhốt. Hai con rồng mặt đất ở trước người Sử Lậu quấn quýt lại với nhau, chợt siết chặt, bạo phát ra khiến khắp bầu trời gầy bụi bặm. Chúng kéo dài ra, lực lượng xoáy ốc phóng về phía Lý Vân Tiêu. Ánh sáng từ mặt Mộ Vân Bảo Kính bị lớp bụi đất dày đặc kia cản lại. Sử Lậu lập tức thoát khỏi vòng vây, thi triển ra thân pháp khiến hắn thoát tới thoát lui, đề phòng lại bị khóa lại. Hắc hắc, đám con cháu thế gia các ngươi đúng là kẻ sau còn hài hước hơn kẻ trước. Đựa vào huyền khí không tính là bản lĩnh gì, các ngươi lấy mạnh hiếp yếu, lấy đông địch ít chính là bản lĩnh sao? Mộ Vân Kính và lãnh kiếm băng xương trong tay hắn đều được thu vào trong cơ thể. Hai tay giơ lên một cái, đột nhiên mấy đạo kiếm khí băng hàn hiện lên, chỉ thấy chín thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hình thành từng trận hình phức tạp. Chúng đột nhiên tản ra, thoáng cái đã bao vây Bắc Minh Quân Cẩm và con rồng đất kia vào giữa. Trong đó trên bốn thân kiếm mới được chế luyện thành, còn mơ hồ có lôi quang, sắp dẫn động thiên kiếp. À, đây là cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi, phát hiện bầu trời trở lên u ám. Chỉ thấy trên chín thanh trường kiếm chớp động hàn quang, giữa chúng có sự liên hệ với nhau, hình thành một kiếm trận khó diễn tả được. Chỉ một thoáng, khí tức của Bắc Minh Quân Cẩm bị áp chế xuống. Dường như bất cứ lúc nào có thể cắn giết hắn. Cứu, cứu ta! Bắc Minh Quân Cẩm đặt mình ở trong kiếm trận này, trong lòng dâng lên nỗi khiếp sợ vô hạn. Hắn cảm thấy mình chính là một chiếc lá rụng trong kiếm khí kia, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắt nát. Ngay cả dũng khí chống cự cũng biến mất. Đây là kiếm trận gì vậy? Không ngờ có thể dẫn động thiên kiếp. Quá giả đi. Văn Lâm kinh hoàng không thôi, vội vàng kêu lên. Nhanh cứu Quân Cẩm công tử, nguy hiểm. Trong lòng hắn hối hận, chỉ tự trách mình dẫn nhân thủ tới không đủ. Đồng thời đối với người của Thành Hồng Nguyệt, hắn cũng nảy sinh một ý tức giận. Nói là hiện tại trong thành quá loạn, nhân thủ không đủ. Kẻ cần đối phó chỉ là Vũ Tôn, phái tên cường giả có thể thân hóa sấm sét kia tới có thể đối phó được tất cả. Hắn thật sự có chút không yên lòng, lúc này mới đi tìm người của thế gia Bắc Minh tỏ rõ thân phận của mình. Đối phương nghe nói người đối địch là một Vũ Tôn, cũng rất khinh thường, chỉ để Bắc Minh Quân Cẩm dẫn theo hai vũ đế nhất tinh qua. Hiện tại sợ là khó có thể xong việc. Người của Thành Hồng Nguyệt kia chết thì cũng thôi. Chẳng qua chỉ là một tiểu lâu la. Nhưng Bắc Minh Quân Cẩm lại khác. Hắn lại là con cháu đích tôn của thế gia Bắc Minh. Đại ca hắn chính là Bắc Minh Lai Phong được xưng là người đứng đầu Bắc Vực Tứ Tú. Nếu như Bắc Minh Quân Cẩm bị giết chết ở nơi này, cho dù là hắn cũng sẽ bị liên lụy. Cuồng đao uống máu không dấu vết. Trong nháy mắt Sử Lậu phát ra chiến lực mạnh nhất. Nhảy vào bên trong kiếm trận kia, phá ra thành một lối đi, quát lớn. Công tử đi mau. Nếu như Bắc Minh Quân Cẩm xảy ra chuyện, bọn họ cũng khỏi chơi nữa. Sử Lậu gần như đã bạo phát ra toàn bộ uy năng của mình, muốn hủy diệt kiếm trận kia lại không thể được. Trong lòng Văn Lâm hoảng sợ, nhìn chín thanh bảo kiếm này bày ra quy luật nhất định, kinh ngạc nói. Chín thanh kiếm này, lẽ nào đều là huyền khí cửu giai? Điều này... sao có thể như vậy được? Bắc Minh Quân Cẩm thấy một con đường sống, vui mừng vội xông ra ngoài, mừng đến chảy nước mắt nói. Đa tạ Sử Lậu hộ pháp. Hắn lao dọc theo con đường do Sử Lậu bổ ra, phi thân đến bên ngoài kiếm trận, thở ra một hơi thở muốn rời đi. Trong mắt lại lộ ra sát ý khôn cùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. Ngươi quả nhiên có bản lĩnh. Hai ngày sau quần anh tụ hội ở Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Hy vọng ngươi có thể có gan tới đó. Ta sẽ để đại ca của ta chiêu đãi ngươi thật tốt. Thân thể hắn dần dần trở thành mờ nhạt đứng, dự định rời đi trước. Ở đây thật sự quá nguy hiểm, không thích hợp cho loại công tử có huyết thống cao quý như hắn lưu lại. Lý Vân Tiêu cười một tiếng, châm chọc nói. Quần anh tụ hội ta sẽ đi, nhưng cặn bã như ngươi lại không phải là anh hào, không cần đi. Vĩnh viễn lưu lại thì hơn. Quyết ấn trong tay hắn thay đổi. Uy lực kiếm trận phóng ra, không chỉ vây khốn Sử Lậu đã rơi vào trong đó, bên ngoài còn hóa ra một kiếm hải, hướng về phía Bắc Minh Quân Cẩm chém tới. Tay trái lại lấy ra Mộ Vân Bảo Kính, một ánh sáng từ mặt kính chiếu qua, trực tiếp làm Bắc Minh Quân Cẩm đang chuẩn bị phá vỡ không gian rời đi chợt dừng nguyên tại chỗ. Sử Lậu chính là Cửu Thiên Vũ Đế, ở dưới tình huống Lý Vân Tiêu thi triển Mộ Vân Kính cũng chỉ hoạt động chậm như ốc sên. Bắc Minh Quân Cẩm chẳng qua là Vũ Tôn Cửu Tinh. Gần như không có cách nào nhúc nhích được.
Nhìn kiếm quang khắp bầu trời chém tới, Bắc Minh Quân Cầm hoảng hốt, sợ hãi kêu lên thất thanh. Không cần, không cần. Cha ta là Bắc Minh Tư, đại ca của ta là Bắc Minh Lai Phong. Ngươi giết ta bọn họ sẽ không. A. À. Tất cả những lời cầu xin tha thứ và uy hiếp, cuối cùng đều bị một tiếng hét thảm cắt ngang. Vạn đạo kiếm quang đi qua thân thể Bắc Minh Quân Cầm. Một chiến giáp màu lam bay lên, nhưng chỉ chống đỡ được một lát, đã trực tiếp bị phá tan. Kiếm quang vào cơ thể, ở trong không trung, đâm hắn thành một cái sàng. Máu và thịt mơ hồ, chết không thể chết lại được nữa. Chém. Bắc Minh Quân Cầm hoàn toàn bỏ mạng từ trong không trung rơi xuống, khi ngã trên mặt đất vẫn không ngừng chảy máu, hoàn toàn thành một bãi bùn loãng. Ngươi, ngươi, ngươi thật sự giết hắn sao? Văn Lâm chợt hít vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Hắn trợn tròn mắt, hoảng sợ nói. Ngươi thật sự dám giết công tử Bắc Minh gia? Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Hắn muốn giết ta, ta còn không giết hắn, vậy ta không phải là người ngu sao? Thiên hạ nếu có người muốn giết ta, ta đều có thể giết. Đừng nói là công tử Bắc Minh, cho dù là lão tử Bắc Minh tới, cũng phải chết. A, à, lần này Văn Lâm nghe được những lời đó, sợ đến mức liên tiếp lui về phía sau. Dù sao Bắc Minh Huyền Cung tồn tại mà cho dù là trong 7 thế lực lớn siêu cấp cũng phải mong ngóng. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ khi dễ người khác chưa từng dám khi dễ qua bọn họ. Lý Vân Tiêu nói không sai, Bắc Minh Quân Cầm đã muốn giết hắn, hắn không giết lại, không phải là người ngu hay sao? Nhưng, hắn nuốt nước miếng, khổ sở nói. Nhưng ngươi giết hắn, chính là con đường chết. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Ai chết ai không chết, ai có thể biết được, nhưng ta chỉ biết là, phàm là người nào muốn giết ta đều phải chết, Bắc Minh Huyền Cung cũng vậy. Cho dù là thánh vực, cũng không ngoại lệ. Lời hắn nói có ẩn ý, hai mắt lập lòe sáng như sao, nhìn thẳng vào Văn Lâm, hình như muốn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài. Văn Lâm cả kinh, toàn thân run lên một cái. Hắn lại lùi lại phía sau mấy bước, nhưng trong lòng vẫn không có cách nào ngừng cảm thấy lạnh lẽo. Trong đầu hắn có một âm thanh đang điên cuồng kêu lên. Quả nhiên, hắn quả nhiên đọc được ký ức của ta. Người điên, người này thật sự phát điên rồi. Chết, Quân Cầm thiếu gia không ngờ chết rồi. Sử Lậu ở trong kiếm trận kia kinh ngạc thất thần. Ngay cả khi trên bầu trời bắt đầu có sấm sét đánh xuống, hắn cũng không hề phát giác. Hắn chỉ cảm thấy tất cả những điều này đều là do hắn đang nằm mơ. Công tử thế gia Bắc Minh cao cao tại thượng, tương lai là bá chủ một phương. Không ngờ giống như một đống bùn nằm úp sấp ở đó. Mà chỉ mấy canh giờ, thời đi ôm Văn Lâm vừa tìm tới bọn họ còn đang ở trong thanh lâu uống rượu hoa, ngắm trăng thu hương. Trước khi đi công tử còn bảo tú bà tới mấy thanh lâu gần đó triệu tập hết hồng bài qua, chờ hắn sủng hạnh. Tại sao chỉ một chớp mắt, hắn đã trở thành một đống bùn? Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ tối một cái, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Động tĩnh này quá lớn. Nếu không thể tốc chiến tốc thắng, tất nhiên sẽ dẫn dụ người cấm quân thành Hồng Nguyệt tới. Trong mắt hắn sát khí nồng đậm, tốc độ pháp quyết trong tay thay đổi. Ánh sáng của 9 thanh trường kiếm kia lập tức tăng lên rất nhiều. Trên mỗi thanh đều hiện lên ra một ký hiệu khác nhau, tản ra khí tức khác nhau. Lão Sửu, người ở đó ăn phân sao? Không ngờ lại để công tử chết. Phía xa Thô Bỉ đang cùng La Thanh Vân quấn đấu, tâm thần cũng vô cùng chấn động. Hoảng sợ thoáng nhìn về phía bãi bùn máu nằm trên mặt đất. Bắc Minh Quân Cầm đã chết không thể chết lại. Hắn lập tức khiếp sợ đến hồn phi phách tán, mở miệng mắng to, giận dữ hét. Công tử bị giết, ta và ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết a a a a a. Hắn phát cuồng gầm rú, lập tức trở nên điên cuồng. Diều chiến trong tay liều mạng chém tới trên người La Thanh Vân. Không khí liên tục bị đánh nổ, La Thanh Vân lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm. Một đường đau khổ chống đỡ, liên tục lui về phía sau. Sử Lậu nghe thấy tiếng quát mắng của Thô Bỉ, cũng từ trạng thái thất thần kinh sợ tỉnh lại. Hắn chợt gào thét liên tục, tình cảnh bọn họ bây giờ gần như là cục diện phải chết. Hắn giơ đại ẩm đao lên chém về phía trên người Lý Vân Tiêu, hai mắt vằn máu, vô cùng đỏ, vừa thảm vừa cả giận nói. Ngươi chặt đi đường sống của chúng ta chết cũng phải giết ngươi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo. Thản nhiên nói. Nói như vậy thật là hiên ngang lẫm liệt. Đừng quên là ai trước đó muốn giết ai. Người muốn giết người khác,
nhất định phải có giác hộ chuẩn bị trước kết cục mình bị giết đã. Không nên chờ đến chết mới hối hận. Lý Vân Tiêu bắt pháp quyết chỉ lên bầu trời, lập tức điểm xuống, quát khẽ. Kiếm trận cửu diệu nguyên thần. Chín thanh trường kiếm chợt di chuyển, trên không trung ngưng ra một kiếm phù, điên cuồng cắn nuốt tất cả mọi thứ bên trong trận. Ngay cả sấm sét cũng bị kéo xuống, đánh vào bên trong kiếm trận kia, luyện hóa bảo kiếm và tất cả sinh linh trong đó. Sửu Lậu giơ đại đao. Ban đầu hắn còn có thể chống đỡ vài kiếm quang, nhưng theo kiếm khí không ngừng tăng cường, cuối cùng kích phá đao thế của hắn, chém vào chúng thân thể. Hắn liên tục kêu lên thảm thiết, cuối cùng theo vài đạo sấm sét đánh rơi xuống, trực tiếp tan thành mây khói. Ngay cả cặn bã cũng không còn lại. Kiếm trận của Lý Vân Tiêu thành công giết chết địch, ánh mắt hắn chợt nhìn về phía Văn Lâm sắc mặt trắng bệch đang đứng ở cách đó không xa, lạnh giọng nói. Đến phiên ngươi. Sắc mặt Văn Lâm trắng bệch một mảnh, nhưng vẫn giả vờ trấn định nói. Ngươi thả ta rời khỏi đây, chuyện hôm nay ta cái gì cũng không phát hiện. Lý Vân Tiêu nói. Ta cảm thấy người chết càng có thể giữ bí mật tốt hơn. Văn Lâm khổ sở nói. Ta và ngươi cũng coi như đã từng quen biết một thời gian. Từ khi ngươi vừa mới bắt đầu vào thành Hồng Nguyệt, ta đã vô tư cung cấp cho ngươi các loại giúp đỡ. Lý Vân Tiêu trực tiếp ngắt lời nói. Ta vừa vào thành Hồng Nguyệt, ngươi gạt nguyên thạch của ta, vẫn kéo ta tiến vào tổ chức tà giáo, bán đứng ta nhằm thu hội phí. Điều này đối với người ở một nơi lạ, không có quen biết ai như ta mà nói, là hành vi tàn nhẫn tới mức nào. Thật mệt ngươi còn có mặt mũi nhắc tới. Trong lòng Văn Lâm cảm thấy đau khổ, không thể làm gì khác hơn là nói. Ngươi cũng biết ta là người của thánh vực hiện tại là thống soái của thiên hạ, ít nhiều gì ngươi cũng phải cho chút mặt mũi chứ. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Ta dám ở ngay trước mặt ngươi giết người của thành Hồng Nguyệt, ở ngay trước mặt ngươi giết người của Bắc Minh Huyền Cung, sẽ không có dự định thả ngươi rời khỏi đây. Sau khi Văn Lâm biết nói gì cũng vô dụng, ánh mắt lộ ra vẻ rằng co tới cực độ. Trên khuôn mặt hắn dần dần hiện ra một loại trạng thái vặn vẹo, ngoan độc nói. Được, đây là do ngươi cố ý ép ta. Nếu ta muốn rời đi, lấy năng lực của ngươi căn bản không nhốt được ta. Chỉ có điều chiêu này đối với ta có tổn thương quá lớn, không phải trong một lát nhất thời là có thể khôi phục như cũ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ ta căn bản không muốn dùng tới. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, nói. Ta thật sự còn không nghĩ ra được ngươi có biện pháp nào có thể trốn khỏi kết cục bị mất mạng. Trên mặt Văn Lâm hiện ra một nụ cười lạnh đầy vẻ châm chọc, nói. Lúc trước ngươi cũng đã nói, võ học trong thiên hạ rộng lớn như biên, vĩnh viễn không có điểm dừng. Hắn chợt làm ra một tư thế cổ quái, lập tức hét lớn một tiếng. Trên mặt hắn hết sức thống khổ, nhưng chỉ thấy từng ánh sáng từ trên người hắn phóng ra ngoài. Thân thể lập tức biến thành năm màu. Con ngươi Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, lúc này bộ dạng Văn Lâm xấu xí vô cùng, nhưng điều khiến tâm thần hắn chấn động lớn, chỉ là vì tư thế này là một trong những công pháp phách thiên luyện thể quyết thượng bộ. Hơn nữa theo tia sáng kia không ngừng tràn ra, dường như là phong ấn trong cơ thể được giải ra. Toàn thân Văn Lâm cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, từng mảng lông dài mọc ra từ trên làn da trơn bóng. Khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên xấu xí, hai tròng mắt hóa thành màu xanh lục. Thân thể không ngừng lớn lên, biến thành một con mãnh thú giống với loại vượn và khỉ. Đây là, yêu hóa sao? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khiếp sợ, thì thào lắc đầu nói. Không đúng, không phải là yêu hóa. Tuy rằng hiệu quả rất giống, nhưng loại trạng thái này so với trạng thái yêu hóa lại cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa trên người con khỉ này tản ra một uy áp làm cho lòng người sợ hãi. Hình như nó tới từ viễn cổ hồng hoang. Con khỉ này tuyệt đối là yêu thú không tốt. Gào. Trong mắt con khỉ kia lóe lên sát khí, đập về phía Lý Vân Tiêu. Mặt đất ở dưới hai chân hắn run rẩy lay động không dừng. Hơn nữa còn khiến bụi bặm bay lên ngập trời, nhanh chóng bao trùm lên thân thể của con khỉ, ngưng tụ thành một áo giáp đất. Một nắm đấm cát của con khỉ lướt qua khoảng không công kích đến. Lý Vân Tiêu không kinh sợ hoảng hốt, đối với loại công kích hạng nặng này biện pháp cuối cùng chính là né tránh. Không nên cứng đối cứng, nhưng trên thân thể kia của đối phương có một khí tức uy áp không kể xiết, trực tiếp trấn áp không gian. Bá vương khí so với cửu thiên đế khí hoàn toàn khác nhau. Hiệu quả lại hoàn toàn không yếu hơn so với đế khí. Phiền phức,
Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên một tia kinh dị, trong tay hắn hiện ra một cây búa, phía trên có lôi điện lóe lên không ngừng, hắn khẽ quát một tiếng, đem thân thể mình cũng hóa thành sấm sét, không ngừng tăng lên. Hắn biến thành một khổng lồ lơ lửng ngang trên bầu trời, kích cỡ tương đương với con khỉ kia. Hắn giơ chiến búa lên thật cao rồi đánh xuống. Chiến búa ở dưới phát động cả hắn biến thành kích thước lớn bằng nắm đấm, bí mật mang theo lôi quang vô cùng vô tận đánh xuống, trực tiếp nện ở trên nắm tay của con khỉ, bắn ra ra lôi quang cường đại. Trong nháy mắt một mảnh bầu trời nhất thời hóa thành lôi ngục. Bên trong nắm đấm của con khỉ truyền đến tiếng xương gãy. Hiển nhiên là bị cây búa đánh bị thương, đau đớn không dừng. Hơn nữa khắp bầu trời lôi điện điên cuồng lao đến, không ngừng công kích thân thể hắn, xuất hiện từng đợt khói xanh, gầm lên giận dữ không ngừng. Lý Vân Tiêu sau một đòn này, cây búa liền biến mất ở trong thân thể. Cả người hắn từ trong không trung hạ xuống, không ngừng điều khiển các loại huyền khí cửu giai. Lúc này nguyên khí toàn thân hắn cũng đã tiêu hao không còn, sắc mặt trắng bệch, miệng há lớn, thở hổn hển. Con khỉ này rốt cuộc làm sao vậy? Cực kỳ giống yêu hóa. Trong lòng Lý Vân Tiêu hồ nghi không thôi, nhìn con khỉ từ trong lôi ngục dần dần giãy giụa đi ra, hai mắt vẫn đặc biệt đỏ bừng. Con khỉ lộ ra vẻ oán hận, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Hình như hắn muốn ghi nhớ khuôn mặt này. Sau đó nó gào thét vươn hai tay ra, ở trước người mãnh liệt xé rách. Thật không ngờ hắn trực tiếp làm bầu trời vỡ ra. Toàn bộ thân thể to lớn trong nháy mắt đã lại không tiến vào, biến mất không thấy bóng dáng. Cái này... Trán Lý Vân Tiêu thoáng xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Không ngờ Văn Lâm lại chạy thoát như vậy, trừ khi phóng ra hai đồ đệ hoặc hồ lô tiểu kim cương ra, bằng không thật sự không có biện pháp nào tốt có thể giữ hắn lại. Nhưng La Thanh Vân ở đây, hắn không muốn để lộ quá nhiều. Con khỉ kia bị thương, hơn nữa nhìn hình dáng thần trí cũng trở thành hoang dã, hoàn toàn không phải là dáng vẻ của Văn Lâm. Muốn khôi phục lại cũng không phải là chuyện một chốc một lát được. Hơn nữa Văn Lâm cũng đã nói chiêu này đối với hắn sẽ có tổn hại cực lớn. Chắc hẳn trong khoảng thời gian ngắn, hắn không có cách nào tìm mình gây phiền toái. Lúc này, một cuộc chiến đấu khác, cuộc chiến của La Thanh Vân và Thô Bỉ, công kích khó phân thắng bại. Nhưng mắt thấy Bắc Minh Quân Cẩm và Sử Lậu bỏ mạng, Văn Lâm cũng hóa thân khỉ trốn thoát, đã cho Thô Bỉ kinh hãi cực lớn. Hơn nữa lại có Lý Vân Tiêu ở một bên lạnh lùng quan sát trận đấu. Trong lòng hắn biết hôm nay mình khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nhất thời, hắn nản lòng thoái chí, vạn niệm đều diệt. Kinh khí trong tay cũng dần dần yếu đi, bị một thương của La Thanh Vân đánh trúng trái tim, trực tiếp phun ra một đám huyết vụ lớn, bay ra ngoài mấy chục thước, hoàn toàn bỏ mình. Miệng La Thanh Vân mở to thở hổn hển, trên mặt cũng lấm tâm mồ hôi. Lúc này hắn vẫn có chút không dám tin tưởng về chuyện mình bất ngờ chiến thắng một vũ đế. Hắn nâng chiến thương đứng yên kinh ngạc sững sờ. Lý Vân Tiêu bấm ngón tay bắn ra. Một hỏa diễm bắn ra ngoài, trực tiếp thiêu đốt tất cả những thi thể đang nằm trên mặt đất thành cho bụi. Ngay cả binh khí trong nháy mắt cũng chảy ra. Sau đó hắn mới lên tiếng. Lập tức rời khỏi nơi đây. Vừa rồi động tĩnh thật sự quá lớn, ta sợ người của thành Hồng Nguyệt đang trên đường chạy tới. Thần sắc hắn khẽ động, cười nói. Quả nhiên, không đi nữa sẽ không kịp. Lúc này La Thanh Vân mới hồi phục tinh thần lại, thu liễm tâm thần, nói. Đi đâu? Lý Vân Tiêu con ngươi hơi co lại, nói. Tùy tiện, ngươi đi trước, hai ngày sau gặp lại ở Thanh Phong Minh Nguyệt lâu là được. Bọn họ đã đến, ta ngăn cản một hồi. La Thanh Vân hình như còn muốn nói gì nữa, nhưng nghĩ tới thực lực mà Lý Vân Tiêu biểu hiện ra, đã hơn mình rất nhiều. Cảm giác sung sướng vì chiến thắng một cường giả vũ đế vừa rồi. Trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Hắn than thở một tiếng, nói. Bảo trọng. Nói xong, hắn liền hóa thành một con rồng dài màu xanh phá không rời đi. Hừ, gây ra chuyện náo loạn còn muốn chạy sao? Đột nhiên một tiếng hừ lạnh từ trên trời cao truyền đến. Một ánh sáng sắc bén đến cực điểm đuổi theo về hướng La Thanh Vân. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh, trong tay giơ đại bi mộ vân kính lên chiếu một cái. Ánh sáng của kính nhất thời đuổi theo luồn ánh sáng kia, trực tiếp tập trung vào phía trên không trung, lộ ra thân ảnh của một lão già. Cái gì, đây là ánh sáng gì vậy? Lão già kia kinh ngạc không hiểu nhìn ánh sáng quanh thân. Nguyên lực vận chuyển bị ngăn cản, trong nháy mắt La Thanh Vân đã biến mất trong khoảng không. Hắn chạy thoát rồi, ngươi phải lưu lại cho ta.
lão già kia tuy rằng bị kính quang chiếu vào, nguyên lực vận chuyển bị dừng lại, nhưng vẫn xông xuống cực nhanh. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, khí tức trên người ngưng tụ ép tới, tu vi của hắn hiển nhiên mạnh hơn cả Thô Bỉ Sử Lậu. Lý Vân Tiêu khẽ cười, lập tức lật ngược cái kính xuống, chiếu lên trên người mình một cái, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở cách đó trăm thước. Sau đó hắn vận dụng tinh thần lực lại thuấn di một cái. Thân thể hắn hóa thành sấm sét, trực tiếp bỏ chạy. Này! Lão già kia sửng sốt, không ngờ đối phương lại ung dung như vậy từ trong tay hắn chạy trốn như vậy. Trong mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm. Cái gương kia thật thần kỳ, không biết có lai lịch thế nào. Thời điểm cuối cùng khi tiểu tử này chạy trốn, độn thuật dường như là thân hóa sấm sét. Nhưng, người của Khương gia, nếu không phải là con cháu dòng chính, nhất định phải có thực lực vũ tôn cửu tinh mới có thể thu được tư cách tu luyện. Thiếu niên kia hiển nhiên là không quen biết, có lẽ là độn thuật tương tự với thân hóa sấm sét. Một lát sau, mấy luồng ánh sáng vừa rơi xuống, bắt đầu tụ lại. Một người trong đó nói. Thiệu Nguyên trưởng lão, ở đây đã phát sinh chuyện gì? Khương Thiệu Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng nói. Có người đánh nhau, từ biểu hiện dấu vết chiến đấu ở đây chắc là quần đấu, hơn nữa tu vi rất cao. Các ngươi điều tra xung quanh, xem có không có manh mối gì hay không? Vâng. Người kia đáp lại một tiếng, hơn 10 người liền bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh. Tất cả thi thể và binh khí đều bị Phượng Hoàng chân hỏa của Lý Vân Tiêu đốt thành tro tàn. Chỉ còn lại có một ít cho. Mọi người lục soát nửa ngày cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Khương Thiệu Nguyên rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là thu binh rời đi. Lý Vân Tiêu hóa thành sấm sét rời đi mấy trăm dặm, sau đó mới dần dần lộ ra chân thân, đi vào bên trong thành. Hắn lại lòng vòng một hồi. Sau khi xác nhận không có người nào theo dõi mình, hắn mới chọn đúng phương hướng, làm mua một chiếc xe chỉ nam, tiến về phía tổ chức khối băng chiếm giữ. Hắn muốn gặp Khương Nhược Mai một chút, trước khi quần anh tụ hội. Sau nửa canh giờ, xe chỉ nam cuối cùng đã tới nơi. Hắn trực tiếp ẩn mình vào trong hư không, chờ đợi Khương Nhược Mai đến. Nhất cử nhất trọng của toàn bộ căn cứ đầu nằm trong phạm vi thần thức của hắn bao dung, bên trong tổ chức khối băng chỉ có mấy người làm việc vặt. Hình như tất cả đã ra ngoài, không biết đang làm gì. Rất nhanh, liền thấy từng thành viên của tổ chức phờ phạc trở về. Mỗi người đều ủ rũ cúi đầu, cũng có không ít người bị thương. Ai, nhiệm vụ lại thất bại. Từ khi tổ chức thành lập ra đến bây giờ, hơn 10 lần tất cả các loại nhiệm vụ lớn nhỏ, ngoại trừ lần giúp nữ thần cướp một nha hoàn tuổi trẻ gương mặt xinh đẹp kia ra, không có một lần nào thành công. Thật sự đả kích người. Khụ, khụ, ta nghe nói có người vài lần nhìn thấy nha hoàn lần trước cướp về ở trong viện của lão đại. Cũng không biết là thật hay giả. Hư, không nên nói bậy. Ngươi không muốn sống nữa sao? Lần trước trong tổ chức có người nghi vấn quyền uy của lão đại và Tuyết Cầu tỷ tỷ, kết quả ngày hôm sau đã bị người ta tìm thấy thi thể ở trong hố phân sau viện. Người kia lau mồ hôi, nói. Mẹ nó, chuyện này cũng quá kinh khủng đi. Nếu không phải trong lòng vẫn còn có một chút chấp niệm muốn gặp nữ thần một lần, ta đã sớm rời khỏi tổ chức. Ai, tiến vào thì dễ, rời đi mới khó. Lần trước có người muốn rời khỏi tổ chức. Kết quả ngày hôm sau lại bị người ta phát hiện ra một chân hắn ở trong bụi cỏ. Những bộ phận còn lại không thấy. Sau đó cũng chưa từng gặp lại người này. Vừa làm xong nhiệm vụ, một chút khí lực cũng không còn. Trong người lão tử còn bị thương. Ngươi đừng nói mãi mấy chuyện quỷ quái như vậy có được hay không. Mấy người đang bàn luận, đột nhiên một con thuyền chiến hạm Hổ Vương từ không trung đi tới. Tiếp đó, lại thấy một bóng đen cực lớn từ trên chiến hạm hạ xuống. Mọi người đang ngây ra một lát, sau đó mới có người kịp phản ứng, cả kinh kêu nói. Là Tiểu Tuyết tỷ tỷ, nhanh thông báo với Tinh Hoa đại ca. Sau khi Tuyết Cầu hạ xuống, thân thể gần như chiếm lấy nửa sân. Nàng vội vàng di chuyển vào bên trong. Yến Tinh Hoa rất nhanh từ bên trong đi ra, ánh mắt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, nói. Tại sao Tiểu Tuyết tỷ tỷ lại đích thân đến đây? Nhiệm vụ lần này thất bại. Vậy không thể tìm thấy được thần thảo giảm béo để có dáng người thon thả như nữ thần Nhược Băng, nhưng mọi người. Ra ngoài, các ngươi đều đi ra ngoài cho ta. Nhanh lên một chút. Nàng béo Tuyết Cầu không kịp chờ đợi quát lớn. Hình như trong lòng nóng như lửa đốt, liều mạng quát mọi người. Ra ngoài, có ý gì?
Yến Tinh Hoa không hiểu nguyên nhân, có chút kinh ngạc. Sắc mặt nàng béo tuyết cầu cứng đờ, ngũ quan lập tức vặn vẹo, giận dữ hét. Ta bảo tất cả các ngươi đều cút ra ngoài, không nghe thấy sao? Yến Tinh Hoa, còn cần ta phải nói lại một lần nữa sao? Trên người nàng bạo phát ra hơi lạnh, không ngờ cũng là cao thủ võ đạo. Điều đó khiến Yến Tinh Hoa ngẩn ra, vội vàng nói. Được được, hắn quát lớn. Tất cả mọi người theo ta đi ra ngoài, Tiểu Tuyết tỷ tỷ có chuyện gấp muốn làm. Dưới sự chỉ huy của hắn, người của tổ chức khối băng bụng đầy nghi ngờ đều rời khỏi sân. Tuyết cầu đánh ra vài đạo phù văn trong không trung, không ngờ là kết giới phòng ngự, hoàn toàn bao phủ toàn bộ tiểu viện. Lúc này nàng mới nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói. Là ai yêu cầu ta tới? Ra đi, ta đã tới đúng hẹn. Nàng kêu lên vài tiếng, thân thể dài rộng ở trong sân không ngừng di chuyển, có vẻ đặc biệt nôn nóng bất an. Lý Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, liền từ trong hư không đi ra, nói. Nhược Mai tiểu thư, lại gặp mặt. Khương Nhược Mai nhanh nhẹn quay thân thể lại, quan sát Lý Vân Tiêu một lượt. Biểu tình mong đợi trên mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ thất vọng. Một hàn ý lan tràn ở bên ngoài cơ thể. Nhiệt độ trong cả viện trong nháy mắt đã hạ xuống giống như đang ở giữa mùa đông. Là ngươi đưa ngọc giản cho tiện nhân Nạp Lan Chỉ Tuyền kia lừa gạt ta đi ra sao? Giọng nói của nàng gần như xé rách thanh quản, áp chế tâm tình cực kỳ tức giận. Từng miếng thịt béo ở dưới sự tức giận đều run rẩy. Lừa gạt. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Tuyết cầu tỷ tỷ nói lời này ta thật sự không thích nghe. Những lời ta nói ở trên ngọc giản đều là sự thật. Là thật, hừ. Khương Nhược Mai nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nói ngươi biết đồng thuật của Cổ Phi Dương, có thể thi triển cho ta xem. Cho dù là thật, nếu không có tu vi thuật đạo thất, bát giai, thi triển ra thì có ích lợi gì? Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn thất vọng thậm chí phẫn nộ. Thiếu niên trẻ tuổi như vậy, cho dù thật sự có biết đồng thuật, cũng tuyệt đối không thể đạt được thuật đạo tu vi thất, bát giai. Lý Vân Tiêu khẽ cười, không nói hai lời thi triển ra thuấn di, ở trước mặt Khương Nhược Mai liên tục biến hóa vị trí mấy lần. Thuấn di, thuật luyện sư bát giai mới có thể thi triển ra thuấn di. Khương Nhược Mai thoáng cái liền dại ra, sau đó trong nháy mắt nàng tràn ngập vẻ vui mừng giống như phát điên, kích động nói. Vậy còn đồng thuật, hai mắt Lý Vân Tiêu dần dần trở nên mơ màng, đột nhiên hóa thành hai mặt trăng máu, yêu dị vô cùng. Toàn thân Khương Nhược Mai chấn động, trong phút chốc mất đi linh thức. Trên mặt dần dần trở nên dại ra, bộ dạng hoàn toàn bị hút vào, cũng không biết trải qua bao lâu, mới dần dần di chuyển được. Trong phút chốc, nội tâm của nàng kích động nói không nên lời. Thân thể khổng lồ thoáng cái quỳ xuống, liên tục bái lạy. Chỉ tiếc thân thể kia quá mức khổng lồ, dù nàng dập đầu thế nào cũng không chạm được tới mặt đất. Nàng kêu khóc. Đại nhân... Ngài nhất định phải giúp ta một chút. Cầu xin ngài, ngài chính là cha mẹ sống lại của ta. Mặt Lý Vân Tiêu đen lại, vội vàng nói. Đứng lên mà nói, bệnh trạng của nàng, vừa rồi ta đã tra xét một lượt. Trên cơ bản cũng hiểu một chút, ta đã thử loại bỏ phân nửa ảnh hưởng lưu lại trên người nàng khi còn ở trong bụng mẹ. Nàng có thể thử vận chuyển nguyên lực cảm nhận một chút xem sao. Thân thể Khương Nhược Mai chấn động, cũng không kịp đứng lên. Thân thể khổng lồ quỳ trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển nguyên khí kiểm tra thân thể. Trên mặt, thần sắc từ khiếp sợ dần dần chuyển thành mừng như điên, lại chuyển thành chảy nước mắt. Hai hàng nước mắt rơi xuống không ngừng. Đại nhân, mong rằng đại nhân có thể giải trừ tất cả tai họa ngầm trong cơ thể ta. Chỉ cần loại trừ tất cả chú ấn lực này, ta có lòng tin trong vòng 3 tháng sẽ biến thành dáng vẻ giống như người bình thường. Không, còn tốt hơn là người bình thường. Còn phải là dáng vẻ giống như ma quỷ, ta sẽ khiến người trong khắp thiên hạ phải đắp tượng cho ta. Trong mắt Khương Nhược Mai thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng. Áp lực nhiều năm qua thực sự khiến nàng gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay cả hóa thần hải lỗ thông tử đại sư cũng bó tay không làm gì được. Thử hỏi trong thiên hạ còn có người phương nào trị được. Mấy lần nàng đã có ý nghĩ muốn tìm lấy cái chết. Cho tới bây giờ nàng vẫn phải sống hèn mọn, sống ở dưới bóng của người khác. Giờ phút này, cuối cùng nhìn thấy được hy vọng, một ánh sáng mặt trời từ trên trời chiếu xuống, soi sáng ở trên người của nàng. Trong lúc này, Lý Vân Tiêu ở trong mắt nàng chính là thiên sứ. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói.
không nên kích động, chuyện gì từ từ cũng sẽ đến. Ta tạm thời giải trừ một nửa chú ấn, hình thể của nàng thông qua tự mình điều chỉnh, chắc hẳn rất nhanh có thể gầy đi một nửa. Khương Nhược Mai lo lắng nói. Gầy đi một nửa vẫn béo, ta phải biến thành mỹ nữ yêu kiều, ta muốn có vóc dáng thon thả đẹp hơn cả Khương Nhược Băng. Trong mắt nàng lộ ra một tia ngoan lệ, hình như nàng đã cực kỳ bất mãn đối với Khương Nhược Băng, chỉ mong bản thân mình có thể vượt qua đối phương. Loại tình cảm bức thiết này khiến cho nàng gần như hưng phấn tới sắp phát điên. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Màu da, khuôn mặt, ngũ quan của nàng đều rất tốt. Sau khi gầy đi, tư sắc không kém hơn Khương Nhược Băng. Nhưng giải trừ nửa chú ấn cuối cùng chính là điều kiện mà ta muốn giao dịch với nàng. Chẳng lẽ nàng nghĩ rằng ta gọi nàng tới là muốn học theo Lôi Phong hay sao? Khương Nhược Mai ngẩn người ra, nhưng lập tức vội vàng nói. Mời đại nhân cứ nói. Chỉ cần ta có thể làm được, cho dù là bảo ta lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt đối không nháy mắt, nhíu mày. Trên mặt nàng lộ vẻ kiên định, hy vọng của cuộc sống trong lúc lơ đãng dấy lên. Bất kể như thế nào nàng cũng không thể buông tha. Nếu lại mất đi tia sáng mặt trời này, nàng tình nguyện đi tìm cái chết. Lý Vân Tiêu cười nói. Không cần phiền toái như vậy. Khương Nhược Mai nhíu mày, nhìn Lý Vân Tiêu giống như tia sáng mặt trời, tươi cười, đột nhiên trong lòng ngẩn ra, nói. Ta hiểu được, đại nhân tới tham gia thi đấu lôi đài của Khương Nhược Băng, muốn ta giúp đại nhân giành được chiến thắng. Nàng sửng sốt một chút, trầm tư nói. Lôi đài này được tổ chức trước mặt các anh hào trong thiên hạ, khó có thể giả vờ được. Chỉ có điều nếu như đại nhân nguyện ý, ta có thể nghĩ biện pháp cho đại nhân nếm được mùi vị của Khương Nhược Băng trước một lần, đội một cái nón xanh cho lão công tương lai của nàng. Hi hi, không biết đại nhân ngài có thể có hứng thú hay không? Trong mắt Khương Nhược Mai lộ ra một tia hung ác nhìn có chút hả hê, cười đùa nói. Hiện tại thân thể Nhược Mai xương béo, không lọt được vào pháp nhãn của đại nhân. Chờ sau khi ta giảm béo thành công, Nhược Mai nguyện ý trở thành nữ nô cho đại nhân, tùy ý nghe theo sự chỉ huy của đại nhân. Đại nhân muốn sử dụng Nhược Mai thế nào cũng được. Lý Vân Tiêu nhìn hình dáng béo giống như biến thành một ngọn núi của nàng, giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh ở trên người, toàn thân run rẩy không ngừng, vội hỏi. Nàng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta cũng không là người có phúc ngồi ôm hai tỷ muội các nàng. Hắn nghiêm mặt nói. Lần này ta đến đây là vì hai chuyện. Một chính là nàng nhanh chóng quay về phủ thành chủ, nghĩ mọi biện pháp giúp đỡ Khương Nhược Băng đạt được Long Chi Bí Bảo và 18 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Hai là sau khi quần anh tụ hội, Khương Nhược Băng sẽ mang theo hai món đồ này tới giao cho ta. Nếu như nàng thất bại, một nửa chú ấn trên người nàng cũng đừng mong đợi làm gì. Toàn thân Khương Nhược Mai run lên, vội vàng nói. Nhược Mai nhất định sẽ liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Trong mắt nàng lóe lên vẻ hồ nghi, nói. Hóa ra đại nhân và Nhược Băng muội muội đã sớm quen biết. Trong lòng Khương Nhược Mai đột nhiên sinh ra một lửa giận khó diễn tả được. Hóa ra Khương Nhược Băng đã sớm biết người có thể giải chú ấn cho, nhưng từ trước tới nay không lên tiếng. Nhìn cha mẹ tìm kiếm thuốc ở khắp thiên hạ cho ta, nàng cũng giả vờ quan tâm. Hóa ra nàng sớm đã có biện pháp. Đáng chết. Khương Nhược Băng đáng chết, lãng phí hơn 10 năm thanh xuân tốt đẹp của ta, và ngươi không đội trời chung. Lý Vân Tiêu nào biết được suy nghĩ trong lòng nàng lúc này, tiếp tục nói. Về phần chuyện thứ hai, chính là hai ngày sau ta và một vị bằng hữu khác cũng sẽ đi tới Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Nàng phải nghĩ biện pháp bảo đảm chúng ta toàn thân trở ra. Bằng không nếu như chúng ta xảy ra chuyện, nàng cũng đừng mong tiếp xúc với chú ấn. Khương Nhược Mai vội vàng nói. Chuyện này đơn giản, nơi này là Thành Hồng Nguyệt, ai dám động tới đại nhân ngài, chính là có lòng đối nghịch với ta, có lòng không cho ta giảm béo. Ta nhất định sẽ giết cả nhà của hắn. Trong mắt Khương Nhược Mai lóe lên một tia tàn khốc, sau đó dần dần hòa hoãn xuống, nói. Đại nhân còn có điều kiện thứ ba không? Lý Vân Tiêu nói. Tạm thời không có, chờ sau khi chúng ta từ Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu toàn thân trở ra. Ta sẽ an bài nơi gặp mặt nàng. Đến lúc đó ta sẽ giúp nàng giải trừ ấn ký cuối cùng trên người. Khương Nhược Mai do dự nói. Đại nhân ngài sẽ không phải sau khi toàn thân trở ra liền rời đi chứ. Chuyện này đối với Nhược Mai rất quan trọng. Ta không thể có nửa điểm sơ suất. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào nàng, hừ một tiếng nói.
Nếu như nàng cảm thấy ta là người không đáng tin, vậy cũng không cần thiết phải giao dịch với ta. Lừa gạt nàng có lợi gì cho ta, ngược lại còn chọc cho nàng đuổi giết ta khắp thiên hạ. Khương Nhược Mai cố nặn ra một vẻ tươi cười, nịnh nọt nói. Đại nhân ngài đừng nóng giận, ta không phải là quá mức coi trọng ngài sao. Ngài yên tâm, hai chuyện này ta nhất định sẽ làm cho thỏa đáng. Trong lòng nàng lo lắng không yên, rất sợ Lý Vân Tiêu mất hứng rời đi, vậy nàng chỉ có nước khóc ngất. Hiện tại bất kể như thế nào cũng phải hết sức thỏa mãn và lấy lòng người này. Cho dù nàng phải tự trần truồng chạy quanh thành, nàng cũng chỉ có thể kiên trì đi làm. Thân thể càng ngày càng béo mập này, nàng cũng không muốn có nữa. Vốn trong lòng đã chấp nhận cục diện đáng buồn này, hiện tại đột nhiên thoáng cái có hy vọng, nếu phải trở lại lúc trước, nàng nhất định sẽ phát điên mất. Được rồi, nàng có thể yên tâm, ta từ trước đến nay đều nhất ngôn cửu đỉnh. Lý Vân Tiêu nói xong, cũng không nguyện ý dừng lại nơi đây, trực tiếp thuấn di rời đi, hóa thành một ánh sáng biến mất ở phía xa. Khương Nhược Mai mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hướng Lý Vân Tiêu rời đi, lúc này mới hồi phục tinh thần. Tất cả những chuyện vừa xảy ra thật giống như ở trong giấc mộng vậy. Nhiều năm tích tụ, vào giờ phút này lại dễ dàng tìm được phương pháp giải trừ, khiến cho nàng có chút không tin. Sau khi ngây người một hồi lâu, nàng lại vận dụng nguyên lực trong cơ thể. Nhất thời cảm thấy lớp mỡ dày chắc chắn bên trong cơ thể này dường như không thể phá vỡ dưới tác dụng của công pháp đè xuống đang bóc ra từng chút một, bị ép thành dầu và nước, từ từ chảy qua trên da. Một lát sau, nàng biến thành một thân đầy dầu mỡ, bốc mùi hôi thối. Nhưng Khương Nhược Mai lại mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười to, gần như cười ra nước mắt. Sau khi Lý Vân Tiêu rời khỏi căn cứ của tổ chức khối băng, liền tùy ý tìm một lữ quán, muốn thuê một gian mật thất bắt đầu tu luyện. Thời điểm đánh với Văn Lâm một trận, hắn đã hai lần sử dụng cây búa kia. Hình như dưới trạng thái thân hóa sấm sét, liên hệ giữa mình và cây búa sẽ trở nên càng chặt chẽ hơn. Hai bên đều có thể có được sự tăng cường. Sau khi hắn tiến vào giới thần bi, triệu hồi ra cây búa, cầm ở trong tay không ngừng thưởng thức, tự lẩm bẩm. Trong cây búa này, quy tắc lôi cùng lôi kiếp không khác nhau là mấy. Nếu như bên trong giới thần bi có huyền khí cửu giai được xuất ra, có nên sử dụng cây búa này thay thế lôi kiếp hay không? Ở trong tấm bia này thi triển ra sấm sét, có lẽ còn cường đại hơn nhiều so với lôi kiếp bên ngoài. Lý Vân Tiêu thoáng động ý niệm, liền triệu hồi hồ lô tiểu kim cương ra, ánh mắt lộ ra hàn quang, khóe miệng hơi cong lên, nói. Hắc hắc, tạm thời lấy thứ này ra làm thí nghiệm đã. Tay trái hắn bắt đầu không ngừng bấm tay niệm thần chú, đánh ra các loại phù văn bay xung quanh hồ lô tiểu kim cương. Một vòng lại một vòng trận pháp ngưng tụ ở trước người, biến hồ lô tiểu kim cương làm thành một cái bánh trưng lớn. Trận thế không ngừng kéo dài triển khai. Tay phải Lý Vân Tiêu cầm cây búa lên, rót thần dịch lực vào bên trong. Nhất thời những chữ nòng nọc màu vàng ở trên đó không ngừng lập lòe phát sáng. Vạn tia sét lấy cây búa làm trung tâm lan ra. Lý Vân Tiêu đồng thời thân hóa lôi điện, giơ cây búa này lên thật cao, hướng về phía trên người hồ lô tiểu kim cương đập tới. Ầm ầm, một búa kinh thiên động địa, lôi quang lập lòe vạn dặm. Hồ lô tiểu kim cương há hốc mồm liên tục giống to, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Hiển nhiên bị sấm sét đánh phải vô cùng khó chịu, những lôi quang kia chấn động ở trên người hắn, hơn phân nửa phản ngược ra ngoài, lại bị trận pháp xung quanh hấp thu, lại đánh ngược trở lại. Nhiều lần như vậy, một búa đánh dưới, hồ lô tiểu kim cương trải qua từng lần sấm sét thử thách, toàn bộ thân thể to lớn ở dưới lôi quang sụp đổ, kêu thảm thiết liên tục. Yêu Long cũng hóa thân đi ra, nhỏ tiếng nói. Quá tàn nhẫn, không đành lòng nhìn. Lý Vân Tiêu cười nói. Nhìn búa vạn đục cũng là bình thường, không trải qua sấm sét, sao có thể nhìn thấy được cầu vồng. Hắn lại giơ cây búa lên thật cao, hung hăng đập xuống, tuyệt đối không lưu tình. Không ngừng có tiếng lôi điện nổ vang truyền ra, bên trong toàn bộ giới thần bi vẫn không có cách nào yên tĩnh được. Thỉnh thoảng có thân ảnh bay tới, mọi người một hồi sau đã gần như tụ tập đầy đủ. Tất cả đều ở phía xa kinh hãi xem chừng. Hắc Liên Thiếu Hoàng cả kinh nói. Tiểu Kim Cương rốt cuộc phạm phải sai lầm gì, mà Vân Thiếu phải hành hạ hắn như vậy. Mạc Tiểu Xuyên vỗ đầu một cái, không nói gì. Tiểu Kim Cương là huyền khí. Chắc là tế luyện, ta cảm thấy chắc hẳn nên bắt ngươi đi chế luyện một phen, xem có thể tăng cao điểm chỉ số thông minh hay không. Viên Cao Hàn nhỏ giọng nói.
vật kia không phải là huyền khí. Nghiêm túc mà nói chắc là yêu thú, nhưng lại sử dụng biện pháp tinh luyện đẳng cấp huyền khí đi nâng cao đẳng cấp yêu thú. Từ cổ chí kim cũng chỉ có hắn nghĩ ra được, làm được. Thạch thú này nếu có thể sống sót qua kiếp nạn này, tiền đồ vô lượng. Đoạn Việt cau mày nói. Nếu như không chịu được. Viên Cao Hàn hờ hững nhìn hắn một cái, nói. Nếu như không chịu được, vậy hắn thật sự biến thành huyền khí. Đoạn Việt. Đột nhiên, huyền lôi kinh vân hống ở bên cạnh Đoạn Việt, thân thể không ngừng lắc lư. Hình như thiên địa lôi đình đặc biệt kích thích nó. Nó không ngừng nhỏ giọng gào thét. Đoạn Việt kinh ngạc nói. Thế nào, ngươi cũng muốn đi tới gần chịu mấy búa hay sao? Đùng đùng. Trên lớp da huyền lôi kinh vân hống đột nhiên nhảy ra vài đạo hồ quang, từ xung quanh thân thể không ngừng truyền ra. Cả thân thể trở nên có điện, hơn nữa càng lúc càng mạnh. Nhạc Cửu Lâm cả kinh nói. Huyền lôi kinh vân hống vốn là yêu thú lôi hệ, có lẽ là bị trận lôi ngục ảnh hưởng. Ta chẳng qua là võ giả tu luyện công pháp lôi hệ, dưới ở trận này còn có thể cảm thấy nhiệt huyết toàn thân bắt đầu khởi động, có loại cảm giác như cá quay về biển rộng. Xúc sinh này cảm ứng chắc hẳn là mạnh hơn ta. Ừ. Đoạn Việt giả vờ làm ra bộ dạng cao thâm, khẽ gật đầu nói. Đã như vậy, ngươi cũng nên tới gần chịu mấy búa đi. Sẽ không ai ngăn cản ngươi. Huyền lôi kinh vân hống cả ngày ở cùng một chỗ với hai người bọn họ, đã sớm có sự ăn ý. Đoạn Việt vừa tùy ý nói vậy, thân thể nó run lên, có phần cung kính. Tiếp theo, trong đôi mắt nó bắn ra vạn phần cảnh giác, nhìn thẳng về phía trước. Vèo. Ở dưới tình huống không người nào chú ý, huyền lôi kinh vân hống thật sự xông ra ngoài, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Tuy rằng nó là yêu thú lôi hệ, nhưng dưới loại sấm sét thiên uy này, cho dù nó có thể hóa thân sấm sét, cũng phải chết. Đoạn Việt trực tiếp nhìn tới choáng váng. Hắn chẳng qua chỉ tùy ý nói một chút mà thôi, không ngờ xúc sinh này lại thật sự muốn đi tìm cái chết. Hắn sốt ruột liên tục dậm chân, quát. Xúc sinh, mau trở lại. Nhưng huyền lôi kinh vân hống làm sao nghe được, nó đã tiến sâu vào phạm vi bên ngoài của lôi ngục. Lôi quang không ngừng bắn ra, xuyên qua trên người nó giống như điện giật. Lông trên toàn thân đều dựng đứng, tiếng gào thét không ngừng tăng lên. Lý Vân Tiêu cũng chú ý tới tình trạng dị thường của huyền lôi kinh vân hống, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vừa tiếp tục sử dụng cây búa đánh vào hồ lô tiểu kim cương, vừa quan sát con yêu thú này. Hắn kinh ngạc phát hiện, trên người huyền lôi kinh vân hống phát ra yêu khí chấn động, không ngờ dần dần tiến tới đồng nhất với tần suất cây búa của mình đánh xuống. Cũng không biết đây là một loại phản ứng tự nhiên, hay xúc sinh này đang tự mình tiến hành điều tiết. Nếu như là ý sau khó tránh khỏi quá kinh người. Ở trong võ đạo, có vài vũ khí là thông qua bản thân không ngừng điều tiết tần suất, khiến cho bản thân nhanh chóng đồng nhất với hoàn cảnh xung quanh, thậm chí là quy tắc thiên địa, từ đó chuyển tới lực lượng hoàn cảnh thiên địa. Đó là một loại chiến pháp rất khó nắm chắc, lúc đang tu luyện dễ dàng đạt được, nhưng thời điểm thực chiến, đối thủ sẽ không cho ngươi có thời gian đi điều tiết bản thân. Sau khi Lý Vân Tiêu phát hiện điểm này, tần suất cây búa trong tay cũng bắt đầu có quy luật. Thần thức của hắn lại đang cẩn thận cảm ứng nhịp tim đập của hai con yêu thú. Nếu như chỉ có bất kỳ vấn đề nhỏ nào xảy ra, hắn sẽ lập tức dừng hành động. Đoạn Việt đứng ở phía xa nhìn huyền lôi kinh vân hống hình như tạm thời không có chuyện gì, cũng có chút yên tâm. Ba người cùng ở một chỗ lâu như vậy cũng có tình cảm. Sau khi Lý Vân Tiêu đánh xuống một búa, trong lúc bất chợt trên lôi ngục có phản ứng. Số lôi tụ lại rót ngược trở về trận pháp hình như xảy ra vấn đề. Tất cả sấm sét chợt gào thét lao về phía huyền lôi kinh vân hống. Hình như trên người nó có lực hút cực lớn, từng kiếp lôi không ngừng đục thủng thân thể của nó. Tiếng thú gào kinh thiên động địa. Lý Vân Tiêu biến sắc, vội vàng dừng tay đánh búa. Loại biến hóa này khiến hắn bất ngờ. Thời khắc này sấm sét quá mạnh mẽ. Hắn đã không cảm giác được tình trạng nhịp tim của huyền lôi kinh vân hống. Hắn không dám tiếp tục rèn luyện nữa. Hồ lô tiểu kim cương ở bên cạnh, bản thân đã quen bị trận pháp rót ngược cũng lực lượng sấm sét đánh hỏng. Tất cả lôi điện đều tập trung ở trên huyền lôi kinh vân hống. Sau khi lôi điện gào thét rời đi, một thân thể cháy đen hiện ra trên không trung, vẫn còn tỏa ra mùi nướng thơm lừng. Cái này, tất cả mọi người đều ngây ra tại chỗ, không ngờ bị nướng chín. Hắc Liên Thiếu Hoàng cả kinh nói. Chín sao, còn là chín tám phần. A, không ngờ lại chết như vậy, ngu xuẩn.
Đoạn Việt nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một luồng ánh sáng xông tới, trong mắt lộ vẻ bi thương. Mặt Nhạc Cửu Lâm cũng thâm trầm, chạy như bay lên. Lý Vân Tiêu thu hồi cây búa, thoáng nhìn về phía hồ lô Tiểu Kim Cương, thở dài nói. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mắc kẹt ở cửa Vũ Tôn Đỉnh Phong. Chỉ có chờ tới lần sau lại tế luyện. Hắn đưa tay ra cản lại, nhất thời ngăn cản hai người Đoạn Việt và Nhạc Cửu Lâm ở ngoài ngàn mét, nói. Đừng kích động, nó không chết. Vừa dứt lời, huyền lôi kinh vân hống có bề ngoài bị nướng khét bắt đầu chóc ra từng mảng. Từng thanh quang từ trong cơ thể nó phóng ra. Một lực lượng vô hình bắt đầu hiện lên, cuồn cuộn không ngừng phát ra trên không trung. Đây là lĩnh vực. Dưới sự kinh hãi, Đoạn Việt lập tức mừng rỡ. Sau khi huyền lôi kinh vân hống độ kiếp, đã tiến giai đến vũ tôn. Lực lượng lĩnh vực đặc biệt cường đại, ép hai người có chút thở không nổi. Hai người cùng mỉm cười, đem khí tức trên người tản ra. Không ngờ cũng là tu vi vũ tôn, cùng nhau chống lại lĩnh vực của huyền lôi kinh vân hống. Hóa ra không chết, ta còn tưởng rằng đêm nay có thể cải thiện thức ăn một chút. Hắc Liên Thiếu Hoàng lắc đầu, hình như có chút thất vọng. Hai người Đoạn Việt và Nhạc Cửu Lâm đều kinh hãi không thôi. Yêu thú này vừa bước vào vũ tôn, không ngờ lực lĩnh vực còn mạnh hơn cả hai bọn họ cộng lại. Viên Cao Hàn nhìn chằm chằm vào huyền lôi kinh vân hống một hồi, cười khổ nói. Một con yêu thú vũ tông, theo ngươi lăn lộn lâu như vậy, không ngờ tiến cấp tới vũ tôn bát giai. Cái này, hắn liên tục lắc đầu, hình như có phần không nói nên lời. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ngài không phải cũng sắp cửu giai hay sao? Theo ta thấy, lại chế luyện 7-8 thanh kiếm, có thể đột phá đến cửu giai. Đến lúc đó ngài và bản tôn hợp lại làm một, khắp trời này, cho dù là Lỗ Thông Tử hoặc sư phụ của ngài, cũng sẽ bị ngài ném lại ở sau người. Sau này vẫn nên chăm sóc cho ta nhiều hơn mới phải. Mặt Viên Cao Hàn hơi biến sắc, hình như có chút tức giận, hừ một tiếng nói. Ta có thành tích như hôm nay, tuy rằng nhờ vào giúp ngươi luyện khí, nhưng luyện cho ngươi 9 thanh huyền khí cửu giai, cũng không nợ ngươi cái gì. Sau này gặp lại, đừng nói chuyện giao tình với ta. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười ha hả, nói. Đừng tuyệt tình như vậy, xem ra ta phải liên lạc với ngài nhiều hơn, tăng thêm thiện cảm sau đó mới có khả năng thả ngài ra ngoài. Ngươi! Viên Cao Hàn nhất thời chán nản, khép miệng im lặng. Người này luôn lộ ra biểu tình vô hại. Nhưng trên thực tế có trời mới biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì. Nói không chừng ngày nào đó tới một thời điểm quan trọng, hắn sẽ đem mình luyện hóa hết cũng không chừng. Viên Cao Hàn lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, mới lên tiếng. Hồ lô Tiểu Kim Cương kia thế nào? Mọi người thoáng nhìn về phía xa. Hồ lô Tiểu Kim Cương kia lộ ra vẻ mặt chán trường đứng ở giữa không trung, đầu gục xuống, hai tay, hai chân rủ xuống. Hiển nhiên là bị thương nặng đang chậm rãi tự mình khôi phục. Lý Vân Tiêu thở dài nói. Vốn tưởng rằng có thể một đường nhảy lên tới cửu thiên cảnh. Nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại dừng lại ở vũ tôn đỉnh phong. Chỉ có chờ cơ hội lần sau. Từ sau khi ta luyện hóa thân thể hắn, năng lực tự mình khôi phục đã thực sự giảm sút. Không biết lão viên có biện pháp nào cải thiện không? Viên Cao Hàn trừng mắt nhìn hắn, nói. Hiện tại toàn thân hồ lô Tiểu Kim Cương đều là nguyên liệu cửu giai, tự mình chữa trị đương nhiên sẽ chậm. Nếu như toàn thân là nguyên liệu cửu giai, còn có tốc độ khôi phục giống như trước kia, vậy quả thật là đáng sợ. Hắn đột nhiên dừng một chút, hình như có chút tâm lý tương thông với Lý Vân Tiêu. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời kêu lên. Ký ức nguyên kim. Lý Vân Tiêu lộ vẻ tươi cười, nói. Hắc hắc. Tại sao ta đến giờ mới nhớ tới thứ này chứ? Thật là chờ mong. Viên Cao Hàn lại kinh ngạc mở to hai mắt, có chút kinh hãi nói. Nếu như thành công, chẳng phải sẽ biến thành khả năng mình khôi phục vô hạn, hoàn toàn là huyền khí thú đánh không chết hay sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Làm gì có được trình độ kinh khủng như vậy? Nếu gặp phải cường giả võ đạo đỉnh phong, một chiêu đánh hắn nát vụn, trái tim cũng không còn sao có thể hoàn toàn đánh không chết được. Tất cả mọi người đều im lặng không nói gì, dù thế nào cũng không thể so sánh với cường giả võ đạo đỉnh phong. Nếu như hồ lô Tiểu Kim Cương có thể tiến giai đến vũ đế, đồng thời khôi phục năng lực tự mình chữa trị trong nháy mắt như trước kia, vậy đã đủ để vượt qua các tinh, khiêu chiến cường giả vũ đế cao tầng. Tuyệt đối là một đại sát khí.
Viên Cao Hàn nói. Huyền Lôi Kinh Vân Hống của ngươi từ Vũ Tông một đường bị ngươi kéo lên đến Vũ Tôn. Đó cũng là một thành quả cực lớn. Ta sẽ xem như một kinh nghiệm trọng đại để viết vào trong sách. Nếu như hồ lô tiểu kim cương này có thể giống như ngươi mong muốn, như vậy thậm chí có thể suy nghĩ sinh sản số lượng lớn. Như vậy, trong lòng mọi người đều chấn động mạnh, với trạng thái dự đoán này đừng nói là tạo thành nhóm, chỉ cần có thể có 20, cũng đủ để tiêu diệt bất kỳ tồn tại nào dưới 7 thế lực lớn. Tất cả mọi người trầm mặc, bao gồm cả Viên Cao Hàn ngẫm lại đều thấy chấn động kinh hãi không thôi. Hắn chẳng qua chỉ tùy ý nói vậy mà thôi, nhưng trong lúc vô ý phát hiện ra sự khủng khiếp trong đó. Lý Vân Tiêu cũng thoáng cái trở nên yên tĩnh, trong lúc bất hắn chợt cười to nói. Ha ha, có thể làm ra 20 tài nguyên như hồ lô tiểu kim cương, vốn là đủ để xây dựng một thế lực lớn. Đầu tiên phải bắt 20 con thạch thủ chi vương, thứ này muốn tìm 1-2 con còn tạm được, số còn lại toàn bộ phải xem vận khí. Thứ hai ít nhất phải 40 bộ nguyên liệu huyền khí cửu giai. Thể tích của thạch thú cần trên 2 bước. Không phải ta may mắn có ưu thế là phượng hoàng chân hỏa và giới thần bi, dựa vào thuật luyện sư bình thường đi luyện, một thuật luyện sư cửu giai 1 năm nhiều lắm là tiến hành lần thứ 2 chế luyện. Tỷ số thành bại tuyệt đối ở 50%, đã như vậy còn phải chuẩn bị trước 100 bộ nguyên liệu huyền khí cửu giai. Lấy 10 năm làm giới hạn, bọn họ cần 5 thuật luyện sư cửu giai. Lý Vân Tiêu nhìn mọi người đờ đẫn, khẽ cười nói. Một thế lực có thể có được 5 thuật luyện sư cửu giai, đồng thời có thể lấy ra nguyên liệu 100 bộ huyền khí cửu giai, tồn tại như vậy, bất luận chơi thế nào, cũng có thể đơn giản giết chết bất kỳ tồn tại nào dưới 7 thế lực lớn. Mọi người vừa nghe, cũng thấy thật sự có chuyện như vậy. Ngẫm lại cũng an tâm hơn, nếu không hiệu quả này thật đáng sợ. Sắc mặt Viên Cao Hàn vẫn ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. Ngươi nói xác suất thành công và thuật luyện sư là vấn đề. Nếu như ngươi ở bên trong giới thần bi chế luyện, không tồn tại vào chuyện chỉ dựa vào một mình ta, lấy 1 năm làm giới hạn, đem số lượng Bắc Thiên Hàn kiếm tinh thiết đó cùng thiên chiếu khuyết kim còn lại của ngươi ra sử dụng, có thể lại chế luyện ra 9 con. Nắm giữ 10 phần tồn tại như vậy, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo nhìn thiên hạ. Thần sắc Lý Vân Tiêu thoáng động, cười nói. Bắc Thiên Hàn kiếm tinh thiết là do ngươi giúp ta chế luyện ra 30 thanh huyền kiếm. Ta hóa thành tam thập lục thiên cương kiếm đồ, đủ để giết chết 10 con tồn tại như vậy. Trừ phi là quy mô lớn cùng chiến đấu, bằng không số lượng hồ lô tiểu kim cương quá nhiều đối với ta cũng không có chút ý nghĩa nào. Viên Cao Hàn nghiêm mặt nói. Nhưng đối với thánh vực mà nói, lại có ý nghĩa trọng đại. Lấy tài nguyên của thánh vực, nếu như thành lập ra đội ngũ như vậy, đủ để trấn áp thiên hạ. Đối với sự yên ổn của thiên vũ giới mà nói, tuyệt đối là một việc thiện lớn. Lý Vân Tiêu, ta hy vọng ngươi có thể giao hết phương pháp chế luyện hồ lô tiểu kim cương này cho ta. Ta nguyện ý dùng bất kỳ vật gì ngươi cần để đổi. Lý Vân Tiêu cười to nói. Ha ha, hiện tại ngươi tạm thời không có thứ ta muốn. Chờ tới khi ngươi có, trở lại nói chuyện với ta sau đi. Lý Vân Tiêu nói xong, lại từ trong giới thần bi lui ra ngoài. Chỉ để lại mọi người đầy vẻ ngạc nhiên, cùng với Viên Cao Hàn sắc mặt âm trầm. Lý Vân Tiêu nắm giữ giới thần bi có chứa nhiều tài nguyên biến thái. Sự trưởng thành của hắn đã đủ phát sinh sự uy hiếp lớn đối với thánh vực. Điều này làm cho Viên Cao Hàn thầm sợ run, có phần không dám tưởng tượng. Nếu để mặc cho hắn tiếp tục phát triển, chờ Lý Vân Tiêu trở lại võ đạo đỉnh phong, lại thêm những thủ đoạn biến thái, đến lúc đó thiên vũ giới còn ai có thể khống chế được hắn. Hơn nữa trong mơ hồ Viên Cao Hàn cũng nhận thấy được Lý Vân Tiêu hình như còn có con bài chưa lật khác chưa từng tiết lộ với mình. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy rét lạnh, tình cảm mãnh liệt khi chế luyện Bắc Thiên Hàn tinh kiếm thoáng cái hóa thành băng giá. Không ngừng sử dụng thần hỏa luyện kiếm, đối việc nâng cao hồn lực bản thân hắn cũng có sự giúp đỡ cực lớn. Giống như Lý Vân Tiêu nói như vậy, lại chế luyện 7-8 thanh huyền khí, hắn đặc biệt có khả năng bước vào cửu giai mà bản thân tha thiết ước mơ. Đến lúc đó cùng bản thể hợp lại làm một, là trùng kích được cửu giai đỉnh phong. Thậm chí nhìn kén thuật thần cảnh thập giai, cũng không phải là không thể làm được. Nhưng nghĩ đến chuyện Lý Vân Tiêu ngồi ôm 36 thanh huyền khí cửu giai, tạo thành thiên kiếm đồ, chấn sơn chi bảo của thần tiêu cung, như vậy thật sự là uy ực tới mức nào. Sợ là đến lúc đó bất diệt kim thân ngạo trời cao cũng sẽ bị giết chết. Dưới cân nhắc như vậy, mình lại giúp hắn nữa, là phúc hay là họa? Có thể coi như không giúp,
mấy thứ này bản thân Lý Vân Tiêu cũng có thể chế luyện. Chẳng qua là tiêu hao của hắn một ít thời gian mà thôi. Ngay khi Viên Cao Hàn lo lắng không yên, do dự không quyết, đột nhiên có giọng nói của Lý Vân Tiêu truyền âm đến, nói. Đúng rồi, quên hỏi ngươi một việc, cái tên Văn Lâm này, ngươi đã từng nghe nói tới chưa? Viên Cao Hàn sửng sốt, suy tư một chút, nhất thời sắc mặt đại biến, hoảng sợ cả kinh nói. Thế nào, ngươi đã gặp qua người này sao? Ngươi nghe được tên này ở đâu? Thần sắc hắn đặc biệt khác thường rơi ở trong mắt Lý Vân Tiêu, cười nói. Hắc hắc, ngươi quả nhiên biết một chút, nói cho ta biết đi, tiểu tử này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra chứ? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Viên Cao Hàn hình như cũng nhận thấy được sự thất thố của mình, lập tức phủ nhận sự lỡ lời của mình, nói. Ta chưa từng nghe qua, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, cười lạnh nói. À, có hiếu kỳ như vậy sao? Hiếu kỳ tới mức sắc mặt ngươi cũng biến thành màu xanh. Hắn là do sư phụ của ngươi Thiên Chiếu Tử phái tới. Hơn nữa trong linh hồn có hoàng quang phong ấn tỏa của Thiên Chiếu Tử. Theo ta được biết, trong thiên hạ chỉ có Thiên Chiếu Tử biết thứ này. Ngươi làm đồ đệ của hắn không biết có học được không? Cái gì? Sắc mặt Viên Cao Hàn chợt đại biến, thoáng cái cực kỳ khó coi, giận dữ hét. Lý Vân Tiêu, ngươi ngàn vạn không nên làm một vài chuyện tự mình tìm đường chết như vậy. Không ngờ ngươi lại đọc trí nhớ của hắn. Ngươi thực sự to gan lớn mật, thực sự không biết đến chết là thế nào. Đáng chết. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dạng hắn tức giận công tâm, cảm thấy buồn cười, nói. Không cần khẩn trương, cũng không có đả thương hại đến hắn. Hơn nữa cũng là do hắn nhìn trộm đại bi mộ vân bảo kính của ta, muốn sử dụng đồng thuật tới chân áp ta. Ha ha, kết quả ngươi hẳn đã biết. Đáng tiếc chỗ mấu chốt lại bị sư phụ của ngươi khóa lại. Ngươi nhận được thuật đạo chân truyền của sư phụ của ngươi, không đến mức không học cách mở phong ấn chứ. Hừ. Viên Cao Hàn xanh mặt, hừ lạnh nói. Muốn ta mở phong ấn cho ngươi, nằm mơ đi. Ngươi ngàn vạn không nên thương tổn tới người kia. Bằng không ngươi thật sự sẽ bị lão thọ tinh giết chết. Đúng là tự mình muốn chết. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hoảng sợ thất thanh nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn nhìn trộm đại bi mộ vân bảo kính của ngươi. Mộ vân bảo kính ở trên người ngươi sao? Viên Cao Hàn hoàn toàn không bình tĩnh, cả kinh nói. Ngươi lấy từ đâu ra được thứ này? Ta cũng chỉ từng thấy nó trong một vài tư liệu lịch sử nói có một mặt gương như thế tồn tại. Không ngờ, không ngờ là sự thật. Hơn nữa sư tôn và ta thử căn cứ vào các ghi chép của sách cổ, muốn tạo ra một cái tương tự. Đã làm ra vài lần, lại đều cũng không được như ý. Ngươi có thể cho ta xem bảo kính này, để ta xác định là thật hay giả hay không? Lý Vân Tiêu trầm mặc một chút, nói. Là thật hay giả với ta mà nói không quan trọng, quan trọng chính là sử dụng thuận lợi là được rồi. Hiện tại ta thấy rất thuận lợi. Đúng rồi, sau này Văn Lâm lại tìm người tới ám sát ta. Những người đó đều bị ta giết chết. Hơn nữa bản thân Văn Lâm cũng hóa thành một con khỉ trốn thoát. Khỉ, khỉ sao? Sắc mặt Viên Cao Hàn tức giận như muốn bốc hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thật sự đáng chết. Lý Vân Tiêu, ngươi thực sự là người chuyên gây họa. Hắn dừng một chút lại nói. Nếu như muốn ta tiếp tục luyện kiếm cho ngươi, nhất định phải mang mộ vân bảo kính cho ta quan sát, đồng thời phải thề sau này không đi gây phiền phức cho Văn Lâm. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Luyện hay không luyện tùy ngươi. Không có 36 thanh kiếm, ngươi cứ tiếp tục ở trong này đợi cả đời đi. Về phần Văn Lâm, cho tới nay đều là hắn tìm ta gây phiền phức. Ngài ngàn vạn lần dừng nghĩ sai. Còn nữa, muốn xem mộ vân kính rất dễ. Nói chuyện của Văn Lâm cho ta nghe một chút là được. Hắc hắc, bất luận là mộ vân kính hay phương pháp luyện chế hổ lô tiểu kim cương, hiện tại đều là ngươi cầu ta. Viên Cao Hàn tức giận không nhẹ, cả giận nói. Vậy ta luyện hết 36 thanh kiếm ngươi có thể thả ta ra ngoài sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Đại ca, bình tĩnh, đừng nóng giận. Tức giận chính là lấy sai lầm của người khác tới trừng phạt mình. Bị thương chính là thân thể mình. Không đáng. Bất cứ việc gì, tâm tình cũng phải phóng khoáng, như vậy mới có thể sống vui vẻ, sống hào hiệp. Về phần thả ngươi, nói chung không có 36 thanh kiếm ta tuyệt sẽ không thả. Có 36 thanh kiếm, cũng phải để ta xác nhận không có nguy hiểm sau đó ta mới có khả năng thả. Viên Cao Hàn tức tới mức mặt tái xanh,
hừ hừ nói. Muốn biết chuyện của Văn Lâm sao? Không có cửa đâu, cho dù ta hồn tiêu phách tan cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Đồng thời ta cảnh cáo ngươi, cho dù ngươi đã từng là tuyệt thế vũ đế, nhưng cũng không phải chuyện gì ngươi đều có tư cách đụng vào. Hắn bị Lý Vân Tiêu làm tức giận đến không nhẹ, lười nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng, trở về trong Phương Thốn Sơn. Cố Nguyệt Sinh ở bên cạnh không rõ vì sao hắn tức giận, nhưng cũng đoán được là do nói chuyện với Lý Vân Tiêu, khẽ thở dài một tiếng đi theo. Lý Vân Tiêu dần dần phục hồi lại tinh thần, ngồi ở bên trong phòng luyện công, trầm tư suy nghĩ. Xem ra Viên Cao Hàn cũng biết về chuyện của Văn Lâm, không hiểu được đám người điên thánh vực kia lại có manh mối gì. Không biết có phải là nghiên cứu biến đổi từ người thành khỉ hay không. Đại bi mộ Vân Bảo Kính này tuy rằng thần dị, nhưng cũng không có thần dị đến mức khiến đám người thiên chiếu tử coi trọng tới trình độ như vậy. Còn mô phỏng theo một chút, xem ra cái gương này nhất định có công năng nào đó mà bọn họ cần. Đúng rồi, đây chính là một lợi thế rất tốt để đàm phán. Sau này, khi gặp phải thiên chiếu tử, nói không chừng sẽ sử dụng tới. Về phần hồ lô tiểu kim cương kia, trước hết phải nghĩ biện pháp làm ra ký ức nguyên kim, tăng lên đến cửu giai, xem hiệu quả thế nào. Nếu như có thành tích khả quan, ta cướp đoạt thêm chút tài nguyên, chuẩn bị mở cửa hàng cũng được. Nhưng bây giờ vẫn còn quá xa, tạm thời nâng cao thực lực của mình trở lại vũ đế đỉnh phong mới là chuyện chủ yếu. Hắn vừa suy nghĩ thông suốt, đang muốn yên lặng, dự định tu luyện thêm 2 ngày, đột nhiên biến sắc. Ma khí trong cơ thể này bắt đầu trở nên nóng nảy, bắt đầu tuôn ra ngoài ra. Cả người bị một đám khí màu đen bao vây lấy. Chưa từ bỏ ý định sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta là tuyệt thế vũ đế, dù sao có thể để cho một phân thân như ngươi chiếm cứ. Thông minh thì tiếp tục chờ đợi cho ta. Trong tay hắn lóe lên bạch quang, Đông Hải Nguyệt Minh Châu nổi lên, thân thể cũng theo đó có phản ứng. Từng ánh sáng minh nguyệt bắn ra, chiếu sáng toàn bộ bên trong gian phòng. Trên người Lý Vân Tiêu đột nhiên có một ánh sáng bay ra, đứng ở trước người hắn. Đó chính là yêu long hóa thân, sắc mặt ngưng trọng nói. Không có sao chứ. Lý Vân Tiêu đưa tay tạo quyết, khẽ hô. Ta không sao. Hắc khí kia hoàn toàn bị xuyên qua. Dạ đế với gương mặt con người trong hắc khí không ngừng giữ tợn gầm thét, dường như không cam lòng khuất phục. Nhưng cuối cùng bị lực lượng thần thể cường đại này đè xuống, bị chấn áp. Ma thể này phản vệ càng lúc càng mạnh mẽ. Phải tìm được phương pháp hoàn toàn luyện hóa. Bằng không cuối cùng là một tai họa ngầm. Hàn quang trong mắt Lý Vân Tiêu lập lòe không ngừng, trên chân mày vẫn còn có khí đen khởi động, tuy rằng ma đầu không có cách nào chiếm thân thể hắn, nhưng đang dần dần thay đổi tính tình hắn, càng lúc càng trở nên hung bạo. Hắn khẽ nói, chờ tìm được số Đông Hải Nguyệt Minh Châu kia, xem ra hóa thần hải nhất định sẽ làm được. Yêu Long cũng gật đầu, nói, thời đại Kỳ Thắng Phong tu luyện ma công, ngay cả loại đồ vật như ma nguyên tỏa cũng có thể luyện chế ra. Trong tay nhất định có biện pháp giải quyết ma đầu, bên trong ao hóa long, hắn cũng nhận được tàn thân của đế quân, không biết đã trốn đi tới nơi nào luyện hóa. Lý Vân Tiêu nói, bất kể luyện hóa tàn thân đế quân thắng hay bại, hắn nhất định sẽ quay về hóa thần hải. Bởi vì hắn là Kỳ Thắng Phong. Hai người đang thương nghị, lại đột nhiên nghe thấy phía bên ngoài có tiếng gõ cửa. Một giọng nói truyền đến nói, khách quan, có người gửi thư tới. Lý Vân Tiêu và Yêu Long nhìn nhau, hai người đều kinh ngạc không thôi, nơi thế này làm sao có thể có thư đưa tới được. Lý Vân Tiêu đầy bụng hồ nghi, đứng dậy tiến lên mở cửa. Chính là tiểu nhị của khách sạn, hắn cầm một lá thư đưa tới trước nói. Khách quan, vừa rồi có người lưu lại lá thư này, nói là đưa cho phòng khách số 9, hàng chữ thiên, chính là ngài. Tiểu nhị này là người bình thường, điều này không thể nghi ngờ. Ở dưới sự tra xét thần thức của hắn tuyệt đối không khả năng che giấu thực lực. Lý Vân Tiêu mở lá thư ra. Phía trên có ghi mấy chữ Tú Lệ, Thành Hồng Nguyệt, ngoài cửa Bắc, 300 dặm, cầu Nghê Hồng. Ký tên là 3 chữ Khương Nhược Băng. Chữ viết không chỉ có vẻ nhã lệ thoát tục, cảnh đẹp ý vui, hơn nữa trong những hàng chữ lộ ra một mùi thơm thoang thoảng. Thật sự là do nữ tử viết. Yêu Long cũng thấy chữ viết, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là Khương Nhược Băng? Nhanh như vậy đã làm được rồi sao? Nhưng không phải đã hẹn trước thời gian là một ngày sau sao? Lý Vân Tiêu ở bên trong giới thần bi tế luyện hồ lô tiểu kim cương đã tiêu hao 1 ngày.
Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Hơn phân nửa là cạm bẫy. Yêu Long nhìn biểu tình này của hắn, cười khổ nói. Biết là cạm bẫy, ngươi còn muốn tới. Không sai. Lý Vân Tiêu khen. Ngươi quả nhiên hiểu ta. Không nói đến còn có 1% cơ hội là sự thật, cho dù 100% là giả, lấy tính cách của ta cũng tuyệt đối không lùi bước. Có người muốn đối phó với ta, ta rất thích ý, giống như bọn họ mong muốn. Yêu Long nói. Nhưng đoán ra là người phương nào không? Lý Vân Tiêu cầm lá thư trong tay trực tiếp đốt cháy, lạnh lùng nói. Có chút suy đoán, nhưng lười để ý. Đi tới đó chẳng phải sẽ biết sao. Yêu Long cười khổ không thôi, hóa thành một ánh sáng ẩn vào trong cơ thể. Lý Vân Tiêu liền lập tức ra khỏi cửa, ném chỉ nam ra, đi tới cửa thành phía bắc. Thành Hồng Nguyệt diện tích cực lớn, nhưng lại đang không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Lý Vân Tiêu ra khỏi phía bắc thành liền không hề bị quy định cấm bay của Thành Hồng Nguyệt quản chế, trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng bay đi. Sau nửa canh giờ, ở khoảng cách hơn 200 dặm chính xác thấy một chiếc cầu bắt ngang qua một con sông. Xung quanh còn có một nông trang, vườn trái cây. Không ngờ lại có người ẩn cư ở nơi này. Tiếng nước róc rách, khói trắng lượn lờ, giống như một nơi thế ngoại đào nguyên. Lý Vân Tiêu dừng lại ở phía trên không trung, cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt hắn hạ xuống phía veteran cầu, lạnh lùng nói. Ta đã tới, người hẹn gặp, ra đi. Cũng không thấy có thân ảnh nào đi ra, mà chỉ nghe thấy có một tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn dường như oán than dường như hâm mộ, lại như khóc như than. Đột nhiên khúc âm biến đổi, hóa thành tiếng kỵ binh vang vọng, qua sông Hoàng Hà, sát khí một mảnh. Ngay cả tiếng nước chảy ở dưới tiếng đàn cũng trở nên rộn rã, vội vàng. Con! Tiếng đàn kia bị một bàn tay chụp lấy, chợt ngừng lại, phát ra một âm thanh ngân vang ở xung quanh câu cầu. Hoàn toàn là một bầu không khí đầy sát khí nồng đậm. Ba, ba, ba ba. Một tiếng vỗ tay vang lên, liền nghe có tiếng người khẽ thở dài nói. Khúc nhạc hay, đem ý tất sát đầy nóng nảy hòa vào trong tiếng đàn. Cảnh giới gảy đàn như vậy, sợ là Thiên Cầm Vũ Đế Lệ Hoa Trì chẳng qua cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Ngay sau đó một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu đến, trực tiếp hạ xuống ở đầu đối diện của cầu Nghê Hồng. Mấy nhân ảnh lộ ra, một người trong đó ngồi ngay ngắn ở trước mọi người, đó chính là người đánh đàn. Hắn thản nhiên cười nói. Câu đại thúc, đã quá suy nghĩ rồi. Lý Vân Tiêu tập trung nhìn lại, người kia đúng là Nguyễn Tử Lăng. Hắn thấy buồn cười nói. Thật là một đám người chẳng biết xấu hổ, câu nói vừa rồi. Các ngươi có dám nói ra ở ngay trước mặt Lệ Hoa Trì hay không? Có gì không dám? Câu Tinh Quang lạnh lùng quát. Ta chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Cho dù trên phương diện võ đạo Lệ Hoa Trì còn cường đại hơn ta một chút, nhưng trên phương diện cầm đạo, chẳng lẽ còn không có người nào vượt qua hắn hay sao? Lý Vân Tiêu cảm thấy buồn nôn, vội vàng ngăn hắn nói tiếp, nói. Được rồi, ngươi nói hoàn toàn đúng. Chuyện này tạm dừng ở đây đi. Trên mặt Nguyễn Tử Lăng hoàn toàn không che giấu sát ý dữ tợn, châm chọc nói. Quả nhiên là trên đầu chữ sắc có một cây đao. Ta biết nếu không phải mỹ nhân lưu lại thư, ngươi sẽ không tới đây gặp ta. Biết trúng kế rồi sao? Hối hận rồi sao? Chỉ có điều tất cả đều đã muộn. Hắn vung tay lên, trong làn khói trắng, khắp nơi đều là tiếng xé gió. Xung quanh không biết có bao nhiêu người mai phục, thoáng cái đã bao vây xung quanh Lý Vân Tiêu. Sát khí gần như muốn ngưng kết thành thực chất. Ha ha, Tử Lăng huynh cũng quá để mắt tới hắn đi. Giết chết một lâu la như thế, còn phải bố trí tinh vi như vậy, phái nhiều cao thủ như vậy. Một gã công tử khác không nhịn được cười nói. Hắn cũng là tên công tử bên trong tử lâu ngày ấy. Lý Vân Tiêu nhìn một chút, thật ra những kẻ cần tới đều đã tới. Sư tử vồ thỏ cũng phải đem hết toàn lực, chính là đạo lý này. Nguyễn Tử Lăng từ từ cười nói. Người này nói như thế nào cũng là cường giả từng giết chết một trong Tây Vực Ngũ Kiệt. Dù sao cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Một gã công tử khác vuốt mông ngựa khen. Tử Lăng huynh quả nhiên tài cao, tại hạ thụ giáo. Nguyễn Tử Lăng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, cười gằn nói. Lý Vân Tiêu, ngươi là người vô tình, nhưng bản công tử không phải là hạng người vô nghĩa. Chỉ cần ngươi đồng ý từ đối diện bỏ qua, ở trước mặt ta dập đầu ba tiếng thật vang. Lại bò tiếp qua đúng quần ta, ta có thể sẽ suy nghĩ tha cho ngươi một mạng.
nụ cười trên mặt hắn dần dần cứng lại. Hắn vốn muốn nhìn thấy bộ dạng lo sợ hốt hoảng của Lý Vân Tiêu sau khi biết mình trúng kế, hoặc là khi lại nhìn thấy mình sẽ giận tím mặt. Nếu không khi nghe được tin mình có thể sống, cũng nên có chút do dự. Nhưng hiện tại những điều đó, hắn đều không nhìn thấy. Hắn nhìn thấy chính là một gương mặt không thể nói là đáng đánh. Trên gương mặt đó vẫn nở nụ cười thản nhiên, không hề bận tâm. Ánh mắt Phong Khinh Vân đạm, tất cả đều làm cho hắn rất muốn đánh cho tới chết, đánh 100 lần. Mà khi hắn nói ra điều kiện tha thứ, đối phương vẫn hoàn toàn không có một chút tôn trọng hắn, còn đứng ở ngay trước mặt hắn móc mũi. Cái vẻ mặt ngây thơ này. Cái bộ dạng há hốc mồm móc mũi, bộ dạng không yên lòng. Nguyễn Tử Lăng tính tâm bố trí nhiều như vậy, so với nói để Lý Vân Tiêu chết, hắn càng muốn nhìn thấy đối phương bị hủy hoại từ trên phương diện tinh thần hơn. Như vậy sẽ khiến cho tất cả mọi người biết, kết cục đắc tội với hắn là vạn kiếp bất phục. Nhưng lúc này, hắn đã không có được sự thanh thản muốn có. Hắn đột nhiên cảm thấy mình chuẩn bị nhiều như vậy, tưởng tượng ra nhiều như vậy, thật sự rất nhàm chán. Bắt lấy hắn, đừng giết, ta muốn chậm rãi chơi cho thỏa thích. Nguyễn Tử Lăng vung tay lên, nhẹ giọng nói. Hắn chỉ cảm thấy có cảm giác vô lực, xem ra chỉ có thể tạm thời bắt lấy Lý Vân Tiêu chậm rãi ngược đãi, mới có thể làm cho kẻ đó tỉnh ngộ lại, mới có khả năng thấy được những biểu tình hắn muốn xem. Trong không trung nhất thời có từng dao động nguyên lực truyền đến. Tất cả mọi người đều giữ thế đề phòng. Trong nháy mắt một người ra tay, hơn 10 người đồng thời vung binh khí lên ra tay. Thoáng cái ánh sáng chói ngời, khiến cả bầu trời rực rỡ, xua tan tất cả hơi nước màu trắng, khiến cầu Nghê Hồng bị đánh rơi xuống. Nguyễn Tử Lăng nhẹ giọng cười nói. Câu đại thúc, đáng tiếc cầu Nghê Hồng của đại thúc, hôm nay sợ là không giữ được. Câu Tinh Quang cười to nói. Cầu hỏng có thể xây lại, nó có thể hy sinh vì Tử Lăng công tử, coi như là hoàn thành sứ mệnh. Nguyễn Tử Lăng cười nói. Ha ha, nếu không phải tất cả cường giả Vũ Đế Thành Hồng Nguyệt đều ghi lại trong danh sách, ta không có quyền điều động. Bằng không cũng không cần tới nơi này làm phiền câu đại thúc. Câu Tinh Quang cười to nói. Đây là vinh hạnh của tại hạ, Tử Lăng công tử lại nói như vậy chính là khách khí. Theo ta thấy, công tử tự mình dẫn theo những cường giả Vũ Tôn đến đã đủ để giết chết người này. Nguyễn Tử Lăng nói. Chỉ mong vậy, người này dù sao cũng là tồn tại một chiêu giết chết Trình Vĩnh, không thể khinh thường. Hơn 10 người ra tay, tất cả đều là nhân mã do Nguyễn Tử Lăng len lén từ Nguyễn gia dẫn ra ngoài. Bọn họ chí ít cũng là cường giả cấp Vũ Tôn, gần như là lực lượng trung kiên mà hắn có thể điều động được từ trong Nguyễn gia. Tất cả bị kéo qua, dù sao không có lệnh bài của trưởng bối, không có cách nào điều động Vũ Đế trong gia tộc. Không có khẩu dụ của Ninh Hàng Phong, không có cách nào điều động lực lượng cấm quân. Tất cả những cường giả này đều là người hắn có đủ khả năng tìm tới. Tất cả đều là Vũ Tôn. Cục diện này, cha cha. Lý Vân Tiêu bắt đầu tán thưởng. Trên mặt vẫn là vẻ châm chọc. Thân thể hắn chậm rãi biến thành màu xanh nhạt. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi ngục tản ra. Ở trung tâm của lôi ngục hiện ra một cây búa. Ngay lập tức thiên địa biến sắc, vạn đạo sấm sét nổ tung. Lôi đình vạn quân, ánh sáng sống động. Giọng nói của Lý Vân Tiêu đầy vẻ vui sướng vang lên. Ánh sáng lôi điện nuốt thiên cắn địa, trong nháy mắt nuốt hết tất cả bầu trời mặt đất và cả cầu Nghê Hồng. Toàn thế giới hóa thành một màu xanh, những cường giả Vũ Tôn đó đều bị bao phủ đi vào. Ánh sáng của các loại công kích thoáng chút liền tiêu tan. Chỉ còn lại từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cái gì, thân hóa sấm sét? Đám người Nguyễn Tử Lăng chợt nhảy dựng lên. Trong mắt cũng sắp rơi xuống mặt đất. Một mảnh điện ngục sấm sét kia bao phủ nửa bầu trời mặt đất, đem tất cả cắn nuốt vào trong. Đây chính là thân hóa sấm sét của Khương gia. Toàn thân Câu Tinh Quang đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn lo lắng không yên nói. Tử Lăng công tử, người này thật sự không phải là người của Khương gia chứ? Trong lòng hắn chợt cao chợt thấp, thầm nghĩ sẽ không là Nguyễn Tử Lăng và người của Khương gia cãi nhau. Cho nên mới dẫn tới tự mình ra tay. Nếu đắc tội với người của Khương gia, vậy hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với việc lấy lòng dòng chính Nguyễn gia này. Khuôn mặt Nguyễn Tử Lăng vặn vẹo đặc biệt lợi hại, giận dữ hét. Khương Nhược Băng, ngươi là tiện nhân đáng ghét, tuyệt học của Khương gia như vậy cũng dám truyền ra ngoài. Đã lập tức trở thành chị dâu của ta, không ngờ lại ngầm sinh tình với tiểu tử này. Thật đáng chết. Trên mặt hắn co quắp một hồi,
sau đó cười gằn nói. Ha ha, Lý Vân Tiêu này chết chắc, dám học lén thân hóa sấm sét của Khương gia, 100% chỉ có một con đường chết. Thoáng cái đột nhiên tâm tình hắn trở nên tốt hơn, nếu như sớm biết rằng Lý Vân Tiêu học chiêu này, trực tiếp nói cho người của Khương gia biết, vậy không cần phải tự mình ra tay. Câu Tinh Quang ngượng ngùng nói. Tử Lăng công tử, vậy chúng ta có cần phải ra tay nữa hay không? Những thủ hạ của công tử, sắp chết rồi. Nguyễn Tử Lăng bỗng nhiên cả kinh, vội la lên. Ra tay, mau ra tay. Trên trán hắn xuất hiện mồ hôi lạnh, những người này lại là lực lượng trung kiên của Nguyễn gia. Nếu như đều chết, hậu quả thế nào hắn không dám tưởng tượng. Câu Tinh Quang khẽ lên tiếng, phất tay một cái. Một đạo kiếm quang cường đại từ trời rơi xuống, trực tiếp chém về phía trong lôi ngục. Kiếm quang đi qua nơi nào, đế khí ngang dọc, chém thiên địa màu xanh này ra. Có cường giả vũ đế ra tay. Trong lôi ngục do Lý Vân Tiêu biến thành chợt sinh ra một bàn tay, giơ lên cầm cây búa quay về phía kiếm quang kia đánh tới. Ầm, kiếm quang đánh vào phía trên cây búa, chấn động khiến vạn tia sét tản ra. Cầu Nghê Hồng chợt sụp xuống. Lý Vân Tiêu biến thành lôi ngục thoáng cái đã biến trở về nguyên hình. Cả người cùng cây búa bị chấn động rơi xuống, lọt vào trong nước. Ầm, một thủy long kinh thiên bắn lên, sau đó không thấy bóng dáng. Một nhân ảnh từ trên trời rơi xuống, trên vai mang một thanh kiếm lớn, đứng trên cây cầu gãy, lạnh lùng nhìn nước sông. Trên bầu trời, mười mấy tên cường giả vũ tôn bị lôi điện đánh trúng, bay ra xung quanh. Không ít người đã không nhìn thấy rõ hình dáng. Chỉ có toàn thân cháy đen giống như than, hơn phân nửa đã chết. Đáng chết, đáng chết. Nguyễn Tử Lăng tức giận toàn thân run rẩy, liên tục đập tay vào cây đàn cổ, trực tiếp khí nó chấn động sắp hỏng đến nơi. Hắn nhìn ra ngoài, trong mắt lộ vẻ lo lắng, nói. Câu đại thúc, Lý Vân Tiêu rơi vào bên trong con sông này, sẽ không mượn cơ hội trốn chạy chứ. Câu Tinh Quang cười nói. Tử Lăng công tử yên tâm. Nước sông này là nơi dùng để tế luyện nghê thạch, phía dưới có chừng 1000 các loại trận pháp cấm chế. Hơn nữa còn có nhị đệ của ta, Câu Nguyệt Quang trấn thủ. Nếu như hắn ở trên bờ có lẽ còn có đường sống. Xuống đến trong đó là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ầm ầm, đột nhiên trong sông xuất hiện một vòng xoáy, khiến tất cả dòng nước đều ngừng lại, chợt muốn nổ tung lên, chấn động bắn lên một thủy long, xông thẳng tới chân trời. Thân ảnh Lý Vân Tiêu ở trong thủy long như ẩn như hiện. Hừ, Câu Nhật Quang mang kiếm lớn đứng trên cây cầu gãy hừ lạnh một tiếng. Thanh kiếm lớn liền hướng về phía thủy long chém tới. Thoáng cái hắn đã chém ra mấy trăm kiếm quang, trực tiếp biến con thủy long thành hoa nước. Chỉ có khắp bầu trời có hơi nước tản ra. Nhưng trong đó lại không thấy thân ảnh Lý Vân Tiêu. Trên mặt Câu Nhật Quang hiện ra một nụ cười lạnh. Hắn cầm thanh kiếm lớn trong tay lên, vung vẩy tại chỗ. Từng kiếm quang phá không bắn ra bốn phương tám, khiến toàn bộ bầu trời bị chém tới thất linh bát lạc. Thoáng cái không trung xuất hiện hơn trăm vết nứt không gian. Cảnh tượng trông thật khủng khiếp. Thân ảnh Lý Vân Tiêu ở trên không trung không ngừng bị chém rách, lại hóa thành ánh sáng biến mất. Tất cả những gì bị chém đều là tàn ảnh, nhưng tốc độ kiếm quang càng lúc càng nhanh, từng bước tới gần thân pháp của hắn. Chém em gái ngươi, không thấy phiền sao? Lý Vân Tiêu tức giận quát một tiếng. Cuối cùng thân ảnh ngừng lại. Lãnh kiếm băng xương lại nắm trong tay. Một chiêu thiên trinh hạo nhiên kiếm quyết đánh ra nghênh đón. Ầm, kiếm khí của Câu Nhật Quang quá mạnh, khiến Lý Vân Tiêu trực tiếp chấn động toàn thân tê dại, thân thể không ngừng lui về phía sau. Không có nửa phần cơ hội thở dốc, thân ảnh Câu Nhật Quang chớp động, trực tiếp đuổi theo. Đại kiếm trong tay chưa từng dừng lại dù chỉ một chút. Trong trăm kiếm quang, hắn giơ kiếm vận khí. Một đạo kiếm quang vô cùng ngưng tụ thành, bay qua ngang trời, chặt phá hư không. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, thực lực này của Câu Nhật Quang chí ít cũng không kém Mạc Tiểu Xuyên. Nơi đây có chút quỷ dị, lấy lực lượng thần thức của hắn không ngờ không có cách nào nhận biết được tu vi của mọi người. Mà loại cảm giác quỷ dị này lại đến từ trong đáy sông kia. Đồng thời, bên trong nước sông cũng có cường giả vũ đế ẩn nấp. Vừa rồi lúc rơi vào nếu không phải hắn nhanh chóng đi ra. Hẳn đã vùi thân ở phía dưới. Xem ra vì giết ta, lại bỏ ra không ít vốn liếng. Tay trái Lý Vân Tiêu lấy ra Mộ Vân Kính, ngăn cản ở trước người. Ầm, kiếm khí trực tiếp chém vào phía trên mặt kính, trong phút chốc chia làm hai đoạn.
hơn phân nửa theo đường cũ phản chấn trở lại, một nửa trực tiếp xuyên qua thân kính, đi tới trên người Lý Vân Tiêu. Vào giờ phút này Ma Thiên Khải hiển hóa đi ra, kiếm khí chấn động ở trên khôi giáp, ma khí mây lượn quanh thân chấn động. Ma khí bị xua tan. Thân thể Lý Vân Tiêu cũng bị thương, khí huyết trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn. Một búng máu trào lên cổ họng, trong miệng là vị tanh của máu. Cái gì? Trong lòng Câu Nhật Quang thầm cả kinh, trong phút chốc ra chém lại một kiếm về phía kiếm quang phản chấn trở về, bạo phát ra một ánh sáng cường đại chói mắt, lúc này mới tránh khỏi cảnh tượng bản thân bị kiếm quang gây thương tích. Đó là cái gương gì vậy? Không ngờ có thể phản chấn công kích. Ánh mắt Câu Tinh Quang thoáng ngưng tự, lộ vẻ vui mừng, cao giọng nói. Tam đệ, nhanh chóng giết hắn, đoạt lấy bảo kính và bảo kiếm. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên thâm trầm. Câu Nhật Quang này, còn có người ở trong nước kia, cùng với Câu Tinh Quang đang ở bên cạnh Nguyễn Tử Lăng. Có ít nhất 3 gã vũ đế đang ẩn nấp ở đây. Hơn nữa thực lực bọn họ đều đặc biệt không tầm thường. Hắn muốn đi, tất nhiên không có người nào ngăn cản được. Nhưng nếu muốn giết ngược lại 3 người này, còn là khó khăn càng thêm khó khăn. Thực lực không tầm thường, nhưng khó thoát khỏi cái chết. Câu Nhật Quang đơn giản rõ ràng nói tóm tắt phun ra mấy chữ này. Trong nháy mắt thân thể chạy như bay tới, lại có kiếm quang chém xuống. Lúc này hắn đã có chút kinh nghiệm, không dám dùng toàn lực, để tránh khỏi bị bảo kính của đối phương phản chấn trở về, tấn công khiến mình trở tay không kịp. Nơi mi tâm của Lý Vân Tiêu chợt lóe lên, hồ lô tiểu kim cương bay ra, đảo mắt đã biến thành khổng lồ, một quyền đánh ra. Nắm đấm rơi vào phía trên kiếm quang kia, bạo phát ra dư âm cường đại đánh văng ra khắp nơi. Hồ lô tiểu kim cương bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Chỉ là trên nắm tay xuất hiện một khe nứt. Ngay sau đó hắn hét lớn một tiếng lại phi thân nhào tới. Lần này hắn không thi triển kim cương quyền, mà hai tay không ngừng kéo không trung, giống như người điên. Khắp bầu trời đều là quyền ảnh và tiếng không gian bị phá tan. Đây là cái gì? Trong lòng Câu Nhật Quang cả kinh, khắp bầu trời quyền ảnh kín không kẽ hở. Mỗi đòn đều giống như có một thanh huyền khí cửu giai đánh xuống. Mặc dù không có cách nào tạo thành vết thương chí mạng đối với hắn, nhưng hắn lại không thể không đỡ. Hắn cũng chợt phung tròn đại kiếm, múa ở quanh thân. Từng kiếm khí chém tới, phá vỡ quyền quang. Rất nhanh, hắn đã áp chế được quyền phong của hồ lô tiểu kim cương. Kiếm quang không ngừng trực tiếp chém ở trên người hắn, phát ra những tiếng kim loại va chạm, nhưng hoàn toàn vô dụng. Điều đó tuyệt đối không làm giảm ý chí chiến đấu của hồ lô tiểu kim cương. Hắn càng đánh càng hăng. Hơn nữa đỉnh kiếm khí kia dần dần ép tới gần thân thể. Nắm đấm hoàn toàn không thấy suy giảm. Nguyễn Tử Lăng nhìn có chút choáng váng, kinh ngạc nói. Đây là con rối sao? Hắn vốn cho rằng có cường giả vũ đế ra tay, chiến cuộc sẽ trong nháy mắt có thể kết thúc. Nhưng không nghĩ kéo dài lâu như vậy, hơn nữa nhìn bộ dạng Câu Nhật Quang dường như bắt đầu rơi xuống hạ phong. Câu Tinh Quang cũng có chút choáng váng, nói. Chắc là con rối, nhưng con rối làm sao có thể gầm lên giận dữ liên tục như vậy được. Một công tử nói, về thuật con rối ta có hiểu một chút, có đôi khi để làm cho thật một chút, sẽ đem âm ba trận pháp trộn lẫn vào. Ví dụ như loại con rối hình thú này, đem tiếng kêu của dã thú vương giả vào, có thể càng dọa người hơn. Các ngươi nhìn độ cứng thân thể hắn đi, đây tuyệt đối là nguyên liệu cửu giai làm thành, bằng không cho dù là yêu thú cửu giai cũng không có khả năng nhiều lần kề sát với kiếm khí lại bình yên vô sự như vậy được. Câu Tinh Quang cả kinh nói. Lại là nguyên liệu cửu giai. Hắn lau mồ hôi, ngượng ngùng nói. Tử Lăng công tử, người này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Ta thấy hắn có bảo kiếm, bảo kính, thậm chí lúc trước hiển hóa ra bảo giáp, tất cả đều huyền khí cửu giai. Trong lòng hắn có phần lo lắng không yên, cho dù là con cháu dòng chính của Khương gia, cũng không có khả năng có loại đãi ngộ xa hoa như vậy. Nguyễn Tử Lăng nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng cũng bối rối không yên. Hắn lại nghĩ tới Khương Nhược Băng cũng không phải là loại người không biết nặng nhẹ. Nàng dễ dàng đem thân hóa sấm sét truyền ra ngoài như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có lai lịch lớn hay sao? Lại nghĩ tới lúc ở trong tử lâu, Ninh Hàng Phong đối với chiêu thức Lý Vân Tiêu giết chết Trình Vĩnh thực sự nghi ngờ và kiêng kỵ. Vừa nghĩ vậy, hắn lập tức kinh sợ. Toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn gần như đã có thể kết luận người trước mắt này có lai lịch không nhỏ. Hắn bỗng nhiên quát lớn. Câu đại thúc,
lúc này lại đi phỏng đoán lai lịch của hắn thì đã muộn rồi. Chuyện đã làm phân nửa, người này hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, nói thật ra, hắn có lai lịch thế nào, ta cũng không biết. Ta chỉ biết, ngày hôm nay hắn nhất định phải chết. Bằng không ta và đại thúc đều gặp phiền phức. Sắc mặt Nguyễn Tử Lăng thoáng cái trở nên hòa hoãn, nói. Câu đại thúc, các ngươi trấn thủ ở Nghê Thạch này cũng hơn 15 năm tháng. Chuyện này kết thúc, ta tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp triệu hồi các ngươi trở về. Trong lòng Câu Tinh Quang chấn động, trong mắt cũng hiện ra vẻ ngoan lệ. Hắn cắn răng nói. Được, không quan tâm hắn có lai lịch thế nào, hôm nay ba huynh đệ Câu gia ta đã cùng Tử Lăng công tử cột vào trên một chiến thuyền. Một sóng nguyên khí từ trên người hắn bắt đầu nhộn nhạo. Trường bào bay lên, hắn vừa nói xong, thân ảnh chợt lóe lên. Trong nháy mắt hắn bay đến gần Lý Vân Tiêu. Chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, thoáng cái chém xuống. Cường giả vũ đế ra tay, không nói tiếng nào đã đánh xuống, chỉ mong một đòn tất sát. Trong lúc Lý Vân Tiêu hoảng sợ phát hiện, không gian xung quanh đã bị đế khí của đối phương khóa lại. Uy lực một kiếm này còn cường đại hơn nhiều so với Câu Nhật Quang. Có thể đánh rồng cùng với một đòn của Phách Thiên Hổ kia. Hắn vung bảo kính, cũng hội tụ vạn tia sáng, bắn ra ngoài, muốn chiếu vào mắt đối phương làm đối phương mất phương hướng. Mắt Câu Tinh Quang cảm thấy đau đớn. Tình huống giống hệt với lúc ám sát Phách Thiên Hổ, kiếm khí chấn động ở trên bảo kính, phát ra tiếng nổ lớn. Lực lượng khổng lồ xuyên qua thân kính chấn động ở trên thân thể Lý Vân Tiêu, đánh hắn rơi xuống dòng sông, bọt nước văng lên. Trên mặt sông chợt hiện ra một luồng ánh sáng, từ từ một trận pháp màu xanh chợt lóe lên trên mặt nước sau đó biến mất, không thấy bóng dáng. Hồ Lô Tiểu Kim Cương thấy thế, chợt hét lớn một tiếng, ngừng công kích với Câu Nhật Quang. Trực tiếp vọt về phía này dòng sông. Thoáng cái, hắn biến mất ở trên mặt nước. Hai huynh đệ Câu Tinh Quang thoáng sửng sốt một chút, nhìn khoảng trống phía trên mặt sông, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Nguyễn Tử Lăng phi thân tiến đến, vội vàng nói. Tại sao lại không đuổi theo? Đừng để cho hắn trốn thoát. Câu Tinh Quang nói. Tử Lăng công tử yên tâm đi. Trận pháp vừa nổi lên chắc là Thái Hoa Kim Phù tỏa trận phong ấn Nghê Thạch này. Lý Vân Tiêu chắc là động tới trận này, bị nhốt vào trong. Sợ là không lâu sau sẽ bị luyện hóa. Nguyễn Tử Lăng nhíu mày tới, hồ nghi nói. Ngươi tin chắc hắn sẽ bị luyện hóa hết chứ? Câu Tinh Quang cười nói. Đương nhiên, đây chính là trận chuyên môn dùng để luyện hóa Nghê Thạch. Cho dù là con rối cửu giai kia cũng sẽ bị luyện hóa. Không thể nghi ngờ, chỉ đáng tiếc là bảo bối hắn mang theo bên người. Hắn khẽ thở dài lộ vẻ tiếc nuối. Nguyễn Tử Lăng hình như vẫn không mấy yên lòng, nói. Hoàn toàn luyện hóa thành cặn bã cần bao nhiêu thời gian? Câu Tinh Quang nói. Tối đa nửa ngày là đủ, cho dù hắn may mắn có thể thoát chết được, còn có nhị đệ ta trấn thủ ở phía dưới, tuyệt đối không để xảy ra sơ sót. Tử Lăng công tử cứ yên tâm đi. Nguyễn Tử Lăng gật đầu nói. Đã như vậy, ta liền đợi nửa ngày. Câu Tinh Quang cười nói. Trên hoàng hà này có chút buồn chán, vậy không bằng Tử Lăng công tử đến trong hàn xá ngồi chơ. Ở đây cứ để tam đệ ta canh chừng là được. Nguyễn Tử Lăng liền cùng Câu Tinh Quang đi vào trong vườn quả gần đó. Câu Nhật Quang lại trực tiếp ngồi trên khoảng không bên cạnh bờ hoàng hà, lẳng lặng tu luyện. Lý Vân Tiêu bị một kiếm chấn động, rơi vào trong sông, lập tức bị một lực lượng đặc biệt quấn lấy, giống như vòng xoáy cuốn xuống tận đáy sông. Áo giáp và lực lượng kim thân trên người hắn tất cả xuất hiện, tự động hộ thể. Bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, lực lượng áp chế thần thức giống như từ đáy sông này phát ra. Hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc là vật gì, bởi vậy, hắn để mặc cho lực lượng kia cuốn sâu xuống. Rất nhanh, hắn bị dòng nước và lực lượng kia trực tiếp đẩy tới đáy sông. Lúc này, lực hút mới biến mất. Nhưng lại có một lực lượng càng quỷ dị hơn xuất hiện, từ trên không đè ép xuống. Hình như muốn loại bỏ tất cả sinh linh. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, ma thiên khải trên người lộ ra, không ngừng có ma khí cuồn cuộn, hiển nhiên đang liều mạng chống lại áp lực này, ma khí tổn hao kịch liệt. Lý Vân Tiêu đưa tay bấm quyết niệm thần chú, vài đạo phù văn bay ra, tản về bốn phương tám hướng. Nhưng chúng mới bay ra hơn 10 thước đã trực tiếp hóa thành ánh sáng nhạt tiêu tan ở trong nước. Sao, là một đại trận luyện hóa? Trận pháp gì không ngờ mạnh như thế. Lý Vân Tiêu lộ vẻ kinh ngạc,
trong nháy mắt hắn đoán được công hiệu của trận pháp này. Chỉ có điều hắn vẫn cảm thấy giật mình trước uy lực của nó. Ngay cả loại chiến y như ma thiên giáp cũng có phần không chịu nổi. Cổ quái, một con sông chảy êm đềm, bên trong tại sao lại có thể có đại trận giết người như vậy? Lý Vân Tiêu trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu cảm ứng lòng sông này. Lực lượng kỳ lạ áp chế đối với thần thức lại truyền đến. Hắn liền bơi dọc theo phương hướng kia, rất nhanh liền thấy một đống kiến trúc bằng đá. Chính là trận pháp đơn giản khai thông năng lượng. Mà ở trung tâm của trận pháp là một mô hình đàn tế, chỉ cao chừng nửa người. Phía trên đặt một khối đá bình thường, bày biện có phần đẹp mắt. Nhưng vừa nhìn xuống, liền có một loại cảm giác kinh hãi. Trên tảng đá kia có vẻ bắt mắt, đập vào trong mắt có loại cảm giác mê huyễn. Tâm thần Lý Vân Tiêu chấn động, tầm mắt bắt đầu có phần mệt mỏi, nhìn không rõ. Đột nhiên trong linh hồn truyền đến tiếng hô đầy chấn động của yêu long. Hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trong lúc hoảng sợ, hắn vội vàng thi triển ra đồng thuật. Từng lực lượng tinh thần khuếch tán ra, ngăn cản lực lượng kỳ quái khác thường kia lại. Lấy khả năng của hắn, không ngờ lại thiếu chút nữa bị tảng đá kia nhiếp hồn. Trong lòng hắn kinh hãi thế nào có thể tưởng tượng ra được. Tảng đá kia có điều cổ quái, ngay cả ta cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Yêu Long cả kinh nói. Đại trận giết người kia hẳn là vì đối phó với tảng đá đó, mới được thiết lập ra. Hai tay Lý Vân Tiêu bấm quyết niệm thần chú, con mắt thứ ba cũng đột nhiên mở ra. Ba con mắt tạo thành hình dạng khác biệt, lực lượng trực tiếp xuyên qua hòn đá kia, giống như muốn nhìn thấu nó. Hòn đá kia hình như có phát giác, ngay thời điểm có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời, lộ ra hình dáng thực, một lực lượng khó hiểu đã ngăn cản thần thức đồng thuật này, đồng thời theo phương hướng tra xét phản chấn trở lại. Lực phản chấn này rất nhanh, tới mức khó có thể tưởng tượng được. Gần như chỉ trong nháy mắt đã tới nơi, trực tiếp phá vỡ đồng thuật trận trước người Lý Vân Tiêu, bắn vào trong thiên mục thái cổ ở chỗ mi tâm của hắn. A! À, trên trán Lý Vân Tiêu bị lực lượng kia chấn động, phát ra tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt linh đài thức hải loạn thành một đoàn, hắn giống to mấy tiếng, thân thể lăn lộn ở trong nước, hình như thống khổ không chịu nổi. Lý Vân Tiêu! Yêu Long khiếp sợ không thôi, vội vàng đọc thanh tâm chú ngữ. Từng âm thanh cổ quái từ trong thân thể hắn phát ra, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Câm miệng, đồ côn trùng hỗn huyết rác rưởi nhà ngươi. Lý Vân Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, trong đôi mắt biến thành một mảnh tối đen, cả người hoàn toàn bị ma hóa. Trên da xuất hiện từng ma văn màu đen, hai mắt hắn dừng ở trên hòn đá kia, dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn bỗng nhiên mừng rỡ, cười như điên nói. Ha ha, nghe thạch không ngờ là nghe thạch. Thật đúng là đạp hỏng giày sắt không tìm được, không uổng công sức lại đến tay. Xem ra ta mới là chân mạng chúa tể. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động, đi từng bước một về phía nguyên thạch. Đột nhiên có lực vô hình ngăn cản hắn, Lý Vân Tiêu dùng sức tiến tới, lại trực tiếp bị đánh bay ra. Thân thể ở trong nước liên tục lăn lộn. Đây là trận pháp quỷ gì vậy? Lý Vân Tiêu kinh ngạc không hiểu, thời khắc này dáng vẻ của hắn đã phát sinh biến hóa, hoàn toàn là bộ dạng đế giả. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn cũng không hoàn toàn biến mất, chỉ là đóng thật chặt, còn có máu tươi tràn ra. Có nghe thạch ở đây, tất cả thần thức bị che đậy. Xem ra chỉ có thể lấy lực phá trận. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ ra hung quang, hắn đi phía trước, hai tay đặt ở trước người chậm rãi kết ra ấn quyết cổ quái. Dần dần một ảo ảnh màu đen xuất hiện ở phía sau người hắn. Theo quyết ấn của hắn, ảo ảnh màu đen kia cũng đánh một chưởng kích từ trên xuống. Ào ào. Tiếng nước chảy không ngừng, theo cự chưởng của bóng đen đánh ra, dâng tới trận pháp xung quanh hòn đá kia. Chưởng pháp đánh ra rất nhiều ma khí, ầm ầm lao lên. Trong trận pháp xung quanh hòn đá kia hiện ra một đạo thanh quang, đỡ lấy tất cả khí tức bên ngoài, khiến chúng hoàn toàn không có cách nào xâm nhập được. Cái gì? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên dữ tợn. Sau khi do dự một chút, hắn đưa tay phải ra, bắt đầu không ngừng phát động giới thần bi đang lơ lửng ở phía trên đan điền. Hắn muốn lấy ra, đập nát trận pháp này trước mắt. Nhưng thời gian trôi qua từng giờ, sau khi hắn đau khổ thi triển một lúc vẫn không có kết quả, lập tức nổi giận mắng. Đáng chết, trong người có nhiều thứ tốt như vậy, không ngờ một cái cũng không cho ta sử dụng. Đại trận giết người ở đây rất mạnh, nếu như ngươi không phối hợp với ta, cả hai người chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ.
nhưng mặc cho hắn chửi mắng thế nào, huyền khí trong cơ thể Lý Vân Tiêu, cho dù là một thứ cũng không sử dụng được. Đáng chết, bản tọa chính là ma chủ, ta cũng không tin không phá được trận này. Ma đầu gầm lên vài tiếng đầy giận dữ, giơ tay phải lên thật cao. Một đám ma khí ở trong tay hóa thành một thanh trường thương, từ từ tích góp năng lượng, khiến thân thương dần dần trở nên thực chất, từng vòng năng lượng từ bên trong nhộn nhạo mở ra. Thanh, tính, liệt, phế. Ma đầu tập trung ma nguyên lực toàn thân vào thân thương. Mỗi lần hắn đọc lên một chữ, liền có một đạo ma văn hiện trên thương tan biến. Trong phút chốc rốt cuộc dẫn tới Trường Giang và Hoàng Hà lưu chuyển, cuồn cuộn nổi lên hàng nghìn đợt sóng, uy thế chấn động tới tận đáy sông. Ma chủ phá giết. Ma thương màu đen ở trong tay hắn được ném mạnh ra ngoài. Ma khí chấn động cả con sông dài, khiến cho thiên địa biến đổi dị thường. Nước ở trong sông đã hoàn toàn biến thành màu đen. Thạch trận cực lớn dưới một thương của hắn phát ra âm thanh bị nghiền nát. Đá vụn giống như huyền binh lăn lộn ở đáy sông, bắn ra bốn phía. Một lực lượng cực lớn trong chớp mắt phá trận đã phản chấn trở về, trực tiếp đánh vào thân thể ma đầu. Hắn chợt mạnh phun ra một ngụm máu lớn. Máu cũng là màu đen. Không tốt, không ngờ trận pháp này không phải là sát trận kia. Sắc mặt ma đầu đại biến, đột nhiên cảm thấy một lực lượng hủy thiên diệt địa phủ xuống. Chính là khí tức hung sát lúc trước. Đáng chết, lại là ngoài trận có trận. Ma đầu liên tục gầm lên giận dữ. Đáng tiếc khí lực của hắn sau một đòn kia đã tiêu hao hết sạch, không còn có khả năng chống đỡ. Vào giờ phút này màu đen trong mắt chậm rãi biến mất. Sắc mặt Lý Vân Tiêu dần dần khôi phục lại. Lúc hắn lại mở mắt ra, là một mảnh yên tĩnh. Hắn hử nhẹ nói. Cho ngươi làm loạn, động tới sát trận rồi bỏ chạy. Đúng là đồ thành sự không đủ bại sự có thừa. Lúc này, ở bên trên cầu gãy nghê hồng N, Câu Nhật Quang mở to hai mắt, kinh hãi nhìn nước trong sông không ngừng nổi sóng lớn. Còn có nước sông chậm rãi biến thành màu đen, một lượng lượng khủng khiếp từ phía dưới truyền lên, khiến sâu bên trong linh hồn hắn trở nên lạnh giá. Vèo, một luồng ánh sáng chạy như bay tới, đó chính là Câu Tinh Quang và đám người Nguyễn Tử Lăng. Câu Tinh Quang cau mày. Trên mặt lộ vẻ không hài lòng, nói. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì mà khẩn cấp triệu hoán ta như vậy? Lẽ nào tiểu tử kia còn có thể không bị gì sao? Cái này, nước sông này. Nguyễn Tử Lăng hoảng sợ nhìn, cả kinh nói. Câu đại thúc, thật sự không thành vấn đề chứ? Sắc mặt Câu Tinh Quang cũng đại biến, dừng ở phía dưới một hồi, mới nói. Nhất định là tiểu tử kia ở phía dưới đang hấp hối dẫy giụa. Lúc này mới dẫn động Thái Hoa Kim Phù tỏa trận. Sát khí tất nhiên sẽ hiện ra, chỉ có điều. Hắn hồ nghi nói. Lực lượng kinh người màu đen này, vượt xa thực lực của tiểu tử kia. Đây là chuyện gì? Nguyễn Tử Lăng liếm môi khô, nói. Đại thúc nói xem, hắn có thể phá vỡ trận pháp, hoặc cũng phá hỏng nghê thạch hay không? Hắn nghĩ đến khả năng này, sợ đến mức toàn thân run rẩy. Nếu có hậu quả như vậy, sợ rằng hắn cũng không thể gánh nổi trách nhiệm. Ha ha, Tử Lăng công tử quá lo rồi. Câu Tinh Quang đầy tự tin nói. Tuy rằng tiểu tử này có chút cổ quái, nhưng nếu nói có thể phá vỡ Thái Hoa Kim Phù tỏa trận, hoặc là phá vỡ nghê thạch, đó chính là chuyện nực cười. Hắn cười nói. Tử Lăng công tử đã quên mất lai lịch của nghê thạch này rồi sao? Năm đó trong lúc vô ý lão thành chủ đoạt được nó. Lấy tu vi kinh thế của người. Còn bị nghê thạch này ảnh hưởng, tính tình trở nên vô cùng điên cuồng. Sau lại nghĩ mọi biện pháp phải nhìn lén bí mật của nghê thạch nhưng vẫn không thể được. Lúc này người mới mời cao thủ đương đại bầy này Thái Hoa Kim Phù tỏa trận, đặt ở vị trí cách phía bắc thành Hồng Nguyệt hơn 200 dặm, bảo huynh đệ ba người chúng ta trấn thủ. Nếu như tiểu tử kia có thể phá trận phá đá, vậy chuyện của lão thành chủ năm đó thật sự trở thành một chuyện cười rồi. Nguyễn Tử Lăng nghe hắn nói như vậy, lúc này mới yên lòng, nói. Ta cũng có nghĩ tới, sở dĩ lão thành chủ thoái vị sớm như vậy, cũng là do bị khối nghê thạch này ảnh hưởng, tặng chức thành chủ cho Khương Sở Nhiên, từ đó về sau không có tin tức. Trong mắt hắn sinh ra một hận ý, nói. Nếu như lão thành chủ không đi, chuyện năm đó, có lẽ Cổ Phi Dương đã trực tiếp chết ở thành Hồng Nguyệt, Nguyễn gia ta cũng sẽ không bị dẫn đến tình cảnh nhân tài thiếu thốn như hiện tại. Câu Tinh Quang cười làm lành nói. Tử Lăng công tử không cần đau buồn. Chẳng có lúc tròn lúc khuyết, không có gia tộc nào vĩnh viễn cường thịnh,
Nguyễn gia trải qua nhiều năm giấu tài như vậy, hiện tại có hai vị Tử Mậu công tử và Tử Lăng công tử, tương lai tất sẽ thành vị đệ nhất đại thế gia tại thành Hồng Nguyệt. Ừ, chỉ mong như vậy. Nguyễn Tử Lăng nói. Nghe đại thúc vừa nói, ta cũng vững tin, Lý Vân Tiêu chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại thời gian không còn sớm, ngày mai đại ca của ta sẽ ở Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu mời quần anh tụ hội, một lần tranh đấu với anh hùng thiên hạ. Ta cáo từ trước, chuyện ở nơi đây nếu như có thay đổi, phải báo cho ta biết trước tiên. Câu Tinh Quang cười nói. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có biến hóa gì. Ba huynh đệ chúng ta trấn thủ nơi đây quá lâu, hy vọng Tử Lăng công tử có thể chu toàn nhiều mặt, điều chúng ta rời đi. Nguyễn Tử Lăng nói. Được rồi, chuyện này ta sẽ cố gắng hết mức chu toàn. Trong lòng hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã diệt trừ được tên sát tinh kia đi. Phiền toái duy nhất là chết quá nhiều vũ tôn, không tiện ăn nói với bề trên. Cũng may thực lực thành Hồng Nguyệt hùng hậu, cũng không ảnh hưởng quá lớn. Phía dưới nước sông chảy xiết, khí lưu hung ác di chuyển, sát khí ép hồn phách. Trong nước tất cả sinh linh trong nháy mắt đều mất đi tính mạng, trở thành một nơi hẳn phải chết. Lý Vân Tiêu đoạt lại quyền khống chế thân thể, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, lẩm bẩm. Trận pháp này đủ để xếp vào thiên hạ nhất lưu bên trong sát trận. Lẽ nào cũng là vì khối đá gọi là nghê thạch này. Ngay cả ma đầu thấy khối đá này cũng hưng phấn như vậy. Xem ra nếu không lấy đi, thật có lỗi với bản thân. Trên người hắn, ánh sáng bất diệt kim thân chớp động, thân thể ở đáy nước bước thật nhanh về phía trước, tính loại bỏ tảng đá có phần trơn nhãn trên tế đài. Đột nhiên trong nước, một đạo công kích lấy tốc độ cực nhanh phóng tới, ngăn cản đường hắn đi tới trước. Lý Vân Tiêu chợt xoay người. Lãnh kiếm băng xương nắm trong tay, một kiếm vung lên. Trảm Long kiếm quyết ứng phó, ra tay, chém nghênh về phía luồng ánh sáng kia. Ầm ầm, hai công kích ở đáy nước phá ra, hóa ra một vòng xoáy, lưu chuyển nhanh chóng. Tảng đá này quả nhiên là then chốt, đồng thời cũng nguồn gốc năng lượng của nguyên trận. Phải lấy xuống thế nào đây? Lý Vân Tiêu thoáng cái rơi vào chỗ khó xử. Càng tới gần nghê thạch, lực lượng tất sát lại càng mạnh mẽ. Nhưng mặc dù hắn không tới gần, trận pháp này đã vận chuyển, sợ là sớm muộn cũng sẽ ép hắn tan thành mây khói. Nước sông xung quanh chảy xiết, đã thành lợi khí giết người của trận pháp. Trong nước ẩn chứa sát khí vô tận, nhẹ nhàng tiến vào. Nếu không phải hắn có bất diệt kim thân mạnh mẽ chống đỡ, sợ đã thành hàng tỷ sợi thịt. Nước này, vừa nãy cũng không có cảm giác áp bách sắc bén như vậy. Hiện tại lại càng lúc càng mạnh, chuyện gì xảy ra vậy? Thời điểm ma đầu kia phá thân, bên trong trận đã bắt đầu vận chuyển. Loại sát trận này ở dưới mỗi lần cố gắng công kích, không để ý sẽ càng lúc càng mạnh. Lý Vân Tiêu kinh hãi. Nếu như để mặc trận pháp vận chuyển tiếp, hắn nửa thành bất diệt kim thân cũng không thuần thục, sợ rằng không thể cầm cự được bao lâu. Sát trận này hung tàn, để Lý Vân Tiêu nhất thời hết đường xoay sở. Hắn ngược lại không gấp, chỉ là có chút bó tay không làm gì được. Bất diệt kim thân không chống đỡ nổi, hắn có thể trốn vào trong giới thần bi. Đó là nơi tuyệt đối an toàn. Vấn đề chính là làm sao lấy được nghê thạch này. Phía xa dần dần có một vật trôi qua. Hắn tập trung mắt nhìn lại. Hóa ra là hồ lô tiểu kim cương. Ở trong sông nước này nó cũng đang không ngừng giãy giụa, vùng nắm đấm loạn ra xung quanh, bộ dạng đặc biệt vụng về. Phía ngoài thân thể bị sát khí đè ép đã biến hình. Huyền khí cửu giai cũng không ngăn cản được sao. Lý Vân Tiêu thất kinh, tinh thần lực tản ra, triệu hồi hồ lô tiểu kim cương kia trở về, thu vào bên trong giới thần bi. Yêu Long đột nhiên nói. Lý Vân Tiêu, người có nhớ một đòn khuynh lực vừa rồi của ma đầu kia không? Đầy sông ma thủy, khí tức sông lên tới mặt sông. Lý Vân Tiêu tâm niệm vừa động, nói. Ngươi là có ý nói, ma khí ăn mòn nước sông này, cho nên sát lực của trận pháp giảm mạnh. Đúng vậy, hoàn toàn có khả năng này. Một tay hắn bấm quyết niệm thần chú, trầm giọng quát. Ma đầu, lúc trước không phải ngươi nói hai người không phối hợp cùng nhau hợp tác, chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao. Thế nào mà đến bây giờ đến phiên ngươi phối hợp, ngươi lại trốn đi? Lẽ nào chỉ biết thể hiện bằng miệng, bảo người khác phối hợp với ngươi? Hắn la hét mấy tiếng, mới có một giọng nói lạnh như băng từ trong thân thể truyền tới, nói. Bản tọa sẽ không ích kỷ như các ngươi, muốn ma nguyên lực của ta, cứ việc lấy đi, có thể lấy được bao nhiêu, vậy phải xem bản lãnh của ngươi thế nào.
Ha ha! Ma đầu cười không dừng. Trong khoảnh khắc, rất nhiều ma khí từ trên người Lý Vân Tiêu tuôn ra, bắt đầu ma hóa thân thể hắn. Chân mày Lý Vân Tiêu thoáng nhíu lại, cười lạnh nói. Cho rằng như vậy có thể lại ma hóa ta sao? Hai tay hắn nhanh chóng bấm quyết niệm thần chú. Từng ma nguyên lực ở trong tay kết ra các loại đồ án, đánh bay ra ngoài nước sông. Trong phút chốc nước xung quanh đều bị nhuộm thành màu đen. Khí tức hung sát kia quả nhiên giảm mạnh. Ma đầu liên tục kinh sợ, gào thét nói. Làm sao có thể, ngươi làm sao học được ma công của ta? Ngươi học được ở đâu? Lý Vân Tiêu thi triển ra chẳng qua là một chút ma quyết đơn giản. Chỉ cần đem ma khí trong cơ thể tuôn ra thông qua thân thể khai thông đánh ra là được. Ma đầu kia trong lúc kinh sợ, muốn chặt đứt việc cung cấp ma nguyên, lại phát hiện đã quá muộn. Ma nguyên lực quanh thân bắt đầu do Lý Vân Tiêu nắm trong tay. Sau một đòn vừa rồi, hắn đã cực kỳ suy yếu. Lúc này hắn căn bản không có sức cướp giật quyền khống chế ma nguyên. Không ngờ ma nguyên lực này cường đại như vậy. Trong cơ thể Lý Vân Tiêu lưu chuyển ma nguyên, lập tức cảm nhận được loại lực lượng này cường đại vô cùng, hết lần này tới lần khác gột rửa thân thể của hắn. Hắn chợt bắt đầu tự mình luyện hóa thân thể. Bên trong thức hải của hắn bất chợt hiện ra bộ xương khô do chân ma pháp tướng lưu lại. Trong nháy mắt hắn cảm thấy trong đầu chấn động, một lực lượng mơ hồ hỗn độn che mờ tất cả thần thức của hắn. Toàn bộ thiên địa một mảnh u ám, nhật nguyệt không có chút ánh sáng nào. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt, chỉ có điều yếu quyết chân ma pháp tướng thoáng hiện, dẫn tới hiện tượng kỳ lạ như vậy, khiến hắn vội vàng khí định ngưng thần, vận dụng thần dịch lực. Lúc này chỉ có loại lực lượng này mới có khả năng đối đầu với ma nguyên tiến vào cơ thể. Thần dịch lực dọc theo lục mạch, xông thẳng tới mi tâm. Cảnh tượng trước mắt u ám trong nháy mắt bị nghiền nát. Trong phút chốc xung quanh lại trở nên sáng ngời. Nhưng ma nguyên dị lực trong cơ thể sau khi được dẫn động bắt đầu tự mình vận chuyển, không bị Lý Vân Tiêu khống chế, tản ra từng lực lượng sinh sôi không ngừng, chấn động kỳ kinh bách mạch, gột rửa ngũ tạng lục phủ. Lực lượng có hiệu quả ăn mòn cường đại như vậy, không ngờ có thể diễn sinh ra sức sống mãnh liệt như vậy, quả nhiên là hữu vô tướng sinh, sinh tử phối hợp. Lý Vân Tiêu khiếp sợ không thôi, nếu đã bắt đầu, hắn cũng không có ý định dừng lại. Hắn bắt đầu căn cứ vào yếu quyết chân ma pháp tướng để tu luyện. Huống hồ ma công thoáng hiện, ý niệm sinh động, cũng tự mình diễn biến. Thân thể bắt đầu dần dần phát sinh tình trạng dị thường. Chân ma pháp tướng, không ngờ là chân ma pháp tướng. Ở trong người, giọng nói của không ngừng gào thét, chỉ là càng lúc càng yếu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lý Vân Tiêu tự nhiên không để ý tới ma đầu. Một lực lượng khổng lồ từ trong đan điền lan ra, hóa giải gông cùng xiềng xích trong cơ thể, sinh ra lực lượng không ngừng lưu chuyển từng vòng ở trong người. Một chút khí tức sáng ngời hiện lên ở trong góc linh đài thức hải. Tất cả yếu quyết chân ma pháp tướng không ngờ thông hiểu đạo lý. Thanh, tính, liệt, phế. Trong miệng Lý Vân Tiêu bắt đầu phun ma văn, sắc mặt trang nghiêm ngưng trọng. Sau thân thể bắt đầu hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay. Có gương mặt màu xanh đen, lạnh lùng. Có gương mặt màu đỏ phẫn nộ. Bốn cánh tay ở trên không trung không ngừng vung lên, cuối cùng cũng theo bản thể Lý Vân Tiêu thi triển quyết ấn tương tự, đặt trước ngực. Hai pháp tướng khác mới dần dần ổn định, trên mặt khôi phục lại sự bình tĩnh. Từng vòng ma nguyên lực từ trên thân thể trở nên nhộn nhạo. Khi nước sông xung quanh đều hóa thành màu đen, sát trận hung dữ lệ khí quả nhiên giảm mạnh gần như không còn. Như vậy có lẽ có thể lấy được nghê thạch. Lý Vân Tiêu chợt mở mắt ra. Hai pháp tướng khác cũng đồng thời trợn mắt, ánh mắt lạnh như băng. Hai mắt trên chân thân hóa thành mặt trăng máu, bắn ra tinh thần lực cường đại. Thân thể hắn theo không gian vặn vẹo, lập tức biến mất, muốn trực tiếp thuấn di đến phía trên nghê thạch, lấy nó đi. Ầm ầm, toàn bộ đáy sông chấn động. Không gian phía trên nghê thạch vừa chuyển động, mấy đạo cường quang từ phía xa trong nháy mắt tập kích tới, trực tiếp chém nát không gian kia, đánh vào bên trong hư không. Xung quanh nghê thạch khôi phục lại một mảnh yên tĩnh. Sau đó ở cách đó hơn 10 thước, không gian thoáng biến đổi. Thân thể Lý Vân Tiêu xuất lên, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi, khóe miệng vẫn có một tia máu chảy ra. Trong mắt hắn mang theo một tia lệ khí, cả giận nói. Trận quy tắc bốn mùa trấn giữ ở vương tọa Bất Lão Sơn còn không giết chết được ta, ta không tin sát trận còn con này còn có thể lấy mạng của ta. Hai tay Lý Vân Tiêu bấm quyết niệm thần chú, lấy giới thần bi ra.
đáy sông hóa thành một ngọn núi nhỏ, ép tới không gian phía trên nghê thạch. Thái Hoa Kim Phù tỏa trận chợt phát ra những tiếng ào ào. Toàn bộ đáy sông đều cuộn trào chấn động, không trung phía trên nghê thạch hội tụ, xuất hiện vòng xoáy, tập trung tất cả lực lượng của cổ trận trong con sông này, chống lại lực lượng của thế giới giới thần bi. Trận pháp kia tuy mạnh, nhưng cũng không ngăn cản được lực thế giới cắn nuốt, đang không ngừng giảm đi. Nhưng mà, vào giờ phút này nghê thạch lại xuất hiện biến hóa, tản ra từng luồng sáng mờ, bổ sung đến bên trong trận thế. Trong nháy mắt khiến lực thế giới bị đứng yên, toàn bộ đáy sông biến thành một dải cầu vồng năm màu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khẽ biến đổi, lực lượng của nghê thạch và đại trận giết người vẫn vượt quá dự tính của hắn. Giới thần bi tuy rằng phát huy lực lượng có hạn, nhưng đây chính là lực lượng của một thế giới hoàn chỉnh, giống như lực lượng va chạm của thế giới. Không ngờ vẫn bị trận pháp này ngăn cản, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta xem ngươi còn có thể ngăn cản tới trình độ nào. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện ra một tia sát khí, hai pháp tướng khác đồng thời lộ ra sát khí, sáu bàn tay bấm ra các quyết ấn khác nhau. Trong thân thể chợt bay ra năm luồng ánh sáng, phát ra lực lượng ẩn chứa khí tức cường đại, đánh văng nước sông màu đen xung quanh đó. Từ từ rơi vào năm bàn tay của hắn chính là lãnh kiếm băng xương, đại bi mộ vân bảo kính, cây búa, chuông hoàng triều, thiên thu phách đao. Một tay hắn bấm bí quyết, năm tay còn lại đều cầm một huyền khí, bắt đầu rót lực lượng vào trong đó. Một uy áp khủng khiếp được đẩy ra bốn phương tám hướng. Ngoại trừ thiên kiếm đổ bắc thiên hàn tinh kiếm ra, tất cả bảo bối mang tính công kích của hắn đều được lấy ra ra. Yêu Long kinh hãi nói. Đồng thời thi triển năm món huyền khí, còn đồng thời khống chế giới thần bi. Ngươi điên rồi sao, chỉ một lát sẽ đánh tan tinh, khí, thần của ngươi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng, cười gằn nói. Ngươi không cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Một cánh tay hắn vung mạnh mộ vân bảo kính. Lập tức có một ánh sáng chiếu ra ngoài, ở cách nghê thạch vài thước, gặp phải lực lượng vô hình, trực tiếp đẩy kính quang bắn về phía xa. Cong! Chuông hoàng triều hồi lâu chưa từng được vận dụng đánh ra lực lượng sóng âm cường đại, chấn động tới mức toàn bộ đáy sông đều chấn động nhộn nhạo. Âm kích đi về phía trước đẩy ra sóng nước, giống như sóng biển từng đợt ép tới phía trước. Sau đó, trên cây búa hiện ra này một chữ nòng nọc màu vàng. Từng lôi điện lực lóe lên. Một cánh tay giơ lên thật cao sau đó chợt đập xuống. Một mảnh lôi điện ngục hiện lên, thế như trẻ che nhằm về phía nghê thạch. Lãnh kiếm băng xương, thiên thu phách đao đều đồng thời rót nguyên lực cường đại vào, đang không ngừng run rẩy. Đao quang kiếm khí chiếu rọi lẫn nhau, đồng thời chém ra. Năm món huyền khí cửu giai, còn có giới thần bi đồng thời bạo phát ra, lập tức dẫn động nước sông phát sinh hiện tượng kỳ lạ, giống như bị đun sôi. Còn có uy áp của mấy món huyền khí. Lấy Lý Vân Tiêu và Nghê Thạch làm hai điểm đầu mút tạo thành một con đường. Toàn bộ nước sông tách ra thành hai mảnh, từ đáy sông bắt đầu tách ra. Một hồi đất rung núi chuyển, lộ ra dải đất chân không. Chuyện này, một tiếng kêu kinh hãi vang lên ở nơi nào đó dưới đáy sông. Hai con mắt giống như mắt chim ưng chợt mở ra, đầy vẻ kinh hãi và khiếp sợ. Câu Nguyệt Quang trấn thủ ở đáy sông này hơn 10 năm, chưa từng thấy qua hiện tượng dị thường như thế. Hắn chợt chém ra một đao quang vào nước sông, thân ảnh trong nháy mắt lao về phía nơi xảy ra chuyện. Tại khoảng không trên mặt sông, hai người Câu Nhật Quang và Câu Tinh Quang đều kinh sợ ngây ra như tượng gỗ, trơ mắt nhìn nước sông kia tách ra thành hai nửa. Sau đó chân ma pháp tướng Lý Vân Tiêu ba đầu sáu tay lộ ra ở trước mặt bọn họ, từng bước một tiến về phía nghê thạch. Sáu món huyền khí hợp lực, không ngừng đánh thẳng vào Thái Hoa Kim Phù tỏa trận. Giới thần bi điên cuồng trấn áp xuống. Năm lực lượng của huyền khí cửu giai còn lại đang xoay ở xung quanh, từng đợt đánh thẳng vào nghê thạch. Cuối cùng trận pháp xuất hiện dấu hiệu bị nghiền nát, sự cân bằng thoáng cái đã bị phá hỏng, lực lượng cuồng bạo lập tức mang theo tất cả. Hai bên nước sông bị tách xa giống như dã thú phóng lên cao tới mấy trăm trượng, che khuất bầu trời. 3. Cuối cùng một tay Lý Vân Tiêu nắm lấy nghê thạch, chợt một lực vô cùng tuyệt phách từ trong lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể. Giống như một thanh lợi đao chạy dọc theo kinh mạch, muốn cắt hắn thành mảnh nhỏ. Mẹ ngươi, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Sau khi thi triển sáu món huyền khí, tinh, khí, thần toàn thân hắn vốn đã không còn một mống. Lúc này hắn lại bị lực lượng cường đại chẳng biết là loại nào mạnh mẽ rót vào, không chỉ có vô cùng cường đại, còn thống khổ vạn phần.
Lý Vân Tiêu đau tới mức khóe mắt như muốn nứt ra. Trong hai mắt thoáng chốc có một chút lực lượng tuôn ra, di chuyển không gian, trực tiếp đem khối nghê thạch vừa bị chấn động, ném vào giới thần bi. Ầm. Ở đáy sông vừa mất đi nghê thạch, toàn bộ lực lượng không gian quái dị chợt biến mất. Trong nháy mắt sóng biển kinh thiên rơi xuống, phủ lên dải đất chân không bị tách ra, bắt đầu quay về đáy sông. Giống như hai cái đập nước trong nháy mắt sụp xuống, đè ép lẫn nhau. Lực lượng cường đại bắt đầu khởi động, toàn bộ bầu trời gần cầu Nghê Hồng xuất hiện cảnh tượng mưa rầm kỳ lạ. Tất cả vườn trái cây nông trang đều bị hủy diệt, mặt đất nứt ra. Lý Vân Tiêu cảm giác kinh ngạc bội phần, nguyên bản tinh khí thần tiêu hao không còn sau khi nắm lấy nghê thạch, dĩ nhiên chiếm được bổ dưỡng nhất định, đều là hiện tượng do cổ lực lượng quái dị tạo thành. Thân thể hắn bị sóng cuồng ép vào trong nước bay đi, một vòng xoáy to lớn lập tức xuất hiện, cuốn hắn không ngừng xoay tròn. Sáu món huyền khí sau khi mất đi khống chế, trong nháy mắt hóa thành sáu đạo quang mang nhảy vào trong cơ thể hắn, chân ma pháp tướng cũng trong khoảnh khắc tiêu thất, khôi phục lại dáng dấp bình thường. Lôi thủy nhất đao. Một cổ sát khí bén nhọn truyền đến, vòng xoáy đột nhiên bị chém ra, vô biên đao mang ở trong nước xuyên toa, đem Lý Vân Tiêu bao bọc vây quanh, rảo sát mà đến. Trong đao mang đế khí tung hoành, căn bản vô pháp thuấn di mà chạy, dưới tình thế cấp bách. Tay phải nắm Mộ Vân Bảo Kính tế ra, tay trái bắt đầu bấm tay niệm thần chú, Mộ Vân Bảo Kính chợt một phân thành hai, hai hóa thành bốn, ở bốn phía thân thể hắn xuất hiện hơn 10 cái mặt kính, thân thể đã ở dưới kính quang chậm rãi tiêu thất, ẩn trốn. Bang 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 bang, vô số đao mang chém tới, đánh vào trên mặt kính này, lượng lớn bị bắn ngược trở lại, nhưng là dư lực còn lại xuyên thấu mà qua, ở trong kính trận tàn sát bừa bãi. Đang đang. Trong hư không ẩn nấp bị đao mang chém trúng, thân thể Lý Vân Tiêu hiện ra, mà thiên giáp hiện ra thân thể to gấp mấy lần, đem đao khí cướp đoạt. Tựa hồ đã bị ma nguyên chi lực ảnh hưởng, uy lực của áo giáp này cũng so với lúc trước càng thâm sâu hơn. Phốc, toàn bộ mặt kính đều ở dưới đao mang này chấn vỡ, Lý Vân Tiêu cũng bị phản chấn ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, một ngụm tiên huyết phun tới, tan ra ở trong nước. Ngươi là người phương nào? Dĩ nhiên phá Thái Hoa Kim Phù tỏa trận, lấy đi nghê thạch mau chóng buông bỏ chống cự, theo ta đi gặp Hồng Nguyệt thành chủ. Trong nước thân ảnh của Câu Nguyệt Quang hiện ra, trong mắt tinh mang chớp động nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, muốn đem thiếu niên này hoàn toàn thấy rõ. Trong Câu gia tam huynh đệ Câu Nguyệt Quang thực lực mạnh nhất, tâm tính kiên định nhất, vẫn luôn ở đáy nước tiềm tu, làm người thủ hộ đại trận. Hắn đồng dạng cũng minh bạch chỗ đáng sợ của trận pháp này, lúc này trên mặt tuy rằng băng lãnh, nội tâm cũng là một trận hoảng sợ. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, đem giới thần bi ném ra, lập tức hóa thành đại sơn đứng vững chân áp tại đáy sông, chấn ra từng đạo ba đào. Trong bia này tự thành thế giới, nếu là muốn cho ta cùng đi với ngươi, đi a, có bản lĩnh đi tới bên trong bắt ta a. Lý Vân Tiêu hài hước nở nụ cười một chút, liền hóa thành một đạo quang mang nhảy vào bên trong giới bi. Câu Nguyệt Quang mở to trong mắt, cả kinh nói. Cái gì, tự thành thế giới, hừ, tự thành thế giới đây chẳng phải là siêu phẩm huyền khí sao? Hắn không tin lại gần đi lên, thần thức ở trên giới thần bi đảo qua, lại phảng phất như dòng nước gặp biển rộng, đều bị thôn phệ đi vào. Thôn phệ thần thức, quả nhiên có chút môn đạo, tuy rằng ta không tin lời nói tự thành thế giới vừa rồi, nhưng tiểu tử kia hình như đã thực sự tiêu thất. Sắc mặt Câu Nguyệt Quang trở nên âm trầm bất định, đột nhiên tiếng nước chảy róc rách. Lưỡng đạo thân ảnh rơi xuống, chính là Câu Tinh Quang và Câu Nhật Quang, hai người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Câu Tinh Quang sợ hãi nói. Nhị đệ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vừa rồi có phải là ta hoa mắt rồi không? Ta dĩ nhiên thấy được Lý Vân Tiêu lấy xuống nghê thạch. Câu Nguyệt Quang nhìn hắn một cái, ngưng thanh nói. Đại ca nếu đã thấy, không cần hoài nghi ánh mắt của chính mình. Người này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Dĩ nhiên có thể phá vỡ Thái Hoa Kim Phù tỏa trận, lần này thật sự là chọc thủng trời rồi. Câu Tinh Quang mồ hôi lạnh nhễ nhại, vội vàng đem ngọn nguồn sự tình nói lại một lần, há hốc mồm nói. Ai có thể ngờ được hắn có bản lĩnh bực này. Trên mặt Câu Nguyệt Quang hiện ra một tầng tức giận, trách cứ nói. Đại ca tâm tính quá táo bạo liền ở chỗ này an tâm tu luyện có gì không tốt, lại cứ trở về trong thành ngươi mới cảm thấy thoải mái sao. Lúc trước thành chủ ngàn vạn dặn dò nơi đây chính là dị thường trọng yếu, Thái Hoa Kim Phù tỏa trận càng hội tụ bao nhiêu trận pháp đại sư mới bố trí được. Hiện tại hay rồi,
ba huynh đệ chúng ta làm sao giao phó với thành chủ. Câu Tinh Quang cũng sợ đến không nhẹ, run run nói. Đều tại ta nhất thời hồ đồ, tưởng thuận tay mà thôi, lần này thực sự xong đời không bằng nhân lúc còn không có ai phát hiện, ba người chúng ta lập tức đào tẩu, lấy bản lĩnh của ba huynh đệ chúng ta, cố ý muốn trốn tránh, mặc dù là Hồng Nguyệt Thành cũng chưa chắc tìm được chúng ta. Câu Nguyệt Quang trầm ngâm một trận, nói. Lại quan sát rồi nói, tiểu tử kia sau khi ném ra ngọc bi này liền trốn tránh đi vào. Nếu như có thể đem hắn bắt ra giao cho thành chủ, cũng có thể lấy công chuộc tội. Câu Nhật Quang quan sát giới thần bi vài lần, cổ quái nói. Đại ca nhị ca, bên trong thứ này có thể giấu người. Liền xem ta có thể bổ nó ra được không? Hai người Câu Nguyệt Quang cũng không ngăn trở, tùy ý hắn hét lớn một tiếng bổ tới, toàn bộ nước sông cắt đoạn, hướng trên bầu trời chảy ngược đi, lại không chút nào lay động được giới thần bi. Lần này ba người đều là sắc mặt đại biến, lấy lực lượng của Câu Nhật Quang. Toàn lực một kích coi như là cửu giai huyền khí chí ít cũng có thể lưu lại một dấu vết. Câu Nguyệt Quang sắc mặt trầm xuống, ngưng thanh nói. Mặc kệ giá trong bi này có manh mối gì, nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta lấy công chuộc tội, bằng không thực sự chỉ có thể chạy trốn khắp thiên hạ. Câu Tinh Quang cũng là cắn răng nói. Hảo huynh đệ ba người chúng ta liên thủ, không tin chính là một gã thiếu niên cũng bắt không được. Ba người đều là kiên định gật đầu, trong nháy mắt hóa thành ba đạo quang mang hướng tới giới thần bi xông lên, trên giới thần bi quang mang chớp động, ba người vừa ẩn giấu mà vào. Ha ha ha! Đột nhiên truyền đến tiếng cười, thân ảnh của từ bên trong Lý Vân Tiêu giới thần bi bay ra, trên mặt cười to không ngừng, nói. Ba tên ngu xuẩn, nghĩ không ra dễ dàng giải quyết như vậy rồi. Trước tiên để cho bọn họ ở trong giới thần bi chơi đùa một trận đi. Chờ ta lấy được Đông Hải Nguyệt Minh Châu, rời khỏi Hồng Nguyệt Thành sau đó lại chơi đùa với bọn họ. Hắn mạnh mẽ hít vào một hơi, trực tiếp phóng lên cao, bay ra khỏi con sông dài, từ không trung nhìn lại xuống dưới, lập tức một mảnh ngạc nhiên. Phía dưới cầu vồng bảy sắc và vườn trái cây đều bị phá hủy, đại địa cũng nứt ra không còn hình dáng, nước sông bắt đầu nhắm bốn phương tám hướng lan tràn ra, phỏng chừng qua không cần bao lâu, ở đây cũng sẽ bị bao phủ thành một mảnh hồ nước. Tính toán thời gian, cũng đến ngày quần anh tụ hội ngày rồi, trước tìm một chỗ khôi phục nguyên lực lại đến Hồng Nguyệt Thành, nếu là sự tình không thuận mà nói, lại sẽ gây ra phong ba. Hắn hướng phía xa xa bay nhanh đi, rời xa chỗ cầu vòng bảy sắc. Cũng may Hồng Nguyệt Thành linh khí cơ hồ là nhiều nhất đông vực, so với Viêm Vũ Thành bây giờ cũng không thua kém chút nào, muốn khôi phục tinh lực cực nhanh. Giờ khắc này ở trong Hồng Nguyệt Thành, trước Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Từ lâu đã hội tụ đại lượng tuổi trẻ tuấn ngạn, đều mộ danh mà đến, chỉ cần có thể có tư cách đi vào tụ họp một chút, lập tức giá trị con người tăng lên, danh tiếng đại hiển. Nhưng cũng không phải bất kỳ ai đều có thể đi vào, tất cả mọi người đang khổ cực chờ đợi, hy vọng có thể lăn lộn được một tư cách. Nhập Ngô Lâu giả, Đán Hữu Thanh Phong, Đối Ngô Ẩm giả, Duy Đương Minh Nguyệt. Ngay khi tất cả mọi người lo lắng chờ đợi, thấp giọng nghị luận không ngừng. Hai gã bạch y nam tử đột nhiên xuất hiện ở không trung, một người nhẹ nhàng lay động quạt lông, một người tay cầm như ngọc, bước tiến mềm mại, đạp không mà đến. Bạch y không gió tự động, dung nhan khí vũ hiên ngang, rất có phong độ thế gia. Một người trong đó ngâm ngâm cười nói. Quả nhiên là thơ hay, xem ra trong Minh Minh tự có định số, Cát huynh tên là Thanh Phong, cùng lâu vũ này xem ra rất có liên quan, chắc là có thể đi vào một hồi. Tên tuổi trẻ tuấn ngạn tên gọi Cát Thanh Phong kia cười nói. Ta người cùng đi, tự nhiên cùng tiến vào, hôm nay không cầu có điều đạt được, nhưng cầu một hồi anh hùng thiên hạ hào kiệt, xác minh võ đạo sở học của chính mình, cũng đã đủ rồi. Hai người quen biết cười nói, liền muốn bay vào trong Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Dừng lại, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, thân ảnh của Ninh Hàng Phong dần dần nổi lên, không chút tình cảm nào nhìn bọn họ một cái, nói. Lâu La cùng đám cặn bã không được đi vào. Cái gì? Trong đó tên bạch y công tử kia sắc mặt lập tức trầm xuống, cả giận nói. Hai ta nói như thế nào cũng là Vũ Hoàng đỉnh phong cường giả, còn cách Vũ Tôn cũng bất quá là một con đường. Vị đại nhân này mở miệng ngậm miệng đã nói chúng ta là đám Lâu La cặn bã, khó tránh khỏi quá coi thường người. Ninh Hàng Phong giơ tay lên, trực tiếp vỗ ra. Một đạo kình phong lập tức đem tên bạch y nam tử kia định trụ. Phanh một tiếng liền giống như đạn pháo như nhau bắn ra ngoài, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo quang mang tiêu thất ở chân trời.
Trên khuôn mặt Cát Thanh Phong chảy ra từng giọt mồ hôi hột, môi khẽ nhúc nhích, dùng truyền âm thuật nói. Đại nhân xin hãy dàn xếp một chút, ta cũng bất quá là vì tranh thủ một chút danh tiếng, để tăng tông môn coi trọng. Chỉ cần đại nhân thả ta đi vào, tại hạ tất nhiên có một ức trung phẩm nguyên thạch cảm tạ. Một ức trung phẩm nguyên thạch đã cần hắn bán đi huyền khí và toàn bộ gia sản, nhưng vì mặt mũi, tôn vinh, Cát Thanh Phong cũng bất cứ giá nào rồi. Ninh Hàng Phong không nói hai lời, lại là một trưởng vỗ ra. Cát Thanh Phong kinh hãi, hoảng sợ thất thanh nói. Không, không nên a đại nhân, hai ức, hai ức. Hắn cả kinh cũng không đoái hoài tới truyền âm, trực tiếp hô lên. Ầm ầm. Theo Ninh Hàng Phong một trưởng vỗ xuống, trong không gian truyền đến một trận âm hưởng nặng nề, lập tức hiện ra một cái khe hở không gian màu đen, đem Cát Thanh Phong nuốt vào, sau đó tất cả khôi phục thanh minh, thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh qua vậy. Hai người này thảm đạm rời sân, khiến tất cả mọi người lộ ra vẻ khinh bỉ và châm chọc, không ít người đều trực tiếp bật cười, cười cười tâu toét. Ninh Hàng Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua người phía dưới, quát dẹp đường. Đều thối lui cho ta. Trên người của hắn vũ đế chi khí không chút khách khí ép xuống, đám người phía dưới nhất thời rầm một tiếng liền giống như chim thú tản ra. Sau đó vài đạo quang mang hướng bốn phía bay đi, tổng cộng 8 người, đều là tu vi cửu thiên vũ đế, quay vòng chung quanh Minh Nguyệt Thanh Phong lâu, bắt đầu đánh ra từng đạo pháp quyết, bay vào trong đó. Hai lâu vũ tỏa đứng sóng vai trong sát na đã toát ra quang mang 9 màu, trung gian đạo cầu vòng kia càng giống như trường long ngọa không. Mưa gió cùng cầu vồng đồng thời xuất hiện, một mảnh mỹ diệu. Nhập Ngô Lâu giả, Đán Hữu Thanh Phong, Đối Ngô Ẩm giả, Duy Đương Minh Nguyệt. Ở trong một tòa tử lâu phía xa, một gã nam tử trẻ tuổi khí vũ bất phàm nhìn ra xa song lâu, nhìn mỹ cảnh kỳ dị, nhẹ giọng cười nói. Bài thơ này độc lộ vẻ khí phách thư cao thượng của Hồng Nguyệt Thành, không người nào có thể bì được, như Đông Vực Hạo Nguyệt Thanh Phong, đứng đầu quần luân. Lại có một gã nam tử đi lên trước. Dĩ nhiên một thân áo tang, sắc mặt dường như quét vôi, tướng mạo cũng có chút quái dị. Hắn cùng với tên nam tử kia sóng vai dựa vào lâu mà ngắm, lộ ra dáng tươi cười xấu xí, nói. Thế nào, Lai Phong huynh đối với Hồng Nguyệt Thành đứng đầu Đông Vực quần luân rất có thành kiến. Bắc Minh Lai Phong giễu cợt cười rộ lên, gương mặt khinh thường, trong mắt mang theo thần sắc hài hước, nhìn chằm chằm vào nam tử áo tang có chút không được tự nhiên, cười nói. Hạo Miểu huynh thích khiêu khích quan hệ giữa Hồng Nguyệt Thành và Bắc Minh Huyền cung ta như vậy, cùng vui không được sao? Thừa Hạo Miểu thoáng có chút xấu hổ, cười nói. Lai Phong huynh chê cười rồi. Bắc Minh Lai Phong ngắm nhìn Thanh Phong Minh Nguyệt lâu phía trước đang chậm rãi bay lên không, vẻ mặt tán thán nói. Thanh Phong Minh Nguyệt lâu này không hổ là kiến trúc tiêu biểu của Hồng Nguyệt Thành, ẩn giấu cơ quan độn giáp chi thuật, có thể ngự phong mà lên, thật là kỳ cảnh. Bên trong tử lâu còn có một vị nam tử đang chú tâm pha trà, chính là Nguyễn Tử Mậu, theo nước sôi rót vào trà cụ, một làn khói trắng xông ra, hương thơm ngát tỏa khắp, dụ cho người ta thèm nhỏ dãi. Thơm quá a, chỉ là khẽ ngửi một ngụm liền cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, cả người tràn ngập sức sống, không hổ là một trong đương đại tam đại trà nổi tiếng. Bắc Minh Lai Phong xoay người lại đi tới trước bàn, Nguyễn Tử Mậu khẽ cười nhắc tới ấm trà. Ở ba trong chiếc chén tử ngọc tinh mỹ tuyệt luân rót vào, nước trà đỏ tươi từ trong miệng thú đổ ra, chảy vào trong chén tử ngọc lập tức hóa thành màu lục nhạt. Thừa Hạo Miểu kinh ngạc nói. Huyết trà này rót ra màu sắc đáng sợ, vì sao vào chén rồi liền cùng với nước chè xanh bình thường không có gì khác biệt. Nguyễn Tử Mậu cười nói. Huyết trà màu sắc rất giống tiên huyết, làm cho thị giác có chút khó có thể tiếp thu, vô pháp làm được sắc, hương, vị câu toàn. Do đó Hồng Nguyệt Thành chuyên môn mời đám hóa thần hải thuật luyện đại sư tiến hành nghiên cứu, rốt cuộc tìm được loại chén tử ngọc này, chỉ cần huyết sắc chi trà rót vào chén, trong khoảnh khắc hóa thành lục nhạt, không chỉ có vị đạo và hương khí không thấy, hơn nữa càng có thêm một loại tử ngọc ôn nhuận bảo dưỡng, uống vào càng thêm thư thái vui sướng. Hai vị, mời thưởng thức. Bắc Minh Lai Phong và Thừa Hạo Miểu phân biệt dơ lên chén trà tử ngọc trước người, tinh tế cảm nhận sau đó uống vào một ngụm. Lập tức trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, còn có một tia mừng rỡ. Ha ha, hay, hay, quả nhiên rất tuyệt. Thừa Hạo Miểu vận công thở hắt ra, khen. Dĩ nhiên khiến cho cửa quan võ đạo của ta đã lâu không thể phá tựa hồ nổi lên buông lỏng. Tử Mậu huynh, trà này bao nhiêu tiền một cân, ta muốn mua mấy trăm cân đến dùng ha ha.
Bắc Minh Lai Phong cũng là sắc mặt động dung, đến trình độ này của bọn họ rồi, tu vi muốn lại lần nữa hai tinh tiến, đó là hết sức khó khăn, mặc dù là các loại thiên tài địa bảo, đưa đến tác dụng cũng không lớn lắm. Nhưng một chén huyết trà này uống vào bụng, lại có thể so được với mấy tháng khổ tu, nếu thật có thể có được mấy trăm cân đến dùng. Trên trán Nguyễn Tử Mậu chảy ra một tia mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Mấy trăm cân, huyết trà này chia làm cực, thượng, trung, hạ bốn cái phẩm cấp, theo thứ tự là huyết dịch võ giả đẳng cấp bất đồng tưới tắm mà tạo thành phẩm chất khác biệt. Vừa rồi Hạo Miểu huynh uống vào, loại trà đó là thượng phẩm huyết trà, phải từ đầu tới cuối đều dùng Cửu Thiên Vũ Đế huyết dịch tưới tắm nuôi dưỡng, trên quá trình không thể pha trộn một tia huyết dịch nào khác, đồng thời không thể đứt đoạn một ngày đêm. Loại thượng phẩm huyết trà này toàn bộ Hồng Nguyệt Thành cũng sẽ không vượt lên trước 2 cân. Bắc Minh Lai Phong gật đầu nói. Thì ra là thế, điều kiện bồi dưỡng hà khắc như vậy. Ta cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nếu như loại huyết trà này có thể sản xuất rất nhiều, Hồng Nguyệt Thành từ lâu đã độc tôn thiên hạ. Loại huyết trà trình độ này cũng chỉ là thượng phẩm, nếu nói cực phẩm lại là tồn tại cỡ nào. Nguyễn Tử Mậu nói. Cực phẩm huyết trà dùng là huyết dịch của Cửu Tinh Vũ Đế đúc luyện. Kỳ vật bực này cũng chỉ ở lịch sử trong tồn tại qua. Năm đó có vị lão thành chủ bắt được hai vị Cửu Tinh Vũ Đế địch nhân, dùng dược vật nuôi để cho bọn họ không chết, lúc này mới trồng ra được cực phẩm huyết trà, nhưng hy sinh tính mệnh của hai gã Cửu Tinh Vũ Đế, cũng mới đạt được 32 lá trà, nghe nói uống vào giống như cam tuyền, có thể trực tiếp đột phá Cửu Thiên gông cùng xiềng xiếc, thế nhưng loại thành phẩm này, ha ha. Hai người đều là nghe được một trận kinh hãi, lấy máu của Cửu Tinh Vũ Đế nuôi trà. Quả nhiên là làm người nghe kinh sợ. Thừa Hạo Miểu thất vọng nói. Hạ phẩm huyết trà vẫn có mấy trăm cân chứ, không biết công hiệu ra sao. Nguyễn Tử Mậu cười nói. Hạ phẩm huyết trà cũng chia rất nhiều loại. Bát hoang cảnh vũ tôn huyết dịch tầm bổ chính là trung phẩm, dưới bát hoang cảnh đều là hạ phẩm. Nếu là nhất nguyên nhị phân tam tài cảnh huyết trà, có đạt được mấy trăm cân đến dùng vẫn thật dễ dàng. Thôi vậy, thôi vậy. Thừa Hạo Miểu lắc đầu nói. Trà này phỏng chừng thực sự chỉ có thể làm trà uống. Uống cạn nước trà, ba người đều tự vận công điều tức, đem hiệu lực đều hấp thu, lúc này mới chậm rãi mở đôi mắt ra. Bắc Minh Lai Phong than thở. Thật không biết hai loại trà cùng nổi danh khác sẽ có tư vị cỡ nào, thật khó tưởng tượng trong thiên địa còn có thể có kỳ trà khác sánh ngang với huyết trà này. Thừa Hạo Miểu cũng là cổ quái nói. Tử Mậu huynh dùng chân phẩm như vậy khoản đãi hai người chúng ta, không biết là có ý đồ gì đây. Nguyễn Tử Mậu cười giễu cợt, trêu đùa nói. Đích xác là có ý đồ, chỉ hy vọng nhị vị bằng hữu ở trong lôi đài thi đấu thả cho tiểu đệ một phen. Nga! Trong mắt Bắc Minh Lai Phong lóe lên mỉm cười, nói. Lẽ nào Tử Mậu huynh cũng khuynh tình với biểu muội mình? Hay là đồng dạng cũng đỏ mắt với đồ cưới đây? Nguyễn Tử Mậu lộ ra vẻ cười khổ, nói. Lai Phong huynh pha trò rồi, đồ cưới này đối với người ta ba người mà nói cũng không phải là vật chân quý gì, ta cùng với biểu muội từ nhỏ thanh mai trúc mã, mong rằng hai vị thành toàn cho tâm ý này của ta, sau đây chắc chắn hậu báo. Thừa Hạo Miểu con ngươi đảo một vòng, nói. Cho dù chúng ta hai người không xuất toàn lực, lẽ nào Tử Mậu huynh sẽ có nắm chắc chiến tận thiên hạ anh hùng hào kiệt? Nguyễn Tử Mậu tự tin nở nụ cười. Cất cao giọng nói. Thiên hạ trẻ tuổi anh hùng hào kiệt, không phải ba người chúng còn ai nữa. Về phần đám người còn lại, ta vẫn thật sự không coi vào đâu. Bắc Minh Lai Phong cười nói. Ta thân là đứng đầu Bắc vực tứ tú, nhưng chỉ có hư danh, nhận mà hổ thẹn. Vẫn luôn muốn tìm nhị vị chỉ điểm võ đạo sai lầm, cơ hội tốt như vậy há có thể tùy ý buông tha. Chỉ bất quá nếu Tử Mậu huynh đã lên tiếng, nhân tình này ta cũng không thể không bán. Về phần hậu báo gì đó, ta cũng xấu hổ mở miệng, sẽ từ trong đám đồ cưới, chọn một kiện khương gia võ điển được rồi. Nguyễn Tử Mậu gật đầu nói. Thứ này vốn là một trong món đồ cưới, chỉ cần ta có thể đoạt giải nhất tự nhiên không thành vấn đề. Chẳng hay Hạo Miểu huynh ý như thế nào. Thừa Hạo Miểu cười nói. Hắc hắc, giống vậy thôi, lần lôi đài thi đấu này cũng chính là nặng ở danh dự. Tuy rằng tiểu đệ được xưng là đứng đầu Tây vực ngũ kiệt. Nhưng là không nghĩ có thể độc bá thiên hạ, dù sao Tử Mậu huynh và Lai Phong huynh thực lực đều ở trên tiểu độ. Ta đối đồ cưới cùng với mỹ nhân hứng thú cũng không lớn, thế nhưng huyết trà này. Nguyễn Tử Mậu cười khổ nói. Nghĩ không ra Hạo Miểu huynh đối với huyết trà nhớ mãi không quên như thế,
nhưng đáng tiếc là, thượng phẩm huyết trà thật tình hiếm có. Thừa Hạo Miểu nói, ta đây minh bạch, ta cũng không phải đòi lấy huyết trà, mà là Hồng Nguyệt Thành nếu lấy máu của Vũ Đế nuôi dưỡng thượng phẩm huyết trà, như vậy Vũ Đế kia tất nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái ta muốn cầu chính là Vũ Đế chi hồn. Thừa Hạo Miểu trong mắt lóe ra một tia tinh mang, nói. Và lại lãng phí cũng là lãng phí, không bằng để cho ta thu đi, chỉ cần thập đạo đế hồn là được, chỉ cần Tử Mậu huynh đồng ý, lần lôi đài thi đấu này ta cũng đi một chút bỏ qua thôi. 10 đạo đế hồn. Nguyễn Tử Mậu và Bắc Minh Lai Phong đều là lấy làm kinh hãi, bọn họ đều hiểu được Phệ Hồn Tông công pháp cần đại lượng hồn phách, 10 đạo vũ đế chi hồn đối với Thừa Hạo Miểu có bao nhiêu trợ giúp, hai người nội tâm chưa từng để ý, dù sao ba người đều là quan hệ cạnh tranh. Không muốn ngồi xem một phương độc quyền. Nguyễn Tử Mậu cân nhắc một chút, mở miệng nói. 10 đạo vũ đế chi hồn hiện tại Hồng Nguyệt Thành cũng không lấy ra được, nhưng ta có thể hứa hẹn, trong vòng 5 năm tất sẽ cung cấp đầy đủ. Thừa Hạo Miểu nhướng mày, không hài lòng nói. 5 năm, 5 năm hoa cúc vàng đều héo rồi, nhiều nhất 3 năm, bằng không tiểu đệ chỉ có thể bằng vào thực lực tranh thủ làm con rể Hồng Nguyệt Thành một lần. Trong lòng Nguyễn Tử Mậu một trận tức giận. Hắn cũng không phải là e ngại Thừa Hạo Miểu, mà là lần hôn sự này hắn nhìn quá nặng, phải bảo đảm vạn vô nhất thất, lúc này mới cắn răng nói. Được, 3 năm thì 3 năm. Thành giao. Thừa Hạo Miểu tâm tình thật tốt, nhịn không được cười ha hả, hai người khác nghe được trong lòng một trận phiền muộn. Nguyễn Tử Mậu nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng tiến vào Thanh Phong Minh Nguyệt lâu, một hồi thiên hạ anh hào đi. Rất nhanh. Một chiếc long liễn xa từ trong tử lâu lái ra, phía trước 4 con lân mã yêu thú cấp bậc vũ hoàng lôi kéo, trên không trung chậm rãi chạy đi, hướng phía Thanh Phong Minh Nguyệt lâu đi. Lúc này Thanh Phong Minh Nguyệt lâu lại ở dưới mấy người điều khiển chậm rãi bay lên không, huyền phù ở trên bầu trời cao mấy trượng, chui thẳng vào đám mây, tựa như một mảnh tiên cảnh. Phía dưới võ giả mỗi một người đều nhìn tới ngây người, mặc dù là người bản địa Hồng Nguyệt Thành, cũng cực hiếm khi thấy được thắng cảnh dị tượng như vậy. Thanh âm của Ninh Hàng Phong từ từ truyền đến, nói. Lần quần anh tụ hội này chính là bổn thành công tử Nguyễn Tử Mậu thiết lập, ý ở hội ngộ thiên hạ anh hào, luận võ luận đạo, kỳ vật cùng thưởng thức, tách khỏi tục thế. Do đó chỉ có anh hào mới có thể tham gia, hạng lâu la gì đó liền cút đi. Phía dưới truyền đến các loại tiếng nghị luận, có người cao giọng hỏi. Xin hỏi đại nhân, như thế nào gọi là lâu la? Ninh Hàng Phong nói. Kẻ nào tu vi không đạt vũ tôn, đều là lâu la. Còn có, người khiến ta nhìn không vừa mắt, cũng là lâu la. Tất cả vũ tôn có thể thử nhập tràng, chỉ cần không bị ta điểm danh cút đi, liền có thể đi vào. Cái gì, người nhìn không vừa mắt cũng không thể tiến đến. Đây là loại quy củ ở đâu vậy a? Một cánh cửa vũ tôn, trên cơ bản đã chặt đứt ý niệm trong đầu của tuyệt đại đa số người, còn một quy củ nhìn không vừa mắt nữa, lập tức có người nổi lên oán giận. Ninh Hàng Phong khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, hai mắt như đao, dừng ở trên người kẻ oán giận kia, lạnh lùng nói. Nơi này là Hồng Nguyệt Thành, thái độ của ta chính là quy củ, người không phục có thể cút. Còn có, người đã bị mất tư cách, cút ngay. Ngươi, kẻ vừa lên tiếng trách cứ kia tràn đầy giận dữ, tức đến trên quyền đầu gân xanh lộ ra. Hắn chính là tu vi ngũ tinh vũ tôn A, đặt ở bất luận một nơi nào trên đại lục. Đều là tồn tại như thiên chi kiêu tử, dĩ nhiên bởi vì đối phương nhìn không vừa mắt bị hủy bỏ tư cách, điều cũng không tránh khỏi quá vô ý rồi. Nhưng hắn giận mà không dám nói gì, cắn răng nghiến lợi nói. Được, được vậy chờ lôi đài thi đấu luận võ chọn rể chân chính bắt đầu, lại xem ai mới là lâu la. Trong lúc nhất thời lại không người dám hỏi, ngược lại đám vũ hoàng cường giả đã không có tư cách đều mắng lớn lên. Hơn nữa đã mất đi tư cách, giận chó mắng mèo. Hồng Nguyệt Thành cũng không có khả năng tại chỗ giết người. Ninh Hàng Phong sau khi phán quyết người nó mất đi tư cách, liền đối với tất cả mọi người chửi bậy và oán giận đều xem như không thấy, lẳng lặng chắp tay ở sau người, ngẩng đầu nhìn trời. Vũ Tôn Cường giả mỗi một người đều thấp thỏm trong lòng hướng phía Thanh Phong Minh Nguyệt lâu bay đi, thoáng cái đi vào hơn 30 người, cũng không thấy Ninh Hàng Phong xem ai không vừa mắt, lúc này mới từng người an tâm. Vẫn là bảo hiểm một chút mới tốt. Ăn mặc anh tuấn chút trung quy sẽ không sai. Dù sao dáng vẻ là biểu hiện bên ngoài tinh thần nội tại của một người, ta phải triển lộ ra thẩm mỹ tình thú phong cách riêng và tu vi võ đạo tiềm lực vô cùng của mình.
Một gã vũ tôn thiếu niên để phòng ngừa vạn nhất, lấy ra một cái gương soi chải đầu, còn có hộp phấn trang điểm tu mi, đợi cho sửa soạn hài lòng, lúc này mới lòng tin 10 phần hướng lên bầu trời bay đi. Ninh Hàng Phong ánh mắt bao quát xuống dưới, trực tiếp chỉ vào hắn nói. Ngươi, có thể lăn đi. Cái gì? Thiếu niên kia cả giận nói. Vì sao, cho ta một cái lý do, ta dáng dấp đẹp trai như vậy dĩ nhiên không cho ta đi vào, những người đó lớn lên so với trái dưa nứt giống nhau lại được tiến vào, chuyện này thật không công bằng. Ninh Hàng Phong lạnh nhạt nói. Lý do sao, ta nhìn ngươi không vừa mắt. Thiếu niên chán nản, giận không kềm được quát. Ngươi đây là đố kỵ anh tài, đố kỵ ta lớn lên xinh đẹp. Ninh Hàng Phong nhướng mày, nói. Là ngươi tự mình cút đi, hay là để ta tiễn ngươi? Khí tức trên người hắn hơi truyền ra, thiếu niên kia nhất thời sắc mặt đại biến, nhớ tới kết cục lúc trước của hai người Cát Thanh Phong, xanh mặt, ôm hận rời khỏi, không dám lỗ mãng. Có thiếu niên này kinh lịch, tất cả mọi người đều cúi đầu, đạp bước đi lên lầu, sợ mình bị Ninh Hàng Phong nhìn trúng. Đột nhiên bốn con lân mã thú lôi kéo long liễn từ đàng xa chạy tới. Hà quang ở dưới chân giải ra, mênh mông mây trôi ở xung quanh liễn xa tụ tập lại, có vẻ trang nghiêm và thần thánh, phía trước đám đệ tử tuổi trẻ tuấn ngạn đều tự giác hướng ra hai bên thối lui, dừng chân mà ngắm nhìn. Ngược lại không phải là nói bọn họ muốn thoái nhược, chỉ là bốn con lân mã thú chạy trồm tốc độ quá nhanh, bốn con hợp lực đứng lên, ở bốn phía hình thành một cổ nhuệ khí vô kiên bất tồi, nếu không tránh ra mà nói tất nhiên trực tiếp đụng phải. Dám ở chỗ này lái xe rong ruổi nhất định là người của bản thân Hồng Nguyệt Thành, đụng chết cũng sẽ không có người nhặt xác cho ngươi. Nhưng vẫn như cũ có người tức giận bất bình, các loại tiếng mắng chửi vang lên bốn phía. Tất cả mọi người đi bộ mà đến, lại có người ra vẻ lái xe, chuyện này nói như thế nào? Ha ha, nhân gia chính là Hồng Nguyệt Thành công tử, đứng đầu Đông Vực Thất Tinh, kỳ cục ngươi có thể làm gì được? Không thể làm sao, chỉ là nhìn không vừa mắt. Có bản lĩnh quần anh hội chính bọn hắn tự mở ra đi, nếu đã triệu tập người trong thiên hạ, phải tôn trọng mọi người, như vậy há lại là đạo đãi khách. Bọn họ nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi có thể cút đi, ngươi xem bọn hắn không vừa mắt, vẫn là chính ngươi tự cút đi, đây là nhân gia so với ngươi mạnh hơn, ai bảo nơi này là Hồng Nguyệt Thành,